mối tình rồi, đã trải qua một tình đầu, ngày nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ Trăng Khuyết còn mong chi tròn. Em nghĩ là ba mẹ sẽ rất là tôn trọng cái quyết định của em, mặc dù là cũng sẽ rất là mong muốn cái điều gì đó rất là tốt nhất cho con gái của ba mẹ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu trước. Em chào chị Cát Tường. Rồi chào bạn, bạn tên là gì? Dạ em tên Hồng Quyên, em ở Đồng Nai chị. Quyên năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em nay 34 rồi. 34 tuổi? Dạ. Làm dữ vậy, 34 mà làm gì la dữ vậy? Ủa Quyên làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên kinh doanh của một công ty về bất động sản ở dưới Đồng Nai đó chị. Và mình đợi bạn nam mình ra đi ha. Dạ. Xin mời chàng trai. Chào anh Quyên Linh. Rồi, chào bạn. Chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ bên kia, xin chào quý vị khán giả. Anh tên gì? Em tên là Nguyễn Công Trực, 36 tuổi, đến từ Bình Thuận. Nguyễn Công Trực. Dạ. Cái công việc chính mình là gì anh? Thì công việc chính của mình là tư vấn thiết kế và quản lý dự án các cái công trình bên xây dựng dân dụng. Quá hợp, cô mình chuyên bất động sản mà đây quản lý dự án. Coi như cặp này kết vô là làm giàu lắm luôn nè. Hoàn luôn, xây nhà liền luôn. Xin lỗi anh, có mấy mối tình rồi? Đã trải qua một lần đầu. Ủa mình lấy nhau lâu chưa mà mình chia tay anh? Tụi em kết hôn cũng được gần 2 năm. Có bé nào không anh? Chưa chị. Dạ. 2 năm mà chưa có bé nào hết. Dạ. Tại vì lúc cưới xong thì bà xã đi quay qua học văn bằng 2. Thì học xong thì cô ấy tìm được một cái dạng này chia sẻ dự án trên mạng đó. Ở bên Úc người ta cần công tác viên đó. Thì cô ấy tìm được cái dự án đó cho nên cô ấy muốn đi theo cái hướng đó. Cho cô đi luôn. Thì cũng đang chuẩn bị. Có bàn với anh không hay là... Thì cũng hai vợ chồng bàn nhau rồi thống nhất rồi xong nó mới đi đến cái giai đoạn là ly hôn nhé. Bà hay quá vậy. Chấp nhận, còn yêu không anh? Khi tìm hiểu được một cái câu nói ở trong cái kinh Phật là như thế này: ngày nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ Trăng Khuyết còn mong chi tròn, cho nên thì thôi. Bạn kế tiếp. Nếu mà nói về mong muốn một người bạn kế tiếp á, thứ nhất thì mình mong muốn đó là một người đó làm được vai trò của một người bạn để chia sẻ được những cái điều mình muốn nói. Thứ hai đó là vai trò của một người vợ cũng biết chăm sóc gia đình. Thứ ba là vai trò của một người tình, để sau khi giai đoạn kết hôn rồi thì cũng phải biết làm mới tình cảm. Nữ mình nghe ảnh có một lần đò như vậy thì mình có vấn đề gì không? Ví dụ gia đình mình có đồng ý hay không? Em nghĩ là ba mẹ sẽ rất là tôn trọng cái quyết định của em, mặc dù là cũng sẽ rất là mong muốn cái điều gì đó rất là tốt nhất cho con gái của ba mẹ. Cho nên là quyền quyết định cuối cùng thì vẫn là em thôi. Rồi bạn có mấy bao nhiêu mối tình rồi? Dạ mối tình mà sâu đậm và gọi là mối tình trọn vẹn thì chỉ có một duy nhất thôi chị Cát Tường. Chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay cũng hơn 2 năm rồi chị. Mình có cái điểm mạnh gì không? Ưu thế của mình là gì? Dạ ưu điểm à? Là sự duyên dáng ngọt ngào và rất là chân thật. Những cái điểm yếu? Em ăn chậm. Nói chung ăn lâu, ăn kỹ lắm nên là rất là chậm. Sẽ giống con tôi quá rồi. Con tôi ăn chậm lắm luôn. Con tôi ăn chén cơm nửa tiếng á. Mình có sở thích gì không? Dạ em thích nghe nhạc, em hát, thích hát. Bạn có thể hát tặng mọi người một khúc nào đó mà bạn thích. Em thì rất là thích học môn tiếng Anh cho nên em sẽ hát một bài hát tiếng Anh nha chị. Quá tốt. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning and internal flame? I believe it's meant to be, darling. I watch you when you are sleeping. You belong to me. Do you feel the same? Yes. Quá tuyệt luôn. Quá hay. Hay quá. Cô ấy hát rất tình cảm. Anh hiểu gì không anh? Hiểu được chích liền. Tôi cũng hiểu luôn. Hai anh em mình đâu hiểu nghe hay là được rồi mà anh thấy hay không? Thôi bây giờ bên này. Bên đây không hiểu, bây giờ anh hát sao cô gái hiểu. Mà tôi biết dân miền Tây mà Vĩnh Long nữa là cải lương. Hát giọng cổ được không? Cũng chút chớp. Lên câu liền. Có đều là tại mấy bữa nay cảm. Cảm cậy nó. Được khúc nào hay khúc nấy. Đúng rồi. 2, 3.
Gió lên lay động qua bằng lăng qua thước tha, qua diễm kiều qua mặn mà, mà qua tươi thắm lắm qua ơi, cũng như câu chuyện tình ta ngát hương. À, chào chị. Quá là tại hạ xin bái phục, bái phục. Cái đó là hình như anh bị cảm á, chứ đúng là bài hát cái gì đều. Gió lên lay động qua bằng lăng thước tha, qua diễm kiều qua mặn mà. Ca như vậy là hát đốt vậy mới được. Đốt hết mấy cái phòng karaoke đó đi. Hát vậy là mấy phòng karaoke rồi đó. Cháy hết. Cháy hết luôn á hả? Dựng nấu. Không hiểu tôi đi về bển thì mệt quá. Không phải, thì tôi tám cặp mắt này ngộ quá, cặp mắt gì mà nó không thấy được đâu. Tế nhị. Em chào anh Linh. Xin đạp đi. Thank you. Bây giờ người ta sổ lại cái là đứng hình nữa, tự mình làm khó mình nữa hả? Nói thật sự là nãy giờ nói chuyện chút xíu thôi, nhưng mà Linh đánh giá anh là người rất là thật tình. Anh cùng quê với anh chứ gì nữa. Không, là anh... anh ở Tiền Giang. Vậy hả? Nhưng cũng người miền Tây. À nãy anh nói là người miền Tây lúc nào cũng chân thật hết. Đúng rồi. Mình có đặt ra cái mẫu người lý tưởng của mình là như thế nào không? Em thích người đàn ông của em là sẽ cao hơn em, cũng to con. Dạ, để đi cặp đôi thấy còn hợp với nhau chứ không. Nhìn kỳ lắm. Rồi em thích là ăn nói có duyên, có khí hài hước. Anh có người nhà đi theo đúng không anh? Dạ có. Rồi, chào chị. Dạ em chào anh chị. Chị là gì của anh? Dạ em là nhân viên của anh. Thấy bên kia làm sao? Em thấy thì cũng được nhưng mà chưa biết anh như thế nào. Tính anh khó không? Anh khó anh mới ế tới vợ anh. Đã có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có mấy người em đâu? Là bạn. Mấy người em đâu? Rồi chào cả nhà mình luôn. Dạ em chào anh chị. Chào em là bạn hay là đồng nghiệp? Dạ, em là em gái. Em ruột hả? Dạ không, em họ. Em họ. Thấy cái anh bên kia sao, có hợp với chị mình không? Em nghĩ là chắc anh là một người thật thà, chân thành. Dạ. Thật thà, chân thành. Như đó cũng đủ rồi. Chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Kéo màn lên. Hai phút bắt đầu, mời anh. Rồi, chào. Chào anh. Rất vui được biết em. Dạ, em cũng vậy. Nãy nghe nói em ở Đồng Nai. Dạ. Thì anh thì anh ở Vĩnh Long. Đường đi Vĩnh Long không còn những chiến phà xưa. Cho nên đi giờ cũng dễ lắm rồi. Tưởng hát nữa chứ. Em, nếu như mà mình đến với nhau, em có thể em về Vĩnh Long công tác được hay không? Em thì rất là muốn ở gần ba mẹ, không muốn ở sống xa gia đình. Từ đó giờ là cũng ở với ba mẹ, thành ra là công việc của em thì cũng ở Đồng Nai nữa. Thành ra em chỉ quanh quanh Đồng Nai. Dạ. Theo anh thì trong hôn nhân là điều gì là quan trọng nhất? Anh nghĩ đó là cái sự tôn trọng. Vậy còn trong tình yêu cái điều gì ý nghĩa nhất với anh? Thì anh nghĩ đó là cái sự hai người cùng nhìn về một hướng, cùng một cái suy nghĩ về một cái vấn đề. Anh có dự định là mình sẽ có cái công việc ở Đồng Nai không? Hiện tại thì anh đang làm cộng tác viên cho một cái công ty tư vấn thiết kế ở trên này. Nhưng mà cái thị trường của anh vẫn là thị trường Vĩnh Long. Ở trên này tức là ở thành phố Hồ Chí Minh ha? Ở thành phố Hồ Chí Minh có một cái công ty. Thì công ty của anh làm cộng tác viên của công ty trên này. Chia sẻ dự án ở dưới làm. Cảm nhận về nhau đi. Trong em thì cũng... về ngoại thất thì thấy cũng ổn ổn, không biết ý em sao. Ngoại thất là sao? Đúng là kiến trúc sư nói chuyện. Mình phải dùng những cái từ chuyên ngành để nói cho nó hài hài. Hài hài hả? Cái nội thất thì sao? Nội thất này từ từ rà mới biết. Muốn hài có hài đó. Em thấy nội ngoại thất của ổng sao? Thật sự là em mong đợi anh cao hơn chứ. Tại vì anh biết sao, em thích mang giày cao gót lắm. Mà nếu mà em dài mang giày cao gót, cái nhìn em cao hơn ta kỳ lắm anh. Đâu sao đâu. Không sao, giờ anh thấy nhiều cô là cao hơn chồng đi ngồi ngoài đường có sao. Chồng còn tự hào nữa, trời tôi lùn hơn vợ tôi. Hay quá.
Sở thích mình có thể mình điều chỉnh theo cái người yêu mình mà chứ em. Đâu phải mình cứ bảo cái sở thích mình là như vậy là bắt buộc. Đâu, hai người đứng lên đo thử cái coi, thấy anh cũng cao mà. Đó, anh đứng lên coi xứng đôi không? Được mà, đúng quý vị. Được rồi, 34 tuổi rồi đó. Nữa. Về ghế rồi bấm. Chú nhân. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ mình có đồng ý nhấn nút với nhau hay không. 1 2 3 Không tin vào mắt mình luôn hả? Xứng đôi mà, đẹp đôi. Đẹp mà. Nắm tay nhau thử anh. Cười khoái rồi. Tại sao bạn lại đồng ý nhấn nút chọn ảnh? Nãy bạn không chịu đi xa mà. Em cũng muốn hai người sẽ có cái cơ hội cho nhau. Rồi sẽ tìm hiểu thêm nữa. Thì mình mới biết được là mình sẽ phù hợp như thế nào. Rồi mình mới tiến tới hôn nhân được. Chúc mừng hai bạn. Đây, và tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn có được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đây là cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Chúc hai bạn cảm ơn chương trình. Thật là nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống, và đặc biệt là chúng ta sẽ tìm đúng một con đường để đi chung. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Linh, cảm ơn chị Cát Tường. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speak Couple nhé. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em ngồi. Thôi, chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường. Em tên Bùi Minh Trường, sinh năm 1990. Hiện tại thì em đang làm quản lý của công ty bất động sản. M-I-E là Miên đó hả? Dạ, đúng rồi. Bùi Minh Trường, sinh năm 90, tức là 27 tuổi. Dạ, vâng. Rồi quê đâu? Hiện tại thì quê em ở Tây Ninh anh. Tây Ninh, làm ở đâu bạn? Em đang làm ở Bình Thạnh. Rồi, mời bạn nữ. Em xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Huyền Linh và bạn nam ở kế bên ạ. Em xin chào quý khán giả, em là Kỳ Duyên, em 23 tuổi và em đang là nhân viên văn phòng ạ. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn ạ. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Là điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn, biết vẽ. Điểm yếu của em là em hay ngại, với lại hay suy nghĩ lung tung xong rồi tự buồn. Suy nghĩ lung tung là suy nghĩ về cái gì? Giống như suy nghĩ về những cái bi quan trong cuộc sống á chị. Thế gì em vẽ, em cầm gì trên tay, em vẽ gì cho chị coi với? Dạ, cái này là vẽ cái mẫu bạn trai lý tưởng của em. Ôi trời ơi, được rồi. Bí mật đi em, bí mật đi em, chút xíu đưa anh coi. Anh khóa cái hình đó để chút anh qua anh coi trước. Rồi bạn trai, mình dạ, thì sao? Hiện tại thì có em ưu điểm của em cũng biết nấu ăn, biết chơi bóng bàn và rất thích chiều bạn gái. Cái tiết mục mà rất thích chiều bạn gái là được rồi đó. Điểm yếu là gì? Dạ, điểm yếu của em thì hơi nóng tính, thật thà quá thì thành điểm yếu luôn. Lâu lâu cũng bị mất kiên nhẫn nha. Rất chiều bạn gái hay sao, giờ chưa có bạn gái? Thì chiều quá, bạn gái trốn luôn anh. Trời ơi, em chiều là sao, bạn gái trốn em ví dụ cái em chiều sao đâu? Thấy quan tâm nhiều quá nên là cũng chán luôn. 23 tuổi, em tính khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà tiến tới hôn nhân thì khoảng 25 tuổi. 25. Bên đây 2 năm nữa là 29 rồi đó. Chào em. Dạ, anh xem cái hình em. Anh nôn quá. Anh nôn lắm. Anh xem như thế nào thôi, anh không nói ai nghe đâu. Mẫu người lý tưởng đó. Thử xem nha. Trời ơi. Tự vẽ đó. Đây là người trong mộng em á hả? Em thức mấy đêm để em vẽ. Mấy đêm luôn. Không biết có giống mình không ta? Giống không anh? Thôi để chút anh nói. Nhưng mà sao mà tóc chỉ ông này ông chỉ anh đâu, tóc tai chỉ hả? Thích tóc vậy hả? Dạ em thích tóc nhiều. Thích tóc nhiều. Dạ đúng rồi. Nhìn cái này ngầu quá. Em thích là mặt lạnh lạnh vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Mũi cao. Mắt một mí. Trán hơi nhăn, môi mỏng. Trời, thôi giữ đi, họ tả không ra gì luôn á. Nếu như bây giờ em vẽ cái hình trong mộng vậy, nhưng qua đây em gặp một người khác không trong mộng của em thì sao? Em để cái hình này luôn trong mộng. Giữ luôn, không cho ai biết luôn. Dạ đúng rồi. Bạn thích người đàn ông của mình như thế nào? Dạ em thích một người đàn ông không gia trưởng. Rồi. Không hút thuốc, biết quan tâm bạn gái. Ừ. Có tính hài hước. Được rồi. Vui vẻ. Anh sẽ qua. Tóc này đâu có dựng được đâu ha. Không dựng lắm anh. Trước khi qua coi thì em có cái điều gì không thích ở người bạn trai? Bạn trai cao bao nhiêu? Cao khoảng trên 1m7. Tại vì em cao 1m65. Nhiều khi cái mặt y chang vậy mà có nhiêu đây thôi được không? Dạ không. Đó, thấy chưa? Dạ. Phải biết ăn mặc xíu.
Da hơi ngâm, chân dài. Trời đất ơi, sao em khó quá vậy? Hồi nãy chưa hỏi em có tật xấu gì không? Em có tật xấu là em hay quên. Vậy mình cần một người bạn trai kỹ tính chút xíu, có gì nhắc nhở mình. Em không biết hát, em cần bạn trai biết hát, hát cho em nghe. Ồ, để chị hỏi anh có biết hát không? Chào em. Dạ, em cao mét mấy? Em cao có mét 68 rồi. Chết rồi, bên đây mét 65 mà người ta mang. Ồ, em biết hát không? Dạ cũng biết sơ sơ. Tiếng hát sẽ đập tan mọi ranh giới. Em hát tặng bạn ấy một khúc đi. Bạn ấy thích người biết hát. Dạ, em cũng xin hát bài Con đường mưa. Đứng lên biểu diễn luôn em. Chị sẽ về chị diễn tả lại cho. Thử tưởng tượng con đường phía trước đang mưa nha em. 2, 3. Che đúng rồi, che. Nếu ngày xưa bước đi ngang qua con đường mưa thì anh đã không gặp được. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ. Hết rồi chị. Hết mưa hả? Tắt mưa. Trời đã qua trời, quang mây tạnh. Rồi ngồi xuống, được. Tóc nhiều, mắt một mí, trời sao giống vậy. Đen. Chiều cao thì hơi thiếu chút xíu. Hơi khiêm tốn chị. Khiêm tốn bạn xíu. Bạn gái cao hơn em là đẹp mà. Đẹp ha? Dạ. Hung bắt ghế lên ha em. Không sao, ok chị. Ok. Rồi, em có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu của em thì cũng dính liền với cái tên của em luôn. Thì Bùi Miên Trường đó. Hồi nhỏ em hay ngủ, rất là ngủ. Ngủ liên miên luôn nên là mới đặt tên, cái tên em nó hơi lạ đi xíu. Miên Trường. Nhưng bây giờ cũng đỡ ngủ rồi. Dạ, dạ thức tỉnh rồi chị. Tỉnh rồi ha? Thức tỉnh chứ không có bạn gái sao? Em có phải làm dâu gì không? Bên kia làm dâu chứ bên đây thì sao làm dâu? Thì đúng là em có cần bạn gái làm dâu gì không á? Hỏi cho nó kỹ chứ bên đây nó làm dâu được là mệt à. Dạ có chị, nhưng mà em thì tính em thoải mái lắm, không có gia trưởng. Như làm dâu về ở đâu? Dạ ở nhà em. Nhà nằm ở đâu? Tại em cũng có nhà ở Sài Gòn chị. À, vậy ba mẹ đang ở chung với mình luôn? Dạ không, ba mẹ em ở dưới quê ở Tây Ninh á. Ủa vậy giờ làm dâu là về Tây Ninh hay ở Sài Gòn? Ở Sài Gòn chị. Là rước ba mẹ lên? Thì ba mẹ hiện tại thì vẫn ở đó. Chị đâu có làm đó. Dâu, ông nói chuyện lòng vòng vậy. Từ từ mới mốt ba mẹ mới lên chị. À thì đó. Thôi có nhà thành phố là ngon quá trời rồi. Được, còn có gì nhà nữa là đúng rồi. Nói chung mọi thứ là được, chỉ có thiếu chiều cao một xíu. Mình nghe người thân tư vấn như thế nào nha. Em trai có đi với ai không? Dạ em có đi với chị ruột của em. Dạ xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình thấy là bạn gái đây á, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng mà rất là nhìn rất là chững chạc và chín chắn. Với cái ưu điểm và cái khuyết điểm của hai bạn á, thì mình thấy cũng hợp với nhau và cũng có những cái điểm chung. Rồi cảm ơn chị. Dạ. Mình thì sao, hôm nay nhà gái mình đi có ai? Dạ em đi với là bà nội với ba mẹ. Chào ba. Chào cô Cát Tường, chú Quyền Linh. Dạ, dạ. Chào bác. Dạ con chào bà. Chào con. Nay bà đi xuống đây là để nhìn mắt cháu. Cháu rể tương lai. Bà thấy cháu cũng được, cao ráo lứa. Bà con hỏi bà chút bà, hồi xưa đó, cái thời của bà đó là người ta làm mai làm mối có gặp mặt gì không bà, hay là làm mai làm mối đâu tới lấy luôn bà? Lấy luôn con, chứ không có gặp mặt như vậy. Có được nói chuyện gì không? Không có được nói chuyện gì nữa con. Cha mẹ nói xong là bắt đầu làm đám hỏi đám cưới xong đi về nhà chồng. Trời. Chị ơi, có yêu không bà? Cũng yêu mà yêu chút đỉnh. Cảm ơn bà nhiều. Hôm nay thì tụi con cũng hiện đại và ha, cho gặp mặt nói chuyện với nhau. Bà thấy được không? Được con. Dạ. Rồi ý kiến ba làm sao? Chào đường Nguyễn Linh. Thì thấy cháu thấy cũng được, cũng hay. Dạ con cảm ơn. Rồi cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình kéo màn lên cho con cháu gặp mặt hả bà? Nhớ nha em, thấy giống thì đưa, không giống tất luôn nha em. Ôm trong mộng luôn. Ôm trong mộng luôn. Rồi kéo màn. Giống không? Giống. Có thể cho anh mượn trước được không? Em nghĩ cái này em nên cắt luôn. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ. Thôi cho anh coi đi em. Trời, trời ơi, giống xuân cô quá vậy. Mà thấy được bao nhiêu phần trăm? Chắc có 50% mà, phi quá anh ơi. Anh thấy không tới đâu. Nhưng vấn đề chỗ này nè, cái người này nó sẽ hơn người này như thế nào? Về tâm hồn, về sự chăm sóc, quan tâm, chia sẻ. Dạ. Thôi giữ làm kỷ niệm. Rồi chúng ta có 2 phút nói chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào em, không biết nãy giờ em có cảm nhận về anh như thế nào rồi?
Dạ, theo em cảm nhận thì anh là người hiền, em biết quan tâm cho bạn gái nhưng mà không biết là sau này sẽ như thế nào. Mà em mong là nếu mà anh nói được thì... Nói được phải làm được không? Dạ đúng. Em cứ yên tâm đi, hãy gửi con tim vào anh. Trời, em run quá à. Tí xíu nữa nắm tay là khỏi run à. Trời ơi, chưa gì trơn là nắm tay. Ví dụ như là tuần mình có thể gặp nhau khoảng mấy lần? Cuối tuần à, ai cũng đi làm cho nên em nghĩ là đi làm về sẽ rất là mệt mỏi. Cho nên là em muốn gặp nhau cuối tuần để tinh thần nó thoải mái hơn. Anh sao cũng được, miễn em thích là được rồi. Em mai mốt giờ nhớ giữ tiền giùm anh nha, anh không biết giữ tiền. Dạ, cái đó thì anh yên tâm, em giữ tiền chắc lắm. Nén tóc lên cho nó sáng sủa. Không, để vậy đẹp, sủ vậy đẹp. Dạ, em đẹp nhưng mà khán giả không thấy, cổ đẹp. Rồi, tiếp tục. Anh thì anh thích một trai một gái nè. Nhưng mà em thích con đông, em thích tới 4 đứa lận. Dạ. Tiêu chuẩn của em là 4 đứa, anh nuôi nổi không? Không sao, nếu em thích thì ok hết. Nuôi thì nổi nhưng mà đẻ nổi không á. Rồi, mọi người nói một câu gì thật tình cảm nào. Thì anh nghĩ là mình cũng có thể cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau thôi. Nhớ bánh chuông nha. Trời đất ơi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật quyền kỹ nha. Quyết định bấm nút hay không là do các bạn nha. Nói thì nói thế thôi. Mình phải bình tâm và suy nghĩ. 3 2 1 Hết thời gian. Có bấm mà. Có không? Có bấm không? Có bấm. Rất hoang mang khi nhịp tim nó không cùng chung nhịp nha. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi bây giờ nào, mình chính thức hẹn hò với nhau rồi. Mình nói gì với bà, với ba mẹ của bạn gái đi. Con hứa là sẽ yêu thương và chăm sóc bạn ấy thật nhiều. Bà thấy hợp không bà? Bà thấy được. Nhưng mà bây giờ con nói vậy, mai mốt về sau con về con đánh nó làm sao? À. Dạ không. Giờ... Nói tiếng trước tiếng sau con đá nó làm sao? Con nói với bà đi, hứa đi. Dạ con hứa là mấy cái vấn đề đó là không xảy ra. Cái đó là cũng tùy thuộc vào người đàn ông thôi. Người đàn ông phải có trách nhiệm. Không có được vũ phu. Nếu mà con nói con có trách nhiệm, bà rất là tin tưởng. Không nói bà. Bà ơi, con sợ ngược lại đó. Con đánh không lại đâu. Thấy bên đây đồ quá. Trời, cảm ơn bà nhiều. Xin mời nhà gái nào. Mời nhà trai. Chào anh trai. Rồi, mời anh ngồi. Rồi cưng, giờ mình khí thế mình nói, mình giới thiệu về mình luôn đi cưng. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và chào bạn trai và tất cả các quý vị khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thị Xuân Đào, hiện tại em là làm việc ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh năm 1989, công việc của em là bác sĩ thú y ạ. Rồi, em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào bạn nữ bên kia, chào mọi người ở đây. Em tên là Nguyễn Thanh Vương Hoa, em đến từ Long An. Em tên là Hoa. Dạ. Trời, bên đây đào nè, hoa đào. Thấy hoa đào. Rồi. Nghe thấy mùa xuân rồi. Mùa xuân quá đi. Em nhiêu tuổi rồi Hoa? Dạ, em sinh năm 88 ạ. 88 tức là 32, bên kia 89. 31. Em làm công việc gì Hoa? Dạ, em làm kỹ thuật viên cho trung tâm Anh ngữ ạ. Bên mạng nội bộ và phần cứng. À, ủa sao em có nghe nói gia đình tại sao đặt em tên là Hoa không? Hồi xưa ông nội và ba em rất là thích con gái. À. Nên là khi mà có thai em á, thì đã đặt tên trước. Đặt tên trước rồi hả? Dạ, nhưng mà không ngờ ra thì em là con trai. Nhưng mà theo cái tên của em thì Vương Hoa là vua của loài hoa. Rồi, đàn gái cho đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em á là nấu ăn cũng ngon, vui vẻ, nhiệt tình, biết lắng nghe, tôn trọng người khác. Rồi còn tính xấu thì mình tính nói gì không? Tính xấu thì em nóng tính. Nhưng mà em nói được, giải quyết xong công việc em không có để bụng. Rồi em cũng dễ tự ái. Thí dụ nói chuyện đó, em sai thì em nói một lần thôi. Nói lần thứ hai cũng được. Mình nói lần thứ ba là em thấy em sai nhưng em cũng cãi lại. Hoa ơi Hoa. Dạ em nghe. Hoa có tật xấu gì, điểm tốt gì nào?
Dạ em kể tật xấu trước nha chị. Em hay ngủ nướng. Cũng vì ngủ nướng đó mà em hay tới trễ. Em thì rất là kỹ tính trong công việc á. Đôi khi thì em dành thời gian nhiều hơn người khác cho một cái việc gì đó. Em cũng hơi nóng tính tí. Bên kia khá nóng. Hai người cộng lại là nóng quá. Khi mà em nóng á thì em chỉ im lặng rồi đi chỗ khác thôi. Thôi vậy cũng được. Vậy là anh nghĩ rằng hai người này có thể hợp với nhau, bên kia có thể nóng, bên đây có thể kiềm chế được. Ừ. Rồi đường tình duyên bên đàn gái sao? Dạ, em thì có ba mối tình. Mối tình mà sâu đậm nhất của em cách đây 3 năm. Cũng quen nhau 3 năm, cũng quyết định đến hôn nhân. Em với bạn đó có một cái kế hoạch là em sẽ đi Mỹ á, để mà làm trang trại, xong rồi đem kỹ thuật về, hai đứa mở trang trại. Nhưng mà bạn đó trong một lần gia đình biết tuổi tác của em á, đi xem xong rồi nói không hợp, xong rồi ngăn cản. Dạ. Rồi ngăn cản rồi em buông luôn. Bạn đó im lặng trong vòng 3 tháng, không gọi điện gì cho em hết. Xong rồi em cũng suy nghĩ, em nói là thôi khó xử quá thì em sẽ là người quyết định. Nói tóm lại là hai bạn buông nhau là bởi vì thứ nhất là yêu xa, thứ hai là vấn đề gia đình ngăn cản và bạn kia không vượt qua được. Dạ đúng rồi, bạn đó không có chính kiến, không có quyết đoán. Còn em ơi Hoa, em có quyết đoán không em? Dạ, em là người khó quyết đoán ạ. Nếu mà em thích chuyện gì đó thì em sẽ làm cho bằng được. Em có mấy mối tình rồi? Chính thức thì em có 2 mối tình. Còn mối tình mà say nắng trúng gió thì cũng ít ạ. 2 mối tình đó kéo dài bao lâu? Mối tình đầu tiên của em thì năm lớp 12. Mối tình thứ hai thì khi em mà em đi làm, lúc mà chơi game online thì em gặp bạn đó. Quen mấy năm? Dạ hơn 1 năm thôi. Hơn năm. Thôi mình sơ nét về một chút cái đường tình duyên của hai bạn để hiểu nhau nhiều hơn thôi. Bây giờ chúng ta đến với cái mối tình này, hy vọng rằng ta rút kinh nghiệm để ta bổ sung tốt, vun đắp mối tình này cho nó đẹp ha. Hoa ơi, em muốn cái điều gì ở bạn gái của mình? Bạn đó chỉ cần dịu dàng là được rồi chị. Gái ai cũng dịu dàng. Chào em. Dạ thưa chị. Ừ, hồi nãy ở bên nhà gái chị thì là bạn có tâm sự, tức là bạn đi qua bên Mỹ để bạn học, mở trang trại để mà bạn về bạn cùng làm với bạn trai của mình. Nhưng mà cái điều đó nó đã làm sao mà cách lòng, và bạn kia chắc cũng không cùng chí hướng. Thế ví dụ như bây giờ bạn vẫn còn những cái đeo đuổi đó thì em nghĩ sao? Ví dụ mình mở trang trại ở đây được không? Dạ được. Nhà em quê ở đâu vậy? Dạ quê em ở Long An ạ. Ở Long An có đất chưa? Dạ nhà em có đất ạ. Huyện nào em? Dạ huyện Tân Trụ. Tân Trụ đất rộng lắm. Đó. Em ơi, mình mở trang trại mình nuôi gì vậy? Em đi bên bò chị, nhưng mà bây giờ em đã không làm trang trại nữa. Em chuyển qua chó mèo phòng khám. Và em có mục tiêu là sẽ mở phòng khám. Sao đổi cái danh quá vậy? Ừ, làm phòng khám thú y. Ta chuẩn bị trang trại nuôi bò rồi tự nhiên đổi qua thú. Khám chó mèo được, cũng là động vật mà. Nhưng mà em ủng hộ, ý chị muốn nói đây là bạn này rất yêu động vật. Dạ em ủng hộ, tại vì em cũng thích động vật. Em thích bò hay là chó mèo? Em thích mèo, chó và cá kiển nữa. Em thích cá kiển không? Dạ thích. Thích luôn, nói chung bên đây động vật nào cũng thích. Dạ. Đúng rồi. Ừ. Được rồi, mình thích cá ba sa thì... Rồi còn em mong muốn ở người bạn trai của mình cái điều gì? Em mong muốn người đó có chính kiến, rõ ràng, chân thật, tôn trọng, chia sẻ và biết quan tâm, nhất là chia sẻ việc nhà. Em ơi, việc nhà thì anh rất là ý thức, nên là chuyện đó em yên tâm nha. Dạ. Được, rồi. Lo được đúng mát không? Lòng chưa? Dạ được, em thích rồi đó. Dạ được, em thích rồi đó. Rồi giờ em nếu mà lấy vợ về Tân Trụ hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Em là con lớn trong gia đình á, thì nếu mà có cưới vợ thì sau này cũng ra ở riêng à, nhưng mà thời gian đầu thì phải sống ở nhà em. Nếu mà em thích thanh long thì về nhà anh thì thanh long nhiều lắm. Em trồng được bao nhiêu thanh long nè? Dạ em trồng thì khoảng 1.000 gốc thanh long ạ. 1.000 gốc thanh long á, Tân Trụ thanh long nhiều lắm, thanh long đỏ về xuất khẩu. Trời ngon. Em thích thanh long lắm chị. Trời ơi khỏe luôn. Vậy là chịu về Long An không nè? Dạ được, miền được. Tây miền Nam là được. Chào em gái. Dạ chào anh. Em có cần ngoại hình của bạn trai sao không? Ngoại hình hả? Không quá mập, không hói. Với lại em thích một người đàn ông đẹp hay là một người đàn ông duyên dáng? Duyên dáng chị. Duyên dáng vậy là đúng rồi đó. Thấy nhà đúng trai không? Rất là duyên dáng. Em không thích điều gì ở đàn ông à? Em không thích người gia trưởng, không có chính kiến, không rõ ràng. Anh thấy cũng ổn đó. Ổn rồi đó, nhưng mà nạt Hoa có thích phụ nữ đẹp không? Dạ cũng có. Giữa cái đẹp với cái duyên em chọn cái gì? Em chọn duyên. Chọn duyên đó. Trời hai ơi. Đứa nó hợp với nhau quá em. Linh ơi, đó chứ giờ gặp gia đình đi. Rồi gặp gia đình đi ha. Em đi với ai vậy?
Dạ, em đi với ba người bạn. Em chào mọi người, em là bạn ở chung phòng với chị Đào. Thì em thấy anh bên này tính hiền, với lại cũng có vẻ hợp với chị. Nên là em chúc cho anh chị hy vọng là hai người bấm để cho nhau cơ hội. Cảm ơn em. Trai đi với ai? Dạ, em đi với em họ của em ạ. Dạ, em chào Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Em chào mọi người. Dạ, theo em thấy thì cái người đàn ông mà chị Đào muốn tìm kiếm á, thì em thấy là anh trai của em thì có rất là nhiều. Nghĩa là chị Đào tính nóng tính á, anh của em tính rất là hiền, rất là dịu dàng. Nói chung là đối với phụ nữ á, thì chắc là anh không có kiểu mà bật lại đâu. Em thấy chị Đào sao nè, nói cho anh em nghe coi. Dạ, nếu như mà theo em nhận xét á nha anh Hoa thì nó là đây là xuất sắc luôn nha anh. Xuất sắc đó anh Hoa, xuất sắc đó anh Hoa. Em trai em cũng thiệt là xuất sắc rồi nha. Rồi Bây giờ mở rào đi thôi. Mở rào. Hít hơi thật sâu vô, thở ra. Hít hơi sâu vô, thở ra. Tiến thẳng về phía trước. Nhìn cười, tặng quà. Nhẹ nhàng, âu yếm, dịu dàng. Cười cái nè. Bắt đầu. Chào anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn anh. Quà của em là đặc sản vùng quê của em á. Bánh tét. Không phải anh, đường thốt nốt. Trời ơi. Dạ cảm ơn. Đường thốt nốt mà không nhìn sao ra bánh tét. Hồi hộp quá vậy quá. Dạ chào anh ạ. Chào em. Dạ ấn tượng của anh đầu tiên về em là như thế nào ạ? Đầu tiên thì anh thấy em rất là dễ thương. Anh không biết diễn tả sao nhưng mà anh thấy cái nhìn đầu tiên rất là thích em. Dạ hiện tại là anh làm việc ở Long An luôn. Dạ. Dạ. Công việc của em là em làm phòng khám á anh. Thì cuối tuần là không có thời gian. Tại thì khách đó, thường có thời gian đi dẫn chó mèo vào cuối tuần. Nên em thường nghỉ trong tuần. Cuối tuần cũng khó mà lâu lâu mới nghỉ được. Dạ. Vậy thì chuyện đó thì anh có thể sắp xếp được. Có thời gian rảnh thì anh chạy lên. Còn cái công việc của anh có thể chuyển lên Sài Gòn, hay là anh có thể chuyển qua cái tỉnh khác được không? Như về Long Xuyên, An Giang của em làm được không? Em lại muốn về Long Xuyên làm ăn hả? Em đang làm công việc ở Sài Gòn đang tốt mà. Tại vì đúng khi không? Mở phòng khám thì đi đâu mở cũng được á chị. À thì mở về Long An mở cũng được đó. Dạ. Về Long An Long An cũng được. Vậy em có thể về Long An không? Dạ được. Nếu mà có cơ hội phát triển em phải sẽ về. Vậy anh có thể về Long Xuyên được không? Anh thì sẵn sàng về Long Xuyên. Anh chỉ cần có lý do thôi. Anh chỉ cần có lý do thôi. Em anh chỉ cần có lý do đó. Bây giờ nói câu này nghe được nhất nè. Em hơi bị hồi hộp trước cô gái này đó. Dạ. Bây giờ tiến tới gần, hai đứa đứng lên nắm tay nhau, hát một bài nào đó, rồi mình truyền cảm xúc cho nhau. Đúng rồi, tiến tới hai đứa nắm tay nhau. Đúng rồi, nắm hai tay luôn. Đó, nhìn thẳng. Đúng rồi. Vậy em hát luôn anh. Hát nhìn nhau mà hát nha. Một đoạn trong điệp khúc bài Vì Yêu Là Nhớ. Vì yêu là nhớ, vì yêu là mơ. Một lần gặp gỡ đã thấy đắm say một đời. Nhiều năm phôi pha cũng chế xe. Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta. Tình yêu là thế, tình yêu là thế. Nhiều lần buồn bã đã khiến em nghi ngờ. Đừng vội yêu nhau vội đến rồi đi. Thế gian dành nhiều cho nhau, thế nhưng chỉ môi anh thôi. Vì yêu anh. Em thấy anh hết rung rồi. Anh cũng đã bớt rung rồi. Dạ. Tới đây thì anh cũng có một bài để tặng em. Dạ. Qua cái lời bài hát thì anh cũng có một vài tâm sự ở trong đó. Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh có hay cuộc đời có em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu. Nhưng nói chung là anh rất yêu em rất nhiều. Rồi, hay lắm. Trời, đúng như tâm trạng luôn á trời ạ. Cái luồng điện từ Đào truyền qua Hoa đó. Dạ, em có cảm giác là rất là thân thuộc. Em muốn nói gì với Đào trong giây phút này? Anh thì ít nói nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức để thể hiện cái tình cảm đó.
ít nói nhưng mà phải thể hiện nha anh, chứ ít nói ít thể hiện nữa là em không có hiểu đâu. Anh ít nói nhưng mà anh sẽ hành động. Dạ. Được rồi, các bạn về vị trí. Chúng ta chuẩn bị tiến hành bấm nút. Bây giờ mình để tay vào nút bấm đi các bạn. Một lần nữa, lắng lòng mình lại, kiểm tra lại con tim của mình để xem đây có phải là cảm xúc thật của con tim hay không, để xem người này có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút, đừng ngại ngùng gì cả. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ quyết định. 3 2 và 1. Hết thời gian. Đào vẫn đang suy nghĩ, vẫn còn một chút băn khoăn gì đúng không Đào hả? Đúng không? Dạ. Em có thể nói luôn suy nghĩ của mình, em lo lắng đó là điều gì? À, cái việc mà về quê ai? Đó, cái việc về quê ai đó. Thành ra mình cũng phải quyết liệt nha Hoa nha. Tình yêu đôi khi chúng ta phải cố gắng quyết liệt, quyết đoán và vun đắp cho nó. Hãy nắm tay nhau nào. Trước mắt chúng ta là ba mẹ, gia đình hai bên đang theo dõi. Hoa hứa gì với mọi người đi và xin phép bắt đầu từ bây giờ xin người lớn cho mình hẹn hò với nhau. Thưa hai bác, thưa ba mẹ, con và Đào đã bấm nút thì xin phép gia đình được cho hai con tìm hiểu nhau. Và bây giờ cho xin ông bạn Đào ạ. Đào đồng ý không cưng? Dạ em đồng ý ạ. Đó, vô liền vô. Anh đồng ý. Vô. Mời nhà trai. À, xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Bạn trai, bạn gái cùng giới thiệu để hai bên cùng nghe luôn. Giới thiệu lớn lên, bắt đầu. Dạ, chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và chào bạn em. Gái kế bên. Em tên Nguyễn Thiên Lộc, năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp em là tài xế taxi Vinasun. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Quê ở đâu? Dạ, em ở Sài Gòn. Em giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Thị Hoài Diệu, em sinh năm 92, quê ở Bình Định. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng tại Bình Dương. Không, ta chạy xe không sao, cỡ nào cũng tới nơi được. Em có ưu được khuyết điểm gì không em trai? Dạ, em là một người sống rất có trách nhiệm và trong công việc và gia đình, đam mê thể thao, đặc biệt võ thuật và bóng đá. Quá dữ ha. Dạ. Em thì thấy mình chỉ hay thất hứa với bạn nhậu, vì em không nhậu, mấy bạn cứ rủ hoài em. Có cái này cũng được đó. Có hút thuốc không? Dạ không, không biết hút. Cái, em có cái tật xấu gì không cưng Lộc? Dạ họ em chỉ hơi nóng tính một xíu khi trong công việc ai làm tai với em thôi. Vậy hả? Nóng tính của em cỡ nào? Thì em nóng tính thì em nói chuyện rất lớn tiếng vậy thôi. Lớn cỡ nào? Thí dụ giờ anh Lộc, em là người sai đó Lộc. Dạ. Em bình thường không? Bình thường cười vậy đó hả? Dạ. Đây cũng dễ thương lắm á, không nổi nóng tính lắm đâu. Còn rồi. Em thì sao? Dạ, ưu điểm của em là hiền lành, biết quan tâm, chia sẻ với người khác, cảm thông thấu hiểu. Còn nhược điểm của em thì em rất là mù đường. Có chồng tài xế, không cần biết đường làm cái gì hết trơn á. Diệu có mấy mối tình rồi Diệu? Dạ, em chưa có mối tình nào hết à. Rồi. Thiệt không? Dạ thiệt. Lúc trước thì cũng có, nói chung là thích thích thì cũng có thôi, chứ mà thật sự quen thì chưa. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Chắc giống như anh Quyền Linh là được. Sao tôi thấy ông mối ông đắt hàng dễ sợ luôn á, thiệt luôn á. Nãy giờ đưa ra ý kiến vậy em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm hả Lộc? Em thấy em là một người rất chung thủy, 100% em không vấn đề lăng nhăng là không có 100%. Nhiều người ta nghĩ là tài xế này nọ lăng nhăng hay nên tuyệt đối không bao giờ xin số điện thoại hay là không bất cứ cái gì, dù cuộc nói chuyện có vui có thân thiết cỡ nào. Người ta nghĩ là cuộc nói chuyện nó chỉ là dựa trên khách hàng và tài xế thôi. Nếu mà mình xin số điện thoại cái là người ta bật lại hướng khác liền, người ta nghĩ sẽ không tốt cho mình. Nếu cô nào nó đẹp mà em chở lúc 1-2 giờ đêm mà cổ rất là xinh đẹp, cổ xin số điện thoại của em thì sao? Nói chung 100% là nếu mà em đã chưa có bạn gái thì em còn có thể, còn 100% có bạn gái rồi là em không thể 100%. Cứng rắn ghê ha. Đúng, chào em. Dạ chào chị. Thôi em nghĩ là mình lên chương trình này rồi tự nhiên mình gặp một cái người con gái mà tinh khôi. Dạ vui. Bên đây cũng tinh khôi. Ủa, mà tinh khôi luôn hả? Có mối tình của em sao? Dạ em hai mối tình mà chị. Hai mối tình tinh khôi gì ông? Ông Quyền Linh này thiệt tình á. Dạ. Nhưng mà sao lại chia tay ạ?
Em thì mối tình đầu em quen cũng được 2 năm, 2 năm thì bạn ấy đi lao động bên nước ngoài. Còn mối tình sâu động kế tiếp là mối tình cũng 4 năm mấy, 5 năm. Nhu cầu bạn ấy cao quá, nói chung là muốn có nhà trước khi cưới thì điều kiện em không cho phép làm được điều đó nữa. Anh nghĩ rằng là mình phải nói thế nào rồi đó em ơi? Hay là giờ từ từ đi mình cố gắng mình đóng tích góp và mình mua miếng đất nhỏ nhỏ được không? Thì em cũng nói với cái sự cố gắng, người đó có người khác, người ấy mới lấy cái lý do ra để mà chia tay em. Chào, dạ, chào anh. Chào em gái dễ thương. Em không thích điều gì ở người đàn ông nhất? Đàn ông là hút thuốc. Đây không hút thuốc à? Rượu chè bê bét. Không có luôn. Người lăng nhăng. Không có lăng nhăng luôn, thủy chung son sắc. Thấy chưa, không còn gì để nói gì bên đây nữa trơn. Bên đây ta tốt trở lên không à. Em thấy được không? Dạ được. Bé đi với ai vậy? Dạ em đi với em họ, với lại bạn đồng nghiệp cũ. Dạ em là bạn đồng nghiệp cũ của Diệu ạ. À, em thấy hai người hợp không? Dạ em thấy hai người hợp ạ. Em mong hai bạn có thể bấm nút để cho nhau cơ hội hẹn hò. Rồi, cảm ơn em. Xin mời đại diện đàn trai. Dạ, đi với cô với chị họ. Dạ, em chào cô. Chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Cô gái này là cô gái chân thật, một mặt, chân chất của người miền quê đấy. Ok, con chọn được á. Lộc á thì thích người chân thật hơn, không thích đua đòi bon chen. Cho nên cô thấy cô này thì ok thì... Mặt cô rất căng thẳng phải không? Cô thấy ok đó à. Rồi, tại vì quyết định mở rào đi ha. Mở rào. Chào em. Dạ chào anh. Con muốn quà tặng cho em. Dạ cảm ơn. Có cái đồng hồ đang đeo cho em. Trời ơi, màu hường, trời ơi cưng quá à. Đồng hồ trước nhẫn sau nè. Cần phụ không nè? Không ngu quá cô. Rung quá phải không? Rất hợp với dáng em. Dạ. Thôi em tặng quà lại đi. Em cũng có món quà nhỏ muốn tặng anh. Hay là một quyển sách thôi. Tại em cũng biết tặng gì. Em hy vọng là... Sách tựa gì vậy em? Để yên, bác sĩ lo. Rồi bây giờ đầu tiên anh nghĩ rằng em biểu diễn lấy tinh thần cái đi. Em thấy em hơi hồi hộp đó. Dạ em xin múa bài Quyền Long Hổ Quyền. Rung quá. Rung quá. Cứ bình tĩnh đi bé. Được. Được lọt chứ đó. Không có chỗ. Còn lại thụt lui ra làm sao. Dạ. Cười. Ui. Đó. Chơi luôn. Để tivi luôn. Thôi chơi này đi. Được rồi, được rồi. Ôi ôi, nó đập vô trong đầu đó. Kệ nó. Đó, thấy chưa, vô cái eo rồi. Dạ. Rồi, hay rồi. Cái trái banh lại gì cơ? Chơi này luôn, chơi này luôn. Chơi em chơi với anh. Chơi luôn, chơi xong đi về luôn, khỏi nói gì nữa chứ. Rồi sao, làm gì? Chơi, nó đá banh với anh Linh. Vậy thôi đó hả? Giờ em lừa qua anh. Ok. Dạ. Sao? Lừa qua anh, lừa qua Linh đó, Linh lấy banh. Anh lấy banh hả? Dạ. Anh chụp hay sao? Lấy banh. Lấy banh. Lấy banh hả? Đúng rồi, đi luôn rồi. Nó xài quá về luôn rồi. Cũng được, còn gì nữa không? Chơi luôn nào. Em chắc hết đất được. Hết rồi. Ở ông khỏe. Chơi luôn, chơi luôn. Tạm xong về mà. Đó, chưa? Thấy chưa? Đó, thôi thôi thôi, được rồi, được rồi. Được rồi, thôi thôi, thôi. Được rồi, thấy chưa? Đàn gái tôi khỏe mạnh vậy đó. Cái gì đàn gái tôi khỏe mạnh đúng không? Đó đàn nha. Trai tôi khỏe mạnh, quên. Dạ em tới đây thì em có chuẩn bị một cái trò chơi. Không biết là bạn trai có muốn tham gia không? Chơi, 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 chơi đi. Dạ cái này chỉ là hỏi đáp nhanh thôi. À, trong vòng 3 giây là bạn nam phải trả lời em. Chơi, chơi, rồi bắt đầu. Em thích đi du lịch. Em thích đi du lịch thì sao? Ấy em, ấy em. Cái vé sau, vé sau thì anh nói. Giống như là em thích đi du lịch, ok anh đưa đi, ví dụ vậy đó. Ok anh đưa đi. Tiếp theo nha, anh thấy em thế nào? Thấy em cũng bình thường, dễ thương. Được câu thứ hai. Nếu bạn gái cũ anh muốn quay lại thì anh sẽ như thế nào? 100% không thể. Em thích ngắm trai đẹp. Thì em có quyền nắm. Anh có ghen không? Không anh. Vậy thôi, em như câu hỏi đó. Em nghĩ thế nào về nghề tài xế?
đó cũng là một cái nghề nghiệp ổn định. Taxi thì anh cũng chạy vòng vòng thành phố này thôi. Đúng rồi, taxi không đi đâu xa, hết, nói chung là bất cứ vòng trung tâm Sài Gòn thôi. Còn một ngày chạy một ngày ốp nên thời gian dành cho em cũng khá là nhiều. Em tiếp hỏi đó, em hỏi đó. Hỏi gì vậy ta? Em thích trai hay gái? Em thích trai hay gái. Ý anh là sao? Đẻ con trai hay con gái? Trai hay gái gì cũng được hết anh. Nếu mà con trai thì hai cha con anh bảo vệ em. Còn nếu là con gái thì anh sẽ bảo vệ hai mẹ con. Trời ơi, anh hay quá Lập ơi, anh ơi, trời ơi. Rồi, tôi tự hào đàn trai tôi nữa nha. Thì trời, tôi còn tự hào giùm luôn mà. Ừ, hỏi tiếp nữa Lộc. Thôi, chơi hoài mệt quá. Một câu nữa thôi. Cái nhìn đầu tiên về em, như anh, về anh, em thấy như thế nào? À, em thấy anh là một người cũng khá là chân thật. Nói chung là em, nó cũng hợp với quan điểm của em. Em muốn hỏi là nếu quen nhau thì một tuần anh có thể gặp em được bao nhiêu lần? Anh một tuần thì anh nghĩ có tuần 3 ngày, tuần 4 ngày nếu em anh xạo phiền thời gian của em thôi, chứ còn một tuần anh có thể gặp em đúng 3 lần, đúng 3 ngày nghỉ nếu mà em không có bận gì. 15 ngày đi chơi chắc móm hết à. Lương taxi thì nó cũng ổn định, nó cũng cao. Dạ. Không làm 15 ngày em chơi, 15 ngày tiền đâu còn nhưng mà ổn định. Ý là gặp bạn gái cũng đâu có gọi là đi chơi, ví dụ đi ăn uống hay là xem phim này nọ thì nó có không gì. Chừng nào mà đi du lịch hết 15 ngày mới sợ anh. 15 ngày chạy xe, 15 ngày đi ăn cũng không có đủ nữa. Dạ, dư sức. Được luôn hả? Taxi lương thì theo em thì tầm cũng em tôi trung bình tháng cũng tầm 15-20 triệu một tháng. Dữ vậy đó hả? Ngon, dạ. Nghe ngon vậy. Tại em chạy thời gian cũng hơi nhiều, em chạy từ bắt đầu từ 5-6 giờ sáng cũng cho tới gần rồi. Sáng hôm sau. Ôi, vậy là ok vậy. Rồi, vậy là ok rồi. Sáng ngày hôm sau bắt đầu em về em ngủ tới sáng ngày mốt mình chạy tiếp. Nào bạn bè cũng nói xong chưa vợ chưa con chạy chi nhiều. Tại qua ngày mai nghỉ đâu làm gì đâu nên giờ chạy tới sáng cho nó mệt về ngủ cho ngon. Còn mà về ngủ sớm thì mai dậy cũng không biết làm gì. Nếu bạn gái muốn làm dâu thì ở nhà em, còn không thì nói chung là tùy thuộc vào bạn gái. Tại nhà em ba anh em trai là. Ở quận mấy? Dạ Gò Vấp. Vậy là nếu mà đứa nào mà có dâu trước là bé dâu đó được cưng dữ lắm luôn á. Đúng rồi đó. Dạ. Hay mình tranh thủ đi em, hay mình tranh thủ đi em để được cưng. Bây giờ thẳng tới nắm tay cô ấy, mong muốn điều gì nói luôn, tỏ tình câu đi rồi mình bấm nút. Tới đi Lộc, nắm hai tay Lộc, đưa tay cho cô ta nắm đi đó. Nói đi Lộc. Em thấy anh run quá. Anh hy vọng khoảng thời gian còn lại của cuộc đời này anh có thể được lo lắng, yêu thương, chăm sóc em một cách tốt nhất. Trời ơi. Dạ, cảm ơn anh. Để tay nút bấm. Ta không bấm mình cũng bấm nha Lộc. Đây, bên đây. Dạ, em bấm đây. Chắc luôn anh. Bấm chắc đi. Tay phải. Nói luôn vậy. Vậy nút ở đâu chị? Nó rung quá, nó không kiếm được cái nút nè. Coi coi, đây. Đó, nút ngay đây mà mò quá trời mò. Sao bà tính đếm quyết định hay không? Tùy bên đó. 3, 2, 1. Bấm. Rồi. Rồi. Nắm tay. Nắm liền cho bớt rung coi. Lộc, Lộc, ừ. Em nhớ tên bạn gái tên gì không? Chị cũng chắc quên rồi. Bây giờ nói ào ào làm tới tấp mà không nhớ tên gì. Dạ em tên Diệu. Mình hứa gì đi Lộc? Dạ con thưa hai bác, thưa gia đình của bạn Diệu. Nãy giờ con nói gì ở trên đây, con xin phép thực hiện đúng những gì con làm trong thời gian sắp tới. Dạ con cảm ơn. Nụ hôn đầu tiên. Thở hết rồi. Hả? Xin phép hai bác cho con hôn Diệu. Ừ. Bắt đầu. Em chân. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời đàn trai. Rồi chào đàn trai, chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình đi. Mời đàn gái. Xin chào Nam Thư. Dạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào cái người bên đó ạ. Dạ, xin chào, chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Trong, năm nay em 34 tuổi, em đến từ Tiền Giang, đang làm việc sinh sống tại Đồng Nai. Em đang là nhân viên kiểm hàng cho một nhãn hàng nhỏ của Đức. Cảm ơn Trong. Mời bạn trai. Dạ, em chào chị Nam Thư. Dạ. Anh Hiền Linh. Em là Lê Thiện Thạnh, năm nay em 36 tuổi, quê ở Ninh Thuận, làm việc ở Long An, Đức Hòa. Bạn Trong, hãy cho bên đàn trai biết về những ưu khuyết điểm của mình. Em là người độc lập, hoạt bát, biết làm tự chế thơ, biết nấu ăn, ăn được. Còn ngon hay không là do người ăn thôi. Cũng đảm đang,
Em ăn cái gì cũng được, trừ hành. Khuyết điểm thì hơi bị nóng á chị. Và kỹ tính nữa ạ. Tại vì em kiểm giày mà, em cầm giày em soi mói quen rồi. Khi nói chuyện với em cũng hay để ý người ta. Nói chung là cũng hơi bị khó xíu. Soi mói giày chứ ngoài đời em lại đi soi mói. Giống như soi mói giày cho nó khổ vậy. Dạ không đến nổi gì đâu anh Linh. Mời đàn trai. Đặc điểm của em là biết nấu ăn, hòa đồng với bạn bè. Mỗi tháng em sẽ cũng có nấu cơm chay từ thiện. Nấu cỡ 200 mấy chục phần. Ồ tốt quá. Bữa nào rảnh rủ anh nấu với đây. Dạ ok. Điểm yếu của em là hơi nóng tính trong công việc. Em là bên kiểm hàng bên ống ngực. Anh ơi. Dạ. Kiểm hàng áo ngực là kiểm hàng sao anh? Dạ em kiểm tra bên cúp áo ngực hả chị? Em biết hết size áo ngực. Dạ biết. Có mấy size? Dạ có nhiều size chị anh. Size lớn nhất là size gì? Dạ size lớn nhất là 100. Dành cho người nước ngoài. 100 là cúp gì anh? Cúp đi hả? Không, bên em là dùng size là 34-100 chị. Anh nhìn là anh biết size nào liền không? Dạ biết chứ chị. Anh nhìn qua anh Linh anh nghĩ size nào? Anh Linh hả? Nếu anh Linh mặc phải mặc độn lên mới thấy rồi. À anh Linh là phải mặc độn lên nữa hả? Dạ. Đúng ra nó phải ngược lại chứ nha. Bên đây phải kiểm giày, bên kia à, kiểm áo ngực chứ vợ. Cái số em từ hồi đó giờ là cũng làm đẹp cho phụ nữ không? Hồi xưa thì mở nhà phân phối mỹ phẩm. Bây giờ thì quản lý bên áo ngực. Anh ơi, vậy thì nếu vậy thì công việc của anh là chắc chắn là phải tiếp xúc nữ rất là nhiều mà đúng không? Dạ, nói chung là dưới công ty em cũng nữ nhiều chị. Vậy sao ế? Dạ, tính của em là em không có quen trong công ty. Biết sao ế không? Tại kiểm tra áo ngực cũng soi ngực không mà. Nào anh tặng chị Thư mấy bộ. Dạ bên em chỉ là cái cúp thôi. Còn may là qua bên Hàn Quốc mới may. Ủa cái cúp là cái gì? Dạ cái miếng độn anh à. Ví dụ là cái áo bơi anh. Nó chỉ có một cái lỗ. Mình để nhét cái cúp đó vô để ngăn ngực lên. Trời, thấy mấy cái nghề lạ quá ta. Bữa nào em dẫn anh vô anh coi thử ấy. Dạ được anh. Em có cầm theo cho anh coi. Đâu cho em coi với. Thôi đi qua luôn. À là cái cúp này là bên công ty em may. Là cái này quà đem tặng. Dạ. Em còn đem. Trời ơi. Ủa anh sao cái này nó có cái kiểu tam giác. Rồi còn cái này thì nó kiểu tròn. Dạ nó nhiều. Cái này là giọt nước. Dạ. Phải mình kiểm như mình bóp cái bóp gì? Bóp xốp nha. Bóp cái bóp gì? Bóp xốp nha. Mình coi thử nó cứng hay nó xẹp. Đó. Thôi anh làm nghề này không được rồi. Tức là mình bóp xốp ý bóp mấy cái xốp. Dạ. Đúng rồi. Để kiểm tra. Dạ. Vậy thì cái đường tình duyên của anh á, anh trải qua mấy mối tình rồi? Nói chung là em cũng trải qua nó đủ của chuyện gia đình một lần. Em cũng ly dị vợ là năm 2012 tới bây giờ. Em có đứa con gái là năm nay học 4. Tại sao có đứa con gái rồi mà phải chia tay? Dạ nói chung là vợ chồng em sống không hợp với nhau. Bé đang ở với anh hay là đang sống với ở mẹ? Ở mẹ. À sống với mẹ. Sau cái cuộc hôn nhân đó rồi anh có mối tình nào tiếp theo nữa không? Em quen được 2 năm một người con gái. Em kêu cứ thì cứ hiện năm này sang năm nọ. Em không có thể nào chờ nữa. Cảm ơn anh. Nãy giờ chị nghe ảnh nói về đường tình duyên của ảnh rồi đúng không? Dạ. Rồi giờ mời chị nói về tình yêu của mình như thế nào. Dạ em đã từng yêu một người lúc còn là sinh viên năm 2, quê ở Nghệ An xa. Thì lúc yêu thì bạn ấy nói là sau này anh sẽ vào Sài Gòn, lập nghiệp ở Sài Gòn luôn. Nhưng mà bạn ấy thì là con trai duy nhất trong gia đình. Cứ kéo dài như thế thì em thấy nó không có tương lai. Chúng em chia tay. Nhưng mà khi em biết được bên đàn trai đã có một đứa con thì em cảm nhận thế nào hả em gái? Đối với em chuyện đó không có vấn đề gì đâu anh Linh. Kết hôn với một người, mình lấy một người thì mình đâu có mong là cái cuộc hôn nhân đó đổ vỡ đâu. Việc quan trọng đối với em đó là anh ấy có sẵn sàng tiếp nhận một mối quan hệ mới thật sự theo như mong muốn của mình, muốn xây đắp một cái gia đình mới hay không. Anh nói chung bây giờ chủ yếu là em chưa có gia đình. Thì bây giờ nếu mà em chấp nhận thương anh thì anh sẽ hứa là em, anh thương em đến hết chặng đường này. Cảm ơn anh. Hứa rồi nha. Dạ. Mặc dù chưa gặp đã hứa rồi. Dạ. Đó. Em gái. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người, người ta có tính độc lập, có sự tinh tế. Nói chung là người tử tế, biết chăm lo cho gia đình của mình, có lối sống lành mạnh, không có hút thuốc, uống rượu quá đà. Cao từ 1m7 trở lên. Đừng có mập quá, đừng bụng bự. Em không thích bụng bự.
Bụng bự là do người ta không tập thể dục thôi chứ. Em suy nghĩ là những người bụng bự người ta không được khỏe đó anh Linh. Trời ơi. Đứt từng đoạn ruột á. Nếu mà anh ấy có nụ cười tỏa nắng và tóc xăng xăng thì thật là tuyệt vời. Nụ cười này không biết có nắng hay là mưa đây, nhưng mà tóc xoăn xoăn thì tuyệt vời. Về uống dạ. Anh này chắc chắn không có bụng bự rồi. Dạ. Em có ngại là yêu xa không? Em có một câu hỏi muốn hỏi anh bên đó. Em làm ở Biên Hòa, một tuần anh có thể sắp xếp gặp em một lần được không? Nói chung là một tuần anh sẽ gặp em 3-4 lần cũng được. Trời ơi. Chị quan niệm như thế nào về sống thử? Thực ra là em chưa có suy nghĩ đến cái việc sống thử. Đã đặt cái mục đích là mình sống với người đó để mình kết hôn, sinh con đẻ cái. Thì cái việc sống thử đó thì cũng không gọi là quá sống thử ở đây á. Không phải là mối quan hệ thể xác như mọi người đã nghĩ. Em hết sức là thích cái tinh thần sống thử theo suy nghĩ của chị. Dạ. Anh có thể nói cho Thư biết là cái điểm mà anh không thích ở bạn gái là gì không? Bây giờ em không thích phụ nữ là càm ràm. Hình thức bề ngoài thì em không quan trọng. Em chỉ quan trọng là người đó biết sống với gia đình, thương chồng con là được. Hôm nay chị Trong, chị đến tham gia chương trình, chị đi với ai? Dạ, em đi với 800 anh em ngồi phía dưới. 800 anh em. Chào anh Quyền Linh, chị Thư. Trước tiên thì em thấy cái bề ngoài là khá phù hợp rồi đó. Em thấy anh á thì cũng có sự chân thành, có sự từng trải trong cuộc sống. Còn bạn Trong thì cái sự trải đời của bạn không có đủ nhiều. Nhưng mà em soi một câu đó là cái lời hứa của ảnh nói với bạn Trong vừa nãy á. Cái lời hứa đó không có được suôn sẻ. Hứa rồi em, anh thương em đến hết chặng đường này. Nó bị vấp ở giữa câu cho nên là... Có khi là người ta rung đó bạn Văn. Thì đúng rồi, thì cũng có rung. Nếu được thì hai bạn cứ hẹn hò thử thôi. Hẹn hò không thể thử được. Chúng ta có rung động thì mới hẹn hò. Mình đừng thử trong tình yêu. Theo anh là như vậy. Em đi với ai? Dạ, em đi với ba mẹ rồi, em gái. Chào Quyền Linh và Nam Thư. Thấy hai con cũng xứng đôi vừa lứa. Coi tìm hiểu đi đến do hai con quyết định. Thấy cô này cũng dễ thương. Dạ. Cảm ơn cô. Về có làm dâu không cô? Dạ không, muốn ở đâu ở tùy. Mình đã trò chuyện qua cái hàng rào này rồi. Mở rào. Chào em. Chào anh. Có món đá hò anh không mua. Dạ em cảm ơn. Anh có một bộ đồ bôi để dùng, để cho em đi những ngày. Em cầm anh giải thích. Dạ. Nói chung là lấy hết luôn hả anh? Anh mua không có biết em mặc vừa hay không. Nếu mà không vừa thì em có đổi lại không sao. Cái gì vậy? Bộ đồ bơi. Bộ đồ bơi. Dạ, bộ đồ bơi. Còn ví dụ em tắm nhiều trong đây bị hư thì em phải tắm nhiều trong đây bị hư thì em phải ở trong đây nó sẽ có một cái em có đi tập yoga đó. Cái này mặc đi tập yoga cũng được đó anh. Anh chu đáo quá à. Anh có cái một cái điểm em có quyết định gì anh là người xăm mình không? Nó to không anh? Nói chung là từ đây tới đây. À dạ, không sao, tại vì em cũng có em có hình xăm ban không sao. Nói chung là dạ. khỏi dở. Con người của mình, cái tính cách của mình, cách đối nhân xử thế với người khác là quan trọng. Còn cái những cái việc khác nữa, mình nên suy nghĩ cho bản thân mình, cái nào nó tốt thì mình làm. Nói chung là cái đây là anh xăm là anh nghĩ tới mẹ anh. Dạ. Công ơn của mẹ anh nuôi anh từ nhỏ tới lớn. Khuyên anh là nên xăm luôn cha bên đây luôn. Có cha chở anh đi học. Dạ. Mẹ gánh nước nuôi anh. Em thấy anh như thế nào? Về ngoại hình thì giống như em tưởng tượng. Tóc thì không có xoăn, nhưng mà vậy thì cũng ok. Anh nếu thấy em như thế nào? Thấy em hiền. Nếu bạn em không tin, anh hứa với em, anh nói chuyện hơn cả Lâm. Tại vì bạn em mới nhìn anh, đánh giá anh là không thật thật. Cũng thông cảm, tại vì mấy bạn em dạ suy nghĩ cho em nhiều quá. Bây giờ ở quê anh thì anh có một cái nhà riêng rồi. Thì em thích về quê thì anh dẫn em về quê. Em thì quan niệm lấy chồng phải theo chồng. Nhưng mà hiện tại bây giờ em đang làm ở Biên Hòa. Nếu mà tiến xa hơn thì hai đứa sẽ suy nghĩ coi là mình nên ở đâu. Nếu mà chúng mình hẹn nhau, anh sẽ cố gắng đem hạnh phúc lại em. Anh hứa. Nút bấm đang ở trong tay của em.
quyền quyết định là của em. Hai anh chị sẵn sàng nha. 3 2 1 Hết thời gian. Đẹp, rất đẹp. Ô, chúc mừng anh chị, vui quá à. Nắm tay đi Thành. Nụ hôn đầu tiên. Dễ thương. Mời đàn trai. Mời anh trai ngồi. Và xin mời đàn gái bước ra sân khấu. Bây giờ em trai giới thiệu mình cho bên kia nghe nha. Dạ, trước tiên em kính chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và bạn gái bên kia và tất cả quý vị có mặt tại trường hôm nay. Thì em tên Trần Trọng Nhân, em sinh theo nếu mà giấy tờ thì em sinh năm 1987 mà tuổi thật của em là sinh năm 1985. Thì hiện tại quê của em thì ở Long An, hiện tại em đang làm việc ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nhân làm gì Nhân? Dạ em là nghề nghiệp chính của em là kỹ sư cơ khí và hiện tại em là làm việc văn phòng bên giám sát sản xuất, bên công ty em sản xuất bên nhà kết cấu, nhà tiền chế. À, dạ. Sắt tiền chế này kia đó ha. Dạ. Là kỹ sư. Dạ. Chào bạn nữ. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về bản thân mình. À, em chào mọi người. Em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Nam Thư. Chào em. Chào bạn bên kia là em. Dạ. Tên là Thanh Diễm. Hiện em 31 tuổi rồi. Em hiện đang làm việc ở Bình Chánh. Em làm Bình Chánh à? Bình Chánh gần em. Kiểm soát viên ở một ngân hàng ở Bình Chánh. Quê em ở đâu? Quê em ở Long An chị. Ở Long An? Dạ. Huyện nào vậy em? À, huyện Cần Đước. À, anh biết. Rồi bây giờ Diễm nói về bản thân mình, về điểm mạnh, điểm yếu của em. À, điểm mạnh của em là một người tình cảm, kiểu như một người của gia đình đó chị. Ừ. Sống rất là chân thành, hiền. À, hiền giống anh rồi. Vậy còn khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm thứ nhất của em là hơi khó tính á. Khó tính. Không biết sao nữa, ai người đầu tiên nào nhìn em á, thấy em cũng là bé này khó gần. Thực chất là lạ thì em ít nói chuyện lắm, em không biết bắt chuyện, nói chuyện như thế nào. Nhưng mà mấy người thân á, thì em nói nhiều lắm chị ơi. Rồi còn gì nữa, khuyết điểm gì nóng em? Tính chị, em rất là nóng. Cỡ nào? Hồi xưa em rất nóng tính, như chị tưởng tượng con nhím vậy. Bình thường sù rất lông. Là dễ thương mà, nhưng mà đụng một cái là nó sù lông lên. Dạ. Dạ, tính của em là rất là thẳng tính. Có gì em nói đó à. Thứ lúc mà nóng á chị, mình là nói người khác ra tổn thương. Đúng rồi. Thì em cũng đang sửa đổi cái tính đó của em. Những cái chuyện gì mà nóng á em bỏ qua bớt. Rồi, giảm bớt. Đúng rồi, chị thấy lên okay. Là như vậy. Mời bên kia nói điểm mạnh và điểm yếu của mình nè, bên đàn trai ơi. Dạ, điểm mạnh của em đó là không có hút thuốc chị. Rượu bia em chỉ uống ít thôi, uống chừng khoảng 1-2 lon là chắc quá cần câu rồi đấy. Không có tính lăng nhăng, rồi biết nấu ăn, biết làm những việc trong gia đình. Thì tốt. Dạ. Còn có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì trong những cái ưu điểm của em thì cũng có một phần khuyết điểm, đó là không biết uống rượu. Nhiều khi trong công ty tổ chức á thì em cũng đi uống, mọi người cũng nói sao mày không biết uống, mày uống ít quá mày. Rồi ít nói, trầm, nhiều khi gặp bạn gái, nhiều khi mới quen á em cũng ít nói lắm, ngại không biết mình nói gì. Dạ. Rồi nhút nhát trước đám đông này kia ha. Dạ dạ. Rồi không được cao to đẹp trai như là những người mẫu anh Quyền Linh vậy. Em chỉ cao 1m65 thôi nha. Nặng 60kg. Đó anh yên tâm đi, em đây cũng có mét tầm mấy. Dạ, cảm ơn em. Đầu hơi hói tí, chắc hói có lẽ hồi xưa anh. Do lúc đó còn phải học bài nhiều nên em uống trà là thức phê. Thì người ta nói uống trà thì tốt cho tóc, cho da, thì em uống nhiều quá nên tóc em mới đi luôn hay sao. Đi luôn là hơi hói hói. Dạ. À. Hói hiền hòa. Dạ. Hói dễ thương được chưa? Bên kia có phản ứng gì với hói không? Em nghĩ chắc không sao đâu, có đó vấn đề ngoại hình của người khác, em cũng không đánh giá nhiều. Hay đó. Em phải thương yêu những người hói hói. Bây giờ mình hãy cho biết được mình có mấy mối tình rồi em trai. Tới giờ em vẫn chưa có mối tình nào mà sâu đậm, hay là cái chỉ cần quen sơ sơ ạ. Sơ sơ là sơ quen sơ. Sao? À, trong đó là trong một lần đi du lịch ở công ty ở Vũng Tàu anh, thì sau khi mọi người ăn tối cùng đi dạo biển ngắm biển ấy, thì tối về em cũng bật cái chế độ Zalo đó. Tại em càng quét xung quanh thôi, có quen ai không. Thì em cũng thấy cũng có người dễ thương đó, thì em có nhắn tin nói chuyện mà không ai nói chuyện, chỉ có một bạn đó nói chuyện với em thôi. Thì hai người cũng có nói chuyện, thì quen tìm hiểu nhau khoảng 3 tháng đó, thì em có nói với gia đình là người đó có gia đình, nên gia đình không có đồng ý, nên em với bạn đó cũng giờ không có gì luôn. Có gặp nhau không? Dạ không, anh do bạn đó ở xa nhà ở dưới Cà Mau thôi. Ủa vậy đâu phải tình yêu đâu? Dạ thì em chỉ có một mối đó nào mối thôi đó hả? Dạ. Nhân ơi. Dạ em chào chị ạ. Vậy mình nắm tay ai chưa? Dạ đó giờ em chưa có quen ai, chưa nắm tay, chưa hôn ai luôn chị ơi.
tình hình tình duyên bên đây là vậy đó, còn bên đó thì sao? Tình trường của em thì như thế nào? Em trước có quen một bạn cũng lâu rồi chị, cũng 3-4 năm rồi. Thì mối tình đó cũng kéo dài được cũng 5-6 tháng gì đó. Chia tay em nghĩ là phần lớn do em thôi. Tại vì lần đầu tiên mình quen mà mình đâu có biết thể hiện cái cảm xúc của mình. Kiểu như là cái gì mình cũng không nói chứ. Thành ra cái bạn bên kia bạn cũng không biết. Đến một cái giai đoạn nào đó em cảm giác em mệt mỏi quá đi. Thành ra chia tay cái mối quan hệ đó. Vậy thì hôm nay tới với chương trình, em mong muốn một người đàn ông lý tưởng cho mình là như thế nào? Em muốn một người là ngoại hình cũng ưa nhìn một tí, tính tình hơi trầm. Tại vì em là khi nó nóng tính thì em muốn một người trầm để hỗ trợ cho nhau một xíu. Để kìm em bớt lại. Kìm em bớt. Cái yêu cầu anh đó thì em trai thấy em đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ em thấy từ khoảng 70% anh. 70% dạ, đúng không? Dạ. Còn ngược lại em mong muốn một mẫu hình lý tưởng một cô gái như thế nào? Em chỉ cần một người bạn gái nhìn vào dễ thương, hiền, biết quan tâm, chia sẻ những công việc khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Chào em gái. Dạ em chào. Dễ thương quá. Em có phải là một người có tính ghen tuông gì không? Em hơi ghen quá mà dí tuần đó em đang nghi lắm. Ghen chắc anh nghĩ em khỏi lo đi. Thôi anh không tính lăng nhăng đâu. Chỉ yêu ai yêu một người thôi chứ không có tính gì. Ví dụ như là Nhân đi có bạn gái rồi nhưng mà lâu lâu lên Zalo quét nhẹ cho nó quét rồi tìm xung quanh rồi vậy thì em cảm thấy sao? Chưa quen biết gì em không sao, nhưng mà quen em rồi mà làm vậy là em không chịu đâu chị. Dạ chị ơi, Zalo về em ít xài lắm, Zalo chủ yếu làm việc trong công ty thôi. Thật sự là nếu mà hai người có một mối quan hệ với nhau rồi thì phải kiểu như là đó, ta chưa có người yêu ta càng dạ, quét Zalo rồi. Rồi anh thấy cũng ổn á. Ổn dạ. Hợp để em qua em giao lưu nhà trai nè. Xin chào chị Nam Thư ạ. Dạ chào anh. Cái điều gì ở bạn gái mà anh không thích à? Đó là tính lăng nhăng chị. Em tính em không có lăng nhăng nên bạn gái cũng không có thích lăng nhăng giống em. Anh nghĩ là bản thân mình có cái tật xấu nào mà xấu nhất không? Xấu chắc em cái gì cũng nhanh chị. Em làm nhanh, ăn nhanh, nói chung tắm cũng nhanh, nói chung tắm nhanh, hiểu nhanh á. Nhiều khi người ta không thích mình nhanh. Từ nãy tới giờ nghe bạn gái bên này nói chuyện, nghe Diễm bên này nói chuyện, dạ. Anh tưởng tượng ra Diễm bên này là một người nương. Dạ em nghĩ chắc là bạn ấy là một người xinh xắn, dễ thương. Hiền. Có muốn gặp liền không? Dạ muốn liền chứ vậy, chị cho em đứng rồi. Vậy. Muốn gặp liền đúng không? Dạ, em đứng rồi. Nhưng mà trước khi gặp Diễm này mình phải qua bên gia đình cái đã. Diễm, hôm nay em tới đây em đi tham gia, em đi với ai? Em đi với chị họ với bạn làm chung á chị. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Chào bạn Nam bên đây. Em thấy bạn Nam bên đó là sao? Dạ em thấy cũng được. Theo như em đánh giá thì là bạn cũng khá chân thành. Em thấy hai người là khá xứng đôi. Khá xứng đôi dạ, hả? Cảm ơn em nha. Em đi với ai? Dạ em nói đi với anh bạn đồng nghiệp. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp với Nhân, cũng là anh kết nghĩa với Nhân. Thì tính Nhân rất là nhút nhát, mà anh được cái là anh rất là thích sưu tầm vàng, sắm vàng không à, làm xong còn tiền bạc gì cái sắm vàng không à. Cái này hay à. Đúng rồi, anh rất là thích về nghiên cứu về vàng. Em thấy là hai bạn cũng hợp, hai bạn cho nhau cơ hội thì cuối năm này thì mình tiến tới luôn cũng được. Anh thấy Nhân gọi là dự trữ vàng nó nhiều nhiều chưa? Dạ nhiều lắm anh Linh ơi. Nhiều lắm. Được ha, người đàn ông là có chuẩn bị hết rồi đó. Cảm ơn anh đã cho biết những bí mật của Nhân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Thì hôm nay đến chương trình anh có hai cái phần quà là xin tặng em. Đó là một cái cây son mà anh không biết em thích màu gì, anh chọn đại cái màu hồng, anh hy vọng em sẽ thích. Hình như cái màu giống như cái màu trên môi em đang xài sao á. Hy vọng em thích. Anh xin tặng em quà, đây là một cái chiếc từ nhẫn á. Dạ. Đeo vô. Đúng. Dạ được rồi đó, được chưa? Em thì không có gì, em chỉ có một cuốn sách này thôi. Thì sách em đọc em thấy rất là hay, em không biết anh đọc chưa. Có nhiều cái để mình học hỏi, như là một vấn đề thì nam nghĩ sao và nữ nghĩ sao. Cảm ơn rất nhiều. Anh cảm ơn em. Xin chào em, nãy giờ anh cũng chia sẻ hết những cái ưu nhược điểm tính cách và cái cá tính của anh á. Thì em nghĩ anh là những người như thế nào? Thấy anh hơi chậm tính, có khả năng là phù hợp với yêu cầu của em đó. Anh thấy em có phần dữ không? Không, em thấy anh hiền mà, cười dễ thương nữa. Đó là chưa biết em thôi đó, em mời thân rồi anh sẽ biết. Bây giờ mình làm một cái hành động để kiểm tra cảm xúc của mình ha. Mời hai bạn đứng lên. Bây giờ mình nắm tay nhau đi. Không sao. Trời ơi, nắm tay bạn gái mà không hỏi nắm sao. Đây. Ta chưa có bạn gái mà. Rồi, mình nắm và mình nhìn vào mắt nhau nha.
Xem thử cảm nhận của mình về đối phương như thế nào. Để thấy anh nó đang rất là rung luôn á. À, em rung mà anh rung em nữa. Tại vì nó hồi chưa nắm tay ai bây giờ. Có thể hát một bài đó, tặng bằng nữ gì đó. Thì anh thì tính anh hát. Ủa, không sao buông rồi, buông rồi, nắm nó đi. Chưa mà. À, anh kêu nắm nữa, mình nắm nữa. Cái cảm giác chúng ta để đó khoảng dừng vài phút đi. Anh thì hát không có hay, trong công ty thường mà mọi người đi hát anh chỉ vô anh ngồi anh nghe thôi. Thì anh hát anh tặng em một bài, nếu mà em thua thì hát cùng anh nha. Dạ. Yeah. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng anh. Buổi hẹn hò còn gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay. À, em xin hết. Có duyên lắm á. Dạ, cảm ơn anh. Sau khi nắm tay thì mình hiểu được cảm xúc của mình như thế nào rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới một cái bước hết sức quan trọng là bấm nút. Một lần nữa chúng ta kiểm tra lại con tim của mình. Người ngồi kế bên mình có thực sự phải là một nửa mà mình đang tìm kiếm hay không? Nếu đúng là một nửa của mình thì đừng ngần ngại, hãy bấm nút. Còn nếu không phải thì chẳng sao cả. Nhường cơ hội đó lại cho người khác. Và hãy luôn trung thực với chính cảm xúc của mình. Em chưa kịp đếm nha mọi người. Em làm lâu quá Thư ơi. Em làm lâu quá hả? Rồi nắm tay nhau đi. Nắm tay phải lâu lâu, chứ không phải nắm tay rồi buông liền. Nắm hai tay cho chắc à. Rung không? Nãy tay rung không? Thấy còn rung nè. Nắm hai tay cho bớt rung, rung quá là ở đó. Trời ơi trời, tôi thấy thương ghê mà. Bây giờ mình làm tới cái việc này là rung hơn nè. Mình phải thực hiện một cái thủ tục quy định của bảng hẹn hò. Hãy dành cho nhau một nụ hôn ngay tại sân khấu này, như là một bằng chứng chứng minh cho tình yêu sắp tới của chúng ta. Xin phép quý vị khán giả và anh Quyền Linh diện thư cho em hôn bạn gái một cái. Dễ thương không, ảnh rung lắm. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng tặng cho hai bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex, và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Những cái gì nó thật thà chất phác nhất đều thể hiện ở anh ấy, và tôi tin rằng tất cả mọi thứ nó sẽ tốt đẹp, hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Thưa quý vị, chương trình Bóng Hẹn Hò luôn luôn tổ chức những chương trình đặc biệt thế này để chúng ta làm mai làm mối với những sĩ quan, những quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam. Các cô gái, các chàng trai không ở nằm trong quân đội hay là ở ngoài quân đội, chúng ta có thể đăng ký tham gia nếu như chúng ta muốn một nửa yêu thương của mình là những sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân dân Việt Nam, quý vị nhé. Và bây giờ là phần quà dành cho khán giả may mắn ngày tại phim trường. Khán giả may mắn sẽ nhận được một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. 70 Đúng rồi, đây, chúc mừng em, một chiếc nồi cơm điện. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được một quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu trả lời đúng câu hỏi chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt đã tài trợ chính cho chương trình. Nam Thư, Quyền Linh, xin chào và hẹn gặp lại. Đi cơ. Mời nhà trai.
Nhà trai ơi, đâu rồi? Anh về đâu rồi? Rồi, ngồi đi anh trai. Dạ. Dạ. Bây giờ con nói đi, con nói tuổi nè, tên nè, con đang làm gì? Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Nguyễn Linh và em chào bạn nam tấm đèn bên kia. Rồi, xin chào em nhà gái. Em tên là Lê Thị Tường Vy, năm nay em 26 tuổi. Thì hiện tại em đang làm quản lý cho một khách sạn tại thành phố Hoa Đà Lạt. À, mời nhà trai. Dạ, đầu tiên xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh, dạ, cô Hồng Vân, bạn nữ bên kia và tất cả các khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tự giới thiệu, em tên là Lê Tuấn Hoàng, năm nay em 28 tuổi. Nhà em ở Đắk Lắk nhưng hiện tại em đang sinh sống lập nghiệp ở Hồ Chí Minh. Hoàng làm gì? Em làm bên công ty chuyển phát nhanh, là vị trí là trưởng bưu cục. Sau khi làm ở vị trí công ty em về nhà làm thêm kinh doanh tại nhà nữa. Kinh doanh gì? Dạ em đang kinh doanh thời trang online ạ. À, vẫn thời trang luôn. Ôi, giỏi giang thiệt chứ. Trưởng bưu cục luôn nha. Nhưng mà tôi hơi buồn chú đó nha. Chú gọi anh Quyền Linh, gọi cô Hồng Vân là sao? Quyền Linh thua tôi có giáp chứ mấy. Dạ. Tại vì con coi cô Hồng Linh phim từ nhỏ nên mình xin con cô Quyền Linh là vô tới Quyền Linh buồn rồi. Chào cô Hồng Vân ạ. À. Rung rung quá, nó lộn cô Quyền Linh luôn. Cô kể sao đó, bữa nay mình lâu lâu mình trở thành cô cũng sao. Đừng có rung gì trơn á. Không có rung gì hết. Thoải mái lên nào anh trai. Dạ. Mà bây giờ đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi bạn đây là ở thành phố Hoa Đà Lạt, xa quá ha. Dạ cũng không xa lắm đó cô ạ. Không xa à? Dạ. Con có ý định về quê không? Sau này có về về quê lập nghiệp không, hay là ở Sài Gòn luôn? Dạ con thì con nhà con có mình con trai thôi, con dân trưởng nữa. Thì ba mẹ con giờ có ở nhà quê một mình, thì mong muốn sau này con là ba mẹ mà có già ấy. Ừ. Thì muốn về mình quê phụng dưỡng. Còn trước mắt Đắk Lắk. Dạ, trước mắt thì mình sẽ lập nghiệp ở đây. Mình có kinh tế mình ở đâu phát triển được thì mình sẽ có thể đón cha mẹ ở đây hoặc là mình về dưới. Mà Đắk Lắk với Đà Lạt sao? Gần nhau. Gần xịt phải không? Ừ. Dạ. Thôi mình hỏi luôn cái điểm yếu điểm mạnh đi. Đúng rồi. Con nói đi con. Điểm yếu con thì con hơi run run nhát nhát một xíu à. Người con hơi nóng tính, cũng hơi khó tính một xíu, hơi tính gia trưởng một xíu à. Thiệt không? Dạ. Nhìn con về mà gia trưởng hả? Dạ, như là con mong muốn như việc gia đình của con thì con đều sắp xếp hết à. Từ em gái đến ba mẹ nào muốn đều phải thông qua hỏi ý kiến con có sự đồng ý với con thì. Nhưng mà con có tham khảo ý kiến của mọi người xung dạ, quanh có, không? Dạ có, con được tham khảo. Hợp tham lý khảo thì hết. Con hợp lý, đồng ý, hợp lý, con mới có làm quyết những cái gì mà nó không có đúng không? Tức là quyết theo cái cảm tính của con. Dạ không không, con sẽ mình sẽ trao đổi giữa với nhau nếu mình hợp lý, mình đưa cái quả hợp lý thì mình sẽ chứ chưa bao giờ mà con áp đặt người khác. Dạ, đúng không? Con không như vậy là không đặt. Phải gia trưởng. Dạ, mà cái đó là con gánh vác gia đình. Dạ, dạ. Con là cái người mà gọi là chịu trách nhiệm, gánh vác quyết đoán. Dạ, chính xác. Trong công việc chứ không phải gia trưởng. Dạ. Nhớ không? Dạ. Trời ơi hơi hố đó. À, nói nghe nè. Không có nghe gì hết trơn. Coi bên đàn nữ tôi nè, trời ơi nó dễ thương, nó giống như một cái bông hoa tulip vậy đó. Đi này, này. Hoa Tường Vy chứ hả? Hoa Tường Vy. Rồi rồi đó, con nói cho chú Linh nghe đi. Sao? Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào gái dễ thương. Xưng chú đi con, con 26 tuổi, nhỏ hơn bạn kia 2 tuổi rồi. Người ta kêu anh thì kệ người ta. Thôi, mình lớn chú người ta đi. Kêu cô chú cũng đi. Vậy cũng trách nữa em ha. Dạ. Đúng không? Dạ. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ như anh Quyền Linh thì điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng, có tính tự lập ạ. Bên đây cũng tự lập, bên đây cũng tự lập. Dạ điểm yếu của em là tính hay thương người ạ. Ồ, nên hay bị thương hay người lừa. Ồ, hả? Hay bị dạ. lừa hả? Dạ. Ai lừa em? Dạ mọi người ạ. Trời ơi, mọi người là ai vậy? Thương người cho nào... mượn tiền này cái nọ đó rồi là không trả. Dạ. Thì cái đó là cũng là một cái điểm mình hay bị mềm lòng á, những dạ. với cái điều mà không đáng mềm lòng á. Ai mà nở lòng nào lừa cô gái xinh đẹp dễ thương này ta? Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình chính thức thì em có một mối tình. Còn lại thì mấy mối tình chỉ mất tìm hiểu thôi ạ. Bao lâu? Dạ gần 2 năm ạ. 2 năm hả? Dạ. Lý do chia tay? Người đó vì gia đình, vì trách nhiệm đối với gia đình nên chia tay ạ. Rồi. Nhà trai cho nhà gái biết đi, mình có mấy mối tình rồi? Dạ em có là chính thức là 3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên em là ở lúc thời sinh viên. Rồi mối tình dạ, thứ ai hai cũng có. Mối dạ, tình đầu á. Mối tình thứ hai em là làm bên công ty á. Mối tình thứ ba thì em vẫn làm nhân viên, bạn cũng làm công ty nhưng mà gần đây em chia tay được hơn 1 năm rồi. Sau 3 mối tình chia tay đó mình rút kinh nghiệm coi mình thiếu sót điều gì nè. Nãy em nói là do em tính hơi gia trưởng một xíu đó, hơi khó tính đó. Đó, cái đó quan trọng nhất.
Trong tình yêu mà nếu chúng ta gia trưởng quá thì người phụ nữ rất là sợ, giống như nãy chị Hồng Vân nói đó. Mình phải giảm cái đó lại. Mình nhận ra được là tốt rồi. Rồi vậy thì bây giờ để bên đàn gái nói trước nha. Em mong muốn cái người đàn ông của mình sẽ phải là người như thế nào? Thứ nhất là phải trưởng thành ạ. Và thứ hai là trung thủy và có phải biết quan tâm vợ con và gia đình nội ngoại hai bên. Em sợ nhất cái người đàn ông là điều gì? Dạ em sợ nhất người đàn ông là không trung thủy, có tính gia trưởng. Đó, thấy chưa? Hoàng, em muốn mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Dạ em là muốn là một bạn nữ sẽ là thiên về gia đình một xíu, biết nội trợ nấu ăn và là biết chăm sóc gia đình đó, phụng dưỡng người già ấy, như cha mẹ bạn nữ hay cha mẹ của nhà chồng à, là hơi vui tính một xíu à, chứ không phải là ăn chơi quá, là phải biết giao tiếp giao lưu với bạn bè người xung quanh, hoặc bạn của bạn hoặc bạn của em, bạn là phải cởi mở lại hòa đồng một xíu à, và biết việc tự lập, có thể có máu làm kinh doanh làm ăn một xíu à. Rồi dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xem có góp ý gì cho hai bạn không nha. Đúng rồi. Bên đây mình đi với ai vậy cưng? Dạ em đi với mẹ và em. Dạ chào chị. Thì đến đây là chương trình là tôi cũng rất mừng. Vì là chương trình này tôi cũng thích và cũng động viên cho cháu đăng ký. Cháu Tường Vi thì có tính tự lập và rất thương người. Và rất là sống lễ phép với người lớn xung quanh. Mọi người rất thương và biết nấu ăn, cũng biết chăm lo cho gia đình. Về nhìn về cháu bên này thì tôi thấy là cháu cũng tốt, công việc thì cũng ổn định. Về tính gia trưởng thì theo cô là cái đó cũng không xấu, nhưng mà đều cái gia trưởng cái nào đúng, còn cái nào mà không nên thì mình cũng giảm bớt. Thì theo cô thì cô cũng ok, nhưng mà việc sau này thì do hai đứa quyết định. Cho một cơ hội để nếu được thì tốt, còn không là mình là bạn. Xin hết. Đây là em gái hả? Đây em họ. Em họ hả? Em theo em thì em thấy sao nè? Dạ anh thì em nhìn thấy là đẹp trai. Kéo. Rồi, cảm ơn em. Hoàng đi với ai? Dạ hôm nay em đi cùng với em gái em, cô bạn thân và các anh, người anh mà cũng như người thầy của em. Em ruột hả? Dạ em gái ruột. Rồi, cho ý kiến em ruột cái đi. Em chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Anh con thì cũng hơi gia trưởng một xíu ạ. Anh con cũng có tính tự lập từ hồi đi học tới giờ rồi chị cô ạ. Dạ anh thấy chị bên này thì cũng xinh gái, nghề nghiệp của chị thì cũng ổn định rồi. Thấy hai người hợp không? Dạ em thấy hai anh chị hợp với nhau ạ. Bây giờ thêm một người bạn. Người bạn đi, người bạn đi. Dạ xin chào MC Quỳnh Linh và cô Hồng Vân. Thì em là bạn thân của Hoàng thì cũng chơi với nhau rất là lâu rồi. Và Hoàng là một người rất biết lắng nghe và chia sẻ và góp ý với nhau trong công việc và cuộc sống. Em thấy bạn gái bên đây thì rất là dễ thương, rất là hợp với Hoàng luôn. Là mỗi người cũng khá nghiêng về gia đình, biết chăm sóc gia đình. Thì em mong rằng là hai người sẽ cùng nhau trong một cơ hội để tìm hiểu và đến với nhau. Mà sao tụi con thân thiết nhau từ lâu chưa? Dạ chơi với nhau từ thời cấp 3 tới giờ là hơn 10 năm rồi ạ. Hơn 10 năm mà con xinh xắn như vậy, bạn đẹp trai kia mà không nảy sinh tình cảm luyến ái à? Ngay từ xuất phát điểm ban đầu là chỉ là bạn thôi. Cho nên là sau này chỉ dừng lại mức độ bạn thôi chứ không có tiến xa hơn được ạ. Rồi cảm ơn em gái. Bây giờ thôi mình mở rào cho hai bạn gặp mặt coi gia trưởng thế nào nha. Hai bạn tự quyết định. Mở rào. Bắt đầu đi Hoàng. Chào anh. Dạ, chào em. Dạ. Em có món quà tặng anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Đến với chương trình thì em cũng có món quà tặng anh. Dạ rồi, em cảm ơn em. Mở ra xem. Dạ, ngày đẹp mở. Cảm ơn em. Cái này là cà phê nhà em tự rang tự xay ạ. Dạ. Cà phê này thì nhà anh trồng khá là nhiều ấy. Nhưng mà chưa có rang xay thôi. Nói chung Đà Lạt mà tặng cà phê cho Đắk Lắk thì giống như chợ củi về rừng. Chợ củi dạ. Về rừng hả? Xin chào em. Thì dạ, chào anh. Sau qua cảm nhận anh nhìn em thì khá là xinh. Nói chung là mẫu người anh đang trước mắt là mình chưa biết có tình cảm không, nhưng hiện tại anh đang có cảm tình với em mà sau cái nhìn đầu tiên à. Dạ, em cảm ơn anh. Có giống như trong cái mẫu tưởng tượng của mình không? Dạ, đúng ạ. Dạ. Đúng luôn hả con? Dạ. Hay vậy? Dạ, vì vóc dáng và cách ăn mặc thì em thấy là vừa. Ôi, còn bạn gái sao? Dạ, cảm nhận đầu tiên. Sau khi mở rèm thì nhìn anh đẹp trai hơn sự tưởng tượng của em ạ.
về nếu mà có dự định mà về về Đắk Lắk ấy thì em có theo anh về đâu nếu mình tiến xa hơn? Dạ, nếu tiến xa hơn thì ở đâu mà lập nghiệp phát triển được thì em sẽ về về theo quê chồng ạ. Ok. Dạ. Thì em cũng là con Úc. Dạ. Dạ. Nếu anh ở xa như vậy thì em ở Đà Lạt thì bao lâu thì anh lên thăm em một lần ạ? Thì anh thì chắc khoảng tháng có hai lần vậy đó. Đối với anh á thì anh không có quan trọng mình gặp mặt thường xuyên hay không, quan trọng là mình giờ mình có thể gọi nói chuyện, nhắn tin hàng ngày. Yên tâm, bạn gái làm ngành du lịch mà. Dạ. Book khách sạn này kia rồi nhanh lắm, chỉ cần thì book vé máy bay rồi đó. Vé máy bay lên là ở tại khách sạn đó luôn á. Đúng. Cho em hỏi là hồi hộp quá không quên. Anh có gì muốn hỏi em không ạ? Thì như em thì em đang làm chính thống công việc ở Đà Lạt ấy, mình cũng ở, anh ở Sài Gòn mình ở hơi xa, thì em có quan ngại gì không? Dạ em không ngại xa ạ. Quan trọng là tình cảm trong lòng. Mà cô hỏi thiệt nè, con có ghen không? Dạ con sợ. Đó, con tính sợ. Con ghen dữ lắm con. Thấy chưa, sợ. Dạ. Là mình phải nói thẳng là mình sợ. Dạ. Con một khi đã xác định có bạn gái rồi ấy, mình toàn tâm toàn ý vào bạn gái, còn những người bạn thân của anh ấy, thì anh đều giới thiệu cho em biết hết và dạ. Có thể em tiếp xúc với bạn đấy, cách anh cư xử bạn đó như thế nào, cách giao tiếp anh như thế nào. Dạ. Thì em yên tâm về vấn đề đấy. Thôi bây giờ mình giao lưu chút xíu văn nghệ cho nó lãng mạn chút xíu nào. Hoàng bước tới nắm hai tay cô gái, nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, nhìn sâu vào đôi mắt ấy để xem cảm xúc thế nào. Hát một bài hát nào đó. Bắt đầu đi Hoàng. Coi nó có gia trưởng gì không. Okay. Rồi, thì anh có chuẩn bị một bài, một đoạn thôi trong bài Suy Nghĩ Trong Anh ấy. Nhìn vào mắt cô gái hát. Mình đang tặng cho nhau mà. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin đưa xưa giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Chúng ta hướng mắt về phía trước. Bây giờ thì chúng ta có thể nói vui, có thể nói bất cứ điều gì, nhưng đã đến lúc mình cần lắng lòng mình lại, nhắm mắt xem nhịp tim của mình ra sao, rồi quyết định bấm nút. Cho con nói một câu được nữa. Nói đi. Hoàng ơi, con cần nói gì nữa không? Dạ, con nói à. Nói đi con. Dạ. Thì con không biết thì mình, ông bà ta trước có câu ấy là gặp nhau là có duyên, quen nhau có nợ ấy. Thì hôm nay giữa anh và em đã đây đây là có duyên rồi, còn nợ không thì mình đã cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn ạ. À. Cho gì nữa, ta đã cho anh bắt từ đời vua Hùng Dựng Nước tới giờ rồi. Rồi. Đấy, một bạn gái rất là hiền lành xinh xắn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau, hãy cùng nhau vượt qua những cái chặng đường rất dài. Bây giờ thì bạn làm cái thủ tục đầu tiên đi nào. Hôn vào má bạn gái. Dạ, xin thế. Rồi, mời đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Đấy. Bây giờ thì có bạn gái bên kia rồi, mình giới thiệu lớn lên cho đôi bên cùng nghe. Rồi, mời anh trai. Tên em là tên Nguyễn Thanh Tuấn, quê ở Bến Tre, đến từ Lâm Đồng. Năm nay em 41 tuổi. À, Lâm Đồng là ở đâu, huyện nào? Ở huyện Di Linh. Vâng. Rồi, mình làm công việc gì? Dạ, em là bên thợ xây. Dạ, với chút đó là em cũng có là làm ít cà phê với em cũng hay chạy xe thêm, thu nhập thêm. Làm nhiều việc quá ha. Dạ. Chạy xe rồi xây dựng rồi, dạ. Rồi cà phê nữa. Dạ. Rồi, thôi, mời nhà gái. Mình sẽ nghe phần bên nhà gái giới thiệu nha. Ừ. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Rồi, dạ, em tên là Lâm Thị Kim Phượng, em đến từ Bình Phước. Dạ, em 42 tuổi. Phượng đang làm nghề gì? Dạ, em làm nghề may. Mà em giờ em may ở Long Xuyên.
À, có nghĩa là em quê ở Bình Phước. Dạ. Nhưng mà em lập nghiệp ở Long Xuyên hả? Dạ. Hai bạn ở hai đầu nỗi nhớ đó. Ừ. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì em? Dạ, điểm mạnh của em thì nói chung là biết tâm, quan tâm gia đình, phụ giúp bạn đời trong cuộc sống. Ví dụ như nội trợ. Điểm yếu thì hơi nóng tính, thích ca hát. Mình thích văn nghệ, cái yêu ca hát kia, sao mình nóng tính? Dạ, ý nóng là dữ không? hơi thôi anh. Nóng tính nhất là em làm gì nè? Dạ, nóng là em bỏ em đi chỗ khác, là trường hợp nào bạn gái thấy em sẽ về lại. Rồi, không sao. Ủa, em sinh năm bao nhiêu vậy? Dạ, em sinh năm 1980 chị Hồng Vân. 980, em sinh năm nhiêu, Phượng? 80 hả? Vậy là bằng tuổi chứ đâu có hơn tuổi. Vậy hai người 80 hết rồi. Đúng rồi, hai người đều 41 chứ em khai gian tuổi em chi vậy Phượng? Tại vì... em tính theo tuổi ta, phải không? Dạ. Ừ, đó, hai bạn bằng tuổi nhau đó. Bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của Phượng là gì đã nè? Dạ, điểm mạnh của em là em chịu khó lắng nghe, học hỏi. Là... Điểm yếu của em? Điểm yếu của em chắc em nhịn hay tức là em nhẫn nhịn đó hả? Ở bên kia hơi bị nóng tính chút xíu, bên đây mình lại nhẫn nhịn quá hay, vậy cũng bù qua sớt lợi đồ he. Đường tình duyên của em trai sao? À, nói chung là em có hai mối tình đơn phương và mối tình chính thức. Nói chung là mối tình chính thức thì hai vợ chồng em lập nhau mười mấy năm, nói chung là cũng có hai đứa con, một thằng con trai lớn với một đứa cháu nhỏ. Hai người cưới nhau bao nhiêu lâu? Dạ, cưới nhau nay cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm hả? Dạ. Con lớn chưa? Con lớn của em năm nay học đại học năm nhất. Con nhỏ? Con nhỏ năm nay cấp 2. Vậy là hai đứa ở chung với em luôn? Dạ, hai đứa ở chung với em. 17 năm mà sao chia tay? Dạ không, cái đó là do vợ em không may, vợ em mất ạ. Xin chia buồn điều đó. Dạ. Ồ, vậy hả? Em tự nuôi con hả? Luôn. Dạ, em một mình em nuôi hai cháu, lo cho cháu. Rồi bây giờ em ở nhà ở Lâm Đồng, em ở với ai? Dạ, em có nhà của em ở. Nhà riêng nhà hả? Nhà riêng của em. Còn mình sao nè Cưng, Phượng? Em có gia đình được 15 năm rồi, em ly hôn nay cũng được gần 5 năm rồi chị. Có con chưa Cưng? Dạ, có hai đứa con trai em nuôi hết luôn. Con lớn em sinh 2003, còn con nhỏ sinh 2009. Rồi lý do sao mà em chia tay? Lý do là coi như là ở nhà là em là lo hết việc nhà, việc nước, vừa làm cha làm mẹ luôn. Là anh cứ đi nhậu không à. Mệt mỏi quá đúng không? Em mà nhậu không thì em cũng chịu nữa, đưa con đi học cũng được nữa. Nhưng mà sau này nhậu quá rồi kiếm chuyện nữa thì em chịu không nổi thôi. Hai người mà đến với nhau nuôi 4 đứa con trai cũng mệt à. Ủa, bên đó hai trai luôn hả? Đúng rồi. Yeah. Thôi cũng giái trời nếu mà Dạ, em chào chị. Chào em. Dạ. Nếu mà có thể đến được với nhau á thì kiếm đứa con gái cho nó vui cửa vui nhà. Không, có đứa con gái nó gắn kết tùy đáng theo yêu kinh lắm. Tế thôi. Mình muốn tìm một mảnh ghép giữa dòng đời xuôi ngược như thế nào, có thể nói cho chị Hồng Vân biết không? Dạ, nói chung là em cũng tìm một người nói chung là chân thật, là biết quan tâm gia đình. Nói chung là như vậy thôi chứ không em không đòi hỏi gì nhiều hết. Dạ, chung thủy và nuôi cho con trưởng thành em mừng rồi. Em cảm nhận ở bên Phượng bên đây có đúng như là cái điều mà em mong muốn không, qua những cái lời mà chia sẻ của cổ vừa rồi đó. Dạ, nói chung là bạn cũng cùng cảnh với em, nói chung là cũng thấy cũng bình thường cũng được. Cô gánh vác hết đó. Vâng, ở nhà cô làm hết đó. Dạ. Là cái người mà rất phù hợp với cái mong muốn của em. Vâng. Chào anh Linh đi em. Rồi, xin chào. Công việc có ổn định không? Dạ, công việc cũng ổn định. Đồ em mặc là em tự may. Tự may, tự thiết kế luôn đúng dạ. không? Mình có mở tiệm không? Dạ, có. Mở tiệm ở đâu rằng? Mở tiệm ở Long Xuyên á. Thành phố Long Xuyên luôn hả? Dạ. Rồi, thí dụ như bây giờ lấy chồng, em có đồng ý về Lâm Đồng hay không? Dạ, nếu lấy chồng thì theo chồng. Mà cái đó mình có nhà ở Long Xuyên chưa hay là mình ở nhà mướn? Nhà em mướn, nhà thuê vậy. Vậy là cái chuyện mình về Lâm Đúng Đồng rồi. Là cái chuyện mà về đây, coi như là khỏe luôn. Ta có mẫu đất mà. Ồ. Trời ơi, về đây đi. Mình góp ý vậy thôi, còn quan trọng là người thân họ góp Đúng ý rồi. Thế nào. Phượng đi với ai Phượng? Dạ, em đi có một mình. Mình ơn hả? Dạ. Rồi, vậy thôi coi như tôi đại diện đi. Em trai đi với ai không? Dạ, em đi với em gái và hai em gái con hai... với đứa cháu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả đang xem chương trình truyền hình. Anh của em á thì tánh của anh á
anh rất là quan tâm gia đình, đặc biệt anh rất là thương vợ con. Chị bên đây thì hoàn cảnh của chị cũng giống như anh của em vậy. Nếu mà được thì chị có thể, anh chị có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Sao mặt nghiêm vậy? Khuyến khích người ta dạ. cho nhau cơ hội mà mặt nghiêm trang vậy? Dạ tại đang có. Đang rung hả? Dạ. Đâu để con trai nói một câu coi nè, con trai cảm nhận sao nè? Dạ con thưa chú Quyền Linh, con thưa cô Hồng Vân, thưa ba và thưa cô. Ba con á, thì ở nhà thì rất là tốt, nói chung là number one, là nhất với con và nhất với mẹ con luôn. Nhưng mà cái chuyện không may nó đến thì cũng không may muốn. Nhưng mà để cả hai đứa mà lên đây ủng hộ cho ba thì chắc chắn là phải dành một tình cảm rất lớn cho ba. Thì ba làm cái gì tụi con luôn ủng hộ. Và vẫn mong muốn là cô và ba sẽ tìm hiểu nhau. Nếu mà đến được với nhau thì lập gia đình. Con cũng lớn hơn con đầu của cô một tuổi thôi. Còn em con với lại con sau thì lại bằng tuổi nhau. Thì nếu mà được thì cứ về sống chung một nhà, không có cái vấn đề gì hết. Dạ con thì rất là đơn giản như thế. Bố nàng trai đã bằng chung nhau chắc vui. Con ơi, con trai nhỏ ơi, anh nói vậy con thấy sao? Dạ con thấy anh con nói đúng. Nói đúng luôn đúng không? Con thấy cô sao nè? Dạ thấy cô. Con thấy cô hiền, đẹp, xinh. Trời ơi, cưng quá. Rồi, cảm ơn hai đứa. Thương quá. Mở rào cho hai bên gặp mặt đó nha. Mở rào. Bắt đầu đi. Chào em. Anh có bó hoa tặng cho em. Lúc nào chúc em xinh đẹp như bó hoa này. Dạ, như cái này là anh. cái ví đấy. Thì tặng cho em khi mà mình có bấm nút về nhau thì anh em cùng bỏ tiền vô ví. Dạ em cũng có món quà tặng cho anh. Rồi anh cảm ơn. Anh mở ra xem đi. À, một cái đồng hồ. Cái gì? Một cái đồng hồ. Đồng hồ với dạ. cái bức. Cái khung để ảnh. Dạ em muốn tặng cái khung ảnh là nếu mà có duyên á Thành thì để cái hình em với anh vô đó, còn nếu không có duyên thì để hình anh cũng được. Còn cái đồng hồ, còn cái đồng hồ sao? Còn cái đồng hồ thì cái thời gian trôi qua thì em không biết, nhưng mà cái thời gian còn lại nếu mà thành đôi thì cái thời gian suốt cái ngoài cái công việc á, làm việc của anh ra, còn cái thời gian còn lại là dành cho em hết. Cảm ơn. Rồi còn cái này là gì? Cái này là cái bức tranh hồi tối á, em mới vẽ. Nếu mà được đủ duyên với nhau thì sẽ chụp một cái hình cưới y như vậy. Rồi đó coi nè, đó hai đứa coi đi. Là tối là cô Phượng mới vẽ đó, mà cái áo cưới này em may hay đi mướn? Dạ em may luôn cũng được. Em may luôn hả? Trời ơi vậy là áo vest này em may luôn đúng không? Không, em may đồ nữ không ạ. Em may đồ nữ không hả? Nè chú Linh coi nè. Rồi ok, đóng ấy lại đi gửi ảnh luôn đi. Lâm Đồng tới hát bài về Di Linh này kia coi. Nói chung là anh hát không hay lắm. Nói chung là tới đây em sẽ hát một đoạn. Nói chung là các vị khán giả ủng hộ. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại chi em ơi. Yêu anh nhé. Ôi oh oh, em có nghe trong tim. Oh oh, bao tiếng yêu vang lên. Oh oh oh, dành cho em đó người anh yêu ơi. Oh oh oh, mơ ước chỉ xa xôi. Oh oh oh, em biết không em ơi, I love you. Dễ thương, dễ thương. Sao quan niệm tình yêu em nghĩ sao về anh? Thật thà, sống là phải khiêm tốn. Anh cũng vậy. Em có gì hỏi anh không? Bây giờ em ở Long Xuyên rồi. Anh ở Lâm Đồng hả? Từ đây xuống đó bao nhiêu cây ta? Em cũng không biết nữa. Em đi bằng gì lên đây Phượng? Em đi xe Huệ Nghĩa. Huệ Nghĩa là mấy tiếng? Em mấy tiếng em tới đây? Em đi từ
từ 12 giờ rưỡi tới đây là 5 giờ. Nói chung là hai bạn cách xa khoảng 10 tiếng đó, lòng vòng nó khoảng đó. Vậy luôn á, không một sao. Lần đi là 10 tiếng. Bây giờ thì cái công nghệ nó phát triển rồi, nếu mà mình có thể có một chút gì đó tình cảm với nhau rung động từ ban đầu thì ta sẽ nói chuyện qua FaceTime rồi qua Zalo ra Facebook nhiều lắm. Em có chơi Facebook không? Dạ cũng có. Có dạ. Chơi Facebook không? Facebook em kết bạn với mấy người bán giải không à? Kết bạn với người bán giải thôi, giờ ta kết bạn với mấy người làm cà phê. Thấy cưng không? Được đó. Thường ngày anh công việc của anh là làm gì thường ngày? Anh vừa làm thợ xây, vừa làm cà phê. Xây là đi lãnh nhà người ta xây hả? Nói chung là anh đi làm cho thầu. Làm thầu khi, anh không có đồ, anh không lãnh, anh làm thợ xây rồi anh lại còn về anh làm vườn nữa. Nhiều khi ai kêu chạy xe anh cũng kiếm chạy thêm. Anh nói chung chạy là công gì? Việc anh làm nhiều việc. Anh chạy xe gì, xe tải hay là nói chung là taxi rồi thí dụ xe hợp đồng rồi vậy thôi, xe tải. Ý là hỏi em lái xe mười mấy chỗ? Dạ, hay không, em chỗ lái xe nhỏ thôi chị, lái xe có 7 chỗ à. Nhà dạ, em mới xây ở đâu? Ở Lâm Đồng luôn dạ, hả? Dạ, nhà em ở Lâm Đồng luôn. Là em tự xây hả? Dạ, em cũng có ông anh ông thiết kế phụ xây không? Nhà ngang mấy mét, dài mấy mét? Dạ, nhà em cả trăm mấy chục mét vuông rồi, nhà em cũng lớn lắm. Giá mới xây khoảng nhiêu? Dạ, cũng nói chung là cỡ 700 triệu ạ. 700 triệu hả? Là chưa tính đất đúng không? Dạ, chưa tính đất ạ. Đất thêm 700 nữa, 1 tỷ mấy rồi. Nói tóm lại á, anh nói để anh chi, để thay kinh tế bạn này ổn định, có công việc ổn định, có thể lo cho em và thậm chí có thể lo cho con của em nữa, được không? Dạ được. Được đó. Em thấy sao? Em còn băn khoăn điều gì không? Thì theo cuộc sống ở ngoài thì được rồi, mà cái tuổi không được. Hả? Hai người bằng tuổi không được. Bằng tuổi sao không được? Bằng tuổi sao không được? Em có hai đứa con rồi, để đi tìm một cái tình yêu á, tìm một cái người để hợp với nhau nó rất là khó. Nãy sinh 7, 7, 9 không thôi là tốt rồi. 9, 80 tuổi là tuổi nó không hợp. Ủa 80? Ủa 80 với 80? 80 với 80 không có hợp. Em sinh 1980 luôn hả? Tức là phong thủy nó không hợp. 80 hả? Dạ. Trời ơi em ơi, đừng có lo tuổi tác ở đây. Bây giờ mình lo cuộc sống làm sao cho nó ổn định đây nè. Thì có những người ta không hợp tuổi với nhau, ta vẫn sống tới già luôn. Bây giờ anh nói đây nha, không phải anh binh đàn trai đâu, đây là một người rất là hiền. Dạ thì em cũng thấy hiền nhưng một bờ vai vững chãi luôn để em kiếm một người này trong cuộc sống á nha, nó rất là khó. Đây chị nói em nghe, một người đàn ông quá là phong độ ở cái tuổi này, một người đàn ông chung tình, hai đứa con là thần tượng ba nó, mà ba nó đối với mẹ nó như thế nào, không phải là ảnh ly dị vợ mà vợ ảnh mất, em hiểu chưa? Thành ra thôi thì cái này cái đó là cái sự may mắn cũng như là cái hạnh phúc nó tới với em mà em không đón nhận, đó là lỗi của em. Ok, ăn thua là bây giờ em phải tự em biết là em nhìn anh này em có cảm tình không. Ảnh là anh nói anh có cảm tình với em đó, còn em sao? Dạ em thấy cũng được. Rồi, tôi nghĩ là đến lúc bấm nút rồi đó. Chúng tôi chỉ phân tích tất cả những mặt thuận lợi trong cuộc gặp mặt này thôi. Còn quan trọng là con tim mình sẽ mách bảo bấm hay không bấm. Bởi vì có tình yêu, có một chút rung động, chúng ta hãy bấm. Đúng rồi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi bấm luôn rồi đó. Em có bấm rồi. Rồi đứng lên nào, đứng lên nào. Đó, mình không còn nhỏ nữa, mình đủ sáng suốt để quyết định con đường đi của mình. Mình muốn hai người về với nhau lắm á, nên ôm hôn gái đi. Đúng rồi, hôn gái đi để đánh dấu nữa. Ngày gặp mặt đi. Anh xin phép em. Tôi muốn cô gái hôn chàng trai cái nè. Cao à. Vô, đó. Đó, ừ. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Dạ, chào anh. Rồi đi em. Mời nhà gái. Chào cưng. Bây giờ mình nói lớn cho nhau nghe, giới thiệu cho nghe để cảm nhận giọng nói nha. Mời em Nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cũng như bạn nữ bên kia. Thì tên em là Phạm Duy Nghĩa. Năm nay em 29 tuổi, quê gốc ở Hà Nội nhưng mà em sinh ra ở đây.
Hiện tại là em đang là làm biên tập viên và là phóng viên ảnh cho một tạp chí ạ. Mời nhà gái. Dạ con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Dạ em chào anh trai kế bên. Và xin chào tất cả quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Con sinh năm 95 là con gửi hợi. Quê con là ở Bình Thuận, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ở quận Tân Phú. Dạ công việc của con là nhân viên hành chính nhân sự cho một công ty về lĩnh vực cơ khí ở quận 6. Vậy hả? Dạ. Ờ, sẵn đà vậy mình nói luôn về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi con. Thì ưu điểm của con là con biết quan tâm tới mọi người xung quanh, con yêu thương mọi người, coi trọng cái gia đình. Khuyết điểm của con á thì con cảm thấy là ngoại hình của con thì cũng chưa có thực sự là ok, chưa bắt mắt lắm. Ok mà, cô thấy ok mà, yên tâm. Tại vì hồi nhỏ giờ con thấy con tự ti lắm, nên là từ nhỏ tới lớn là con chưa có yêu ai hết trơn. Con nghĩ chắc người ta chê con không có xinh lắm hay sao, không có ai. Con, ủa là con chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ, từ nhỏ tới giờ là con chỉ có lo đi học thôi, rồi ra trường là con đi làm. Tại vì má dặn á là nhỏ thì lo đi học đi, rồi lớn ra trường đi làm, ổn định sự nghiệp đã rồi muốn yêu ai đó yêu. Cái quan niệm của con cũng là như vậy luôn. Lý lịch trích ngang của nhà gái tôi đến đây là hết luôn cả phần tình yêu nha. Rồi khỏe re. Bây giờ em phải nói thế mạnh và điểm yếu của em cho đàn gái nghe. Điểm mạnh của em thì em tự nhận mình là một người sống rất là đơn giản, không cầu kỳ. Nhưng mà có một cái điều em rất là khó tính. Tại vì em đã từng trải qua 3 năm ở trong quân ngũ rồi. Thì em rất là đề cao cái sự đúng giờ, mà đúng giờ đến mức là gọi là cực đoan luôn. Đã 5 giờ sáng thì là phải gõ kẹn là dậy, tập thể dục. Với lại em là được giao cái chức là quét dọn nhà cửa trực sinh ấy anh. Trời, chức dữ vậy. Dạ. Quét dọn nhà cửa hay là lau chùi bồn cầu toilet gì là em làm hết. Thì đó, rồi 11 giờ thì ăn cơm. Rồi 4 giờ 5 giờ chiều thì tập thể dục. 9 giờ phải đi ngủ. Rồi. Đó. Vậy là quen với cái giờ đó rồi đúng không? Dạ đúng, bây giờ nó giống như là đồng hồ sinh học luôn rồi. Anh hiểu rồi. Nhưng với phụ nữ, với người đẹp đó em, thì cái giờ đó không được đâu. Em rất là hiểu điều đó, cho nên đối với em khó với bản thân thôi, nhưng mà đối với người ta thì em rất là dễ. Dạ. Vậy được. Dạ. Đôi khi là anh phải chờ có người đẹp đứng kế bên kia, anh phải chờ lâu lắm luôn. Dạ đúng rồi, nhất là trong mấy cái vụ shopping hay gì đó. Vui, vẫn hạnh phúc thôi. Dạ, bởi vì người ta đẹp, người ta có quyền. Dạ, chị à. Ừ. Anh Linh nãy giờ anh cứ nói ngầm ngầm mà em đâu có hiểu đúng không? Anh chửi chị nãy giờ đó. Đúng không? Ủa, đúng rồi, chửi ai đâu. Ông chờ tôi cái gì? Rồi tôi chờ ông ra làm sao? Bây giờ cuộc đời này chờ qua chờ lại đi cho nó vui. Mắc cười ghê luôn. Đời đời hạnh phúc mà chị. Dạ. Hẹn hò, đợi chờ là một hạnh phúc mà. Dạ đúng. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em chỉ có một mối tình đơn phương từ cấp 2 đến giờ. Còn qua đến những năm đại học rồi đi, sau này đi làm thì cũng chỉ như là thoáng qua thôi. Thoáng qua thôi. Tại vì mình cũng chỉ tập trung vào việc học rồi là đi làm. Còn đầy bụi phấn nha con nha. Dạ. Dạ con nghe anh nói về cái vấn đề giờ giấc là con cũng thấy thích á. Tại vì cái nguyên tắc con sống là con cũng kỷ luật, đi làm về tối về là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, ăn uống xong xuôi hết là 10 giờ là con sẽ ngủ. Ví dụ như bữa nào con trằn trọc về công việc hay gì kia thì có cỡ tầm 10 rưỡi 11 giờ không bao giờ con ngủ khuya. Bây giờ người ta nói là ngủ khuya quá là bị stress nhiều và dạ, sẽ rồi. Bị mập ra giống như chị. Tôi mập không phải là tôi ăn nhiều đâu Linh nè, tại vì tôi hay ngủ khuya đó. Nói cho Linh biết đừng có cười. Để qua coi nhà đây. Gái coi sao. Đáng yêu. Dạ con chào chú. Chào con. Thôi cao rồi nha. Đó, người dày thon thả đẹp gái vậy mà biểu là tự ti về dáng vóc là sao. Con nghe tôi nói phụ nữ không có phụ nữ nào xấu cả. Không có chú, cái này là ví dụ như mà ai xấu cái người ta đi phẫu thuật thẩm mỹ mà con nghèo quá, con đâu có tiền đâu. Làm gì bây giờ là như con vậy, con muốn thẩm mỹ cái gì con nói con nghe coi. Cái cô dân có thẩm mỹ chút thôi chứ. Tôi thẩm mỹ chỗ nào tôi quánh đâu bây giờ nha. Ông nói tôi nghe coi. Dạ. Con nói đi, con nói cái mẫu hình lý tưởng của con muốn. Con thích bạn trai là chuẩn chạc, trầm tính, ổn định. Sống biết quan tâm tới mọi người, có đạo đức, không có dối gạt đối phương của mình. Con thì con không có còn bạn trai phải đẹp trai lắm đâu. Nói chung là nhìn khuôn mặt sáng sủa gọn gàng. Tóc ta thì đừng có hối quá. Con cũng không có ý gì đó chú, mà tóc như chú là được rồi. Con không có kiểu như hối mà hối quá luôn á chú, là không có tóc luôn á là con không thích. Chú mới cấy á con. Dạ.
chiều cao thì cao hơn con một xíu là được, con cỡ 1m58 thôi, tại nhìn con ốm nên nó gọn. 1m58 phải không? Dạ, không có quá ốm, nói chung là người vừa vặn ok là được. Ốm không lo, bí quyết hồi xưa của dân cũng ốm vậy đó. Làm như mình ốm lắm vậy đó. Nghe bạn nói dễ thương không? Dạ. Đàn trai đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm? Em từng sống trong ngũ rồi cho nên những cái việc như là nấu ăn thì cơ bản, với lại giặt giũ hay là đúng chuyện nhỏ. Dạ. Anh cũng đi trà toilet rồi dọn nhà hốt rác hoài, có những gì cái chuyện đó thương. Em không hề ngại. Ừ, chuyện đó bình thường, chuyện hàng ngày mà. Nhưng mà cái nãy cô nói gì không thích hôi hói gì đó. Đầu em hơi hói tí. Nói chung là tóc em hơi ít tí. Không biết bạn nữ có chịu không ạ. Bây giờ hỏi bên đó cái mẫu hình lý tưởng của em sao? Mẫu hình lý tưởng của em thì xinh xắn, dễ thương. Nhưng mà có hai cái điều em cần nhất đó là quan tâm đến gia đình. Nhưng mà điều thứ hai em cần nữa đó là phải cực kỳ quan tâm đến sức khỏe của mình. Bạn em hay nói ấy, khi mà người ta có sức khỏe thì người ta rất mong muốn rất nhiều thứ. Nhưng mà khi người ta lại không khỏe rồi thì người ta chỉ mong ước một điều, đó là có sức khỏe. Đúng thôi. Đúng rồi, đó. Anh giờ cũng vậy đó, dạ. Anh giờ chỉ mong muốn điều thôi. Em sức không cần là bạn tập gym hay là cái gì đó. Không được, bạn khoan tập gym thôi. Từ từ, tập gym là người ngồi kế bên thôi. Ha? Không, bạn từ từ tập gym đi. Chú cứ ghẹo cô hoài. Làm như cái thú vui cuộc đời của ổng vậy đó. Cũng không, nhưng mà nhìn... Ngày nào mà chú cũng cà khẹ. Cô cũng phùng nhìn Phúc Hậu mà đâu có phải đâu cô. Dạ. Không sao, giữa cô chú thì cà khịa nhau hàng ngày mà. Cưng muốn cái người phụ nữ của mình xinh xắn giống như ai nào? Có hình mẫu lý tưởng gì không? Xưa em rất là thích phim Hoàng Châu Cách Cách nên chắc hình mẫu chắc giống như Triệu Vy vậy. Dạ. Tiểu tử. Triệu Đô đi. Không Triệu Vy được, Triệu Đô được không? Nói chung là nói là thích diễn viên vậy thôi. Nhưng mà em cũng mong muốn là bạn nữ bên kia thì mang những nét đẹp của người phụ nữ áo đông. Tóc đen thì càng tốt. Em tóc đen nè. Thế là tốt quá rồi ạ. Dạ. Dạ. Bây giờ hỏi ý kiến gia đình đi. Em gái đi với ai? Dạ, con cũng chia sẻ luôn là hôm nay là nhà con có đám cưới của anh trai con. Vì cái duyên đến đây là em vì anh trai cho nên là lỡ hết một ngày hôm nay là con chỉ đi với lại bạn của con là hai đứa bạn thân với lại chị đồng nghiệp. Rồi nhanh nhanh về đi rủ bạn trai đám cưới luôn cho con. Đúng rồi, đi về đám cưới luôn. Sẵn. Nếu mà hôm nay mà em trễ xe về là anh chở em về luôn nha. Đó nha, đó, về đám cưới luôn nha. Dạ, con xin chào chú Huyền Linh và chào cô Hồng Vân. Trước tiên thì con xin nhận xét về bạn Trâm thì Trâm rất là một người rất là tốt bụng, vui vẻ và hòa đồng với bạn bè. Thì theo như tiêu chuẩn của Trâm thì anh trai ở đây rất là khá là phù hợp rồi. Tại vì Trâm rất thích là những người mà đi làm việc trong nhà nước. Thì nếu được thì mong hai bên sẽ cho nhau cơ hội. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, con trai đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân từ hồi nhỏ. Thân từ nhỏ luôn hả? Dạ. Xin chào anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân. Chào anh. Mình xin nhận xét về bạn. Bạn có một cái giọng nói rất là đáng yêu. Hoàng Châu Cách Cách đúng không? Giọng nói của Hoàng Châu Cách Cách đó. Rất là ngọt. Ừ. Và những gì mà bạn yêu cầu với hình mẫu bạn trai lý tưởng á, là mình là bạn của Nghĩa cũng đã hơn 10 năm rồi. Yeah. Thì bạn tả giống như là bạn tả bằng nghĩa luôn rồi đó. Thì Duyên đã đem hai bạn tới chương trình này rồi. Thì mình có thể cùng nhau đi thêm một chút nữa để xem mình có hợp với nhau hay không. Hai bạn sẽ hợp với nhau. Mình nhận xét là như vậy. Trời hay quá. Trời kéo rào lên. Kéo rào luôn đi. Rồi mượn cho nó có nợ luôn. Mở rào. Chào anh. Dạ, anh có muốn quà tặng em. Dạ, theo quan niệm của nước ngoài ấy, thì màu hoa hồng xanh ấy là đại diện cho sự yên bình và sự vĩnh cửu. Đây cũng như, giống như là nó đại diện cho một cái tình bạn, trước hết là tình bạn và cũng như là sau này là tình yêu, nó cũng trường tồn với vĩnh cửu, như vậy. Bông hoa như thế này. Nè, em tặng anh một cái túi đeo thời trang. Mở rào ra thấy thì sao? Có giống như là mình tưởng tượng không? Em nói trước ạ. Thì em cảm thấy bạn nữ là rất là một người rất là dịu dàng, nhẹ nhàng. Anh không biết là em có thích chụp ảnh không ạ? Dạ, em thích chụp ảnh mà trước giờ không có ai đi theo chụp. Tại vì ngoài nghề chính của anh ra thì anh cũng là một người rất là đam mê nhiếp ảnh. Được thì hãy làm mẫu ảnh cho anh. Đây đội của anh. Dạ. Đây đội của anh. Thì, ngoài cái sở thích nhiếp ảnh thì anh cũng rất là thích nuôi động vật. Dạ. Trong những cái điểm yếu của anh là rất là sợ những thứ dễ thương.
Nói chung mình đang nóng như thế nào tự nhiên gặp một chú chó con thì chú mèo con là mềm nhũn hết. Vậy là cái điểm đó em cũng thấy giống em rồi. Tại em cũng thích động vật lắm, đặc biệt là chó mèo á. Nhà ở quê thì em có nuôi chó, nuôi mèo, nhưng mà ở trong này thì không có được phép nuôi. Nếu mà mai mốt ví dụ như em về nhà anh thì anh cho em nuôi nha. Thì nhà anh cũng đang nuôi một con cún em. Dạ. Dạ. Nói tiền tình yêu đi. Thì ta tự này qua ta nói qua cái kia. Em có nghe anh chia sẻ là lúc trước mình có tham gia vào quân đội hả anh? Thì nhà em thì cũng có truyền thống về gia đình cách mạng á. Nên là em thấy cái điểm đó thì em cũng thích. Anh hiện tại là đang ở đâu ạ? Anh thì ở quận Tân Phú. Em cũng ở Tân Phú luôn, anh ở đường nào vậy anh? Anh ở ngay gần Eon Môn á. Đi bộ dạ bên bờ bao Tân Thắng hả anh? Đúng rồi em. À dạ em nào hầu như sáng nào cũng 5 giờ dậy là chạy vòng vòng mấy quanh đó cho đủ mấy km rồi về vậy, đi làm. Vậy bữa nào anh chạy vòng vòng anh chạy tới anh gọi em dậy để em đi làm. Rồi anh sẽ rủ em. Nếu em dậy sớm được. Dạ. Có câu hỏi nào muốn hỏi em không? Thì em gia đình em ba mấy người? Gia đình em thì có 6 anh chị em. Em là con út, chỉ còn má của em thôi. Ba em cũng mất cách đây cũng 5-6 năm rồi. Thì về điểm đó cũng giống anh. Tại vì anh cũng là người mất ba sớm. Hiện tại thì đang sống với lại mẹ và em trai anh. Nãy anh Quyền Linh nói anh là điểm mạnh, điểm yếu. Thì anh đã nói về điểm mạnh với cũng như sở thích của anh rồi. Nhưng mà anh chưa có nói điểm yếu của anh. Thì em cũng muốn nghe điểm yếu của anh không? Anh cứ nói đi, em nghe, em sẵn sàng lắng nghe. Điểm yếu chí mạng đầu tiên nhất của anh ấy đó là sợ dán. Sợ dán. Nó có một cái gắn liền với một câu chuyện như thế này. Một cái đó là một câu chuyện buồn. Đó là vào một năm 2011 thì trong lúc đang tắm thì lúc đó là nhà anh là chưa có xây xong thì phải ở một cái ngôi nhà gần đó để mà chờ trong cái quá trình thi công đấy. Dạ. Thì mà khổ cái ngôi nhà đó thì nó cái cống nó hơi sập sệ tí cho nên dán nó lên rất nhiều. Thì đang tắm thì con dán nó bay vô người thì coi như là tông cửa chạy ra luôn. À mình coi bị như cái là sự lúc cố đó là không còn gì để mất mà cũng mất luôn những gì đang có. Là tại vì cái sự cố đó mà anh sợ dán luôn hả anh? Không, sợ dán từ nhỏ em. Anh yên tâm đi, em không có sợ dán, em mà thấy dán thì em sẽ đập rồi, nó luôn. Giết giùm anh cả. Dạ. Điểm yếu của anh thứ hai là anh khá là dễ bị xúc động trước một số thứ. Ví dụ như một tập của chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Hay như là một tựa, anh chơi một tựa game nhưng mà ở đó là tựa game đó là do một người bố làm về đứa con trai bị ung thư. Bản thân anh là một người làm báo cho nên có những câu chuyện buổi sáng đọc những cái mảnh đời mà mình vô tình đọc được ấy thì yeah. Nhiều khi đọc xong thấy cái khóe mắt mình lúc nào cay lúc nào chả hay luôn. Thật ra là em cũng thấy anh có nhiều cái điểm tương đồng với em. Em là em thấy cái gì mà xúc cảm á là em cũng khóc nữa. Coi những cái bộ phim mà cảm động á em cũng nằm em khóc một mình. Bây giờ nghe hai đứa nói anh muốn khóc luôn rồi. Nhưng mà em cứ yên tâm là do là đã có quá trình công tác trong quân ngũ rồi cho nên những thứ nào đó mà nó đe dọa em là anh sẽ bảo vệ hết. Em cứ yên tâm. Em thấy nắm tay bạn gái đứng lên hát tặng bạn gái một vài hát nào đó. Ngoài cái chuyện ta nói chuyện mình còn trao nhau cảm xúc. Dạ. Nắm tay vô hai, nắm hai tay hai bên. Đúng rồi đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Đó lúc thì này là... đây là một cái bài hát mà một người em gái của anh đã đi bây giờ đi nước ngoài rồi thì dạy lại cho anh, nói sau này hãy hát cho người mà anh yêu. Thì bài có tựa đề là Modern Words. Dạ. Thì ý nghĩa của nó là tình yêu thì cần hơn những lời nói. Anh xin hát. Anh hát cho em nghe nè. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I already know. What would
what you do. If my heart were torn into more than what you show you feel, that your love for me is real, just by saying I love you. Bây giờ mình đã hết thời gian rồi. Ha. Bắt đầu để tay vào nút bấm đi các bạn. Mà đã bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Phật phật hai cái luôn, ghê thiệt. Đỏ cùng một lúc luôn. Rồi. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau đi. Đó, hai cái nắm tay đầu tiên luôn á. Cái hôm đầu tiên nào, hai ba nào. Cái hôm đầu tiên nào. Đó, dễ thương vậy thôi chứ muốn gì nữa giờ. Rồi, xin mời nhà gái. À, chào em. Mời nhà trai. Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Dạ, em là Bích Liên, em đến từ Quảng Nam. Dạ, em năm nay là 39, là em sinh năm 82. Và hôm nay là em vào là ngày hôm qua, là ngày có mặt tại đây. Vậy đó hả? Dạ. Em làm gì Liên? Dạ, công việc của em là làm đẹp cho các ngôi nhà, em bán hoa phong lan. Hoa phong lan hả? Dạ, phong lan cái cảnh đó. Được rồi, anh trai. Dạ, giới thiệu mình cho nhà gái nghe đi. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Lê Minh Hậu, sinh năm 1975. Hiện em làm giám đốc công ty phân phối cho một nhãn hàng chăm sóc ô tô của Đức tại Việt Nam. À, ở đâu? Dạ, ở quận Bình Tân. Quê Hậu ở đâu? Dạ, em sinh ra ở Quảng Nam luôn ạ. Rồi em, bây giờ em nói luôn cho bên đó cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ. Em là một người phụ nữ của gia đình, dễ hòa nhập với cái môi trường. Em nấu ăn rất là giỏi. Nói chung là công việc nào em cũng có thể làm được. Rồi còn cái điểm yếu của mình thì sao? Điểm yếu của em á thì em thấy là em cũng hơi nóng tính một tí. Em cũng ít dặn gì ai, bởi vì thực sự là mình luôn dễ hòa với quý. Dạ. Em trai, giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu cho mình cho bên Liên nghe đi. Dạ, em thì chững chạc, biết ứng xử với tất cả các mối quan hệ trong xã hội và gia đình, có khả năng xử lý tất cả những cái khó khăn đến với mình trong công việc cũng như trong nội tâm, chuyển hóa những cái buồn phiền, những cái khổ não. Hay quá. Dạ, làm việc thì rất là hệ thống, hiệu quả. Sếp của một hãng ô tô là dữ lắm mà, giỏi à. Còn điểm yếu của em thì em cũng có lẽ là mình đôi lúc là mình cảm thấy mình thật thà quá, dễ tin người quá, hơi dễ mũi lòng nếu mà ai đó năn nỉ mình. Bà nhà gái cho nhà trai biết có mấy mối có tình rồi. Có mấy mối tình rồi. Dạ, em đã ly hôn cách đây 10 năm rồi anh. Em được một cháu gái năm nay 14 tuổi ở với em. Và một cháu trai 12 tuổi đang ở với ba. Nhà trai có thể chia sẻ tình duyên về cái tình duyên của mình được không? Cũng đã có gia đình và ly hôn rồi chị. Lâu chưa em? Dạ, khoảng gần một năm vậy, ly hôn gần một năm. Ồ. Dạ. Mấy cháu rồi? Dạ, có một cháu trai hiện tại đang ở với mẹ. Ở với mẹ? Dạ. Rồi em hiện nay ở với ai? Em ở một mình ạ. Liên Ngọc, vậy giờ em nghĩ là bây giờ cái người đàn ông, cái mảnh ghép của em sau này sẽ như thế nào? Thật sự bây giờ em mong muốn là có một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông của gia đình, vợ chồng là luôn lắng nghe và chia sẻ và thay đổi. Em thích người đàn ông là phải là nhẹ nhàng nhưng mà vẫn có sự ấm áp ở trong đó. Và em không thích người đàn ông mà vũ phu hoặc là có những lời em nói. Em sợ những người đàn ông vũ phu đúng không? Bởi vì trước đây cái cuộc hôn nhân của em á, em đã từng bị như vậy đúng không? Thì em cảm thấy là em có bao nhiêu phần trăm trong cái mong mỏi của Liên? Em có hơn 100% á. Em có hơn 100% á. Wow. Vậy thôi về sẵn đài vậy em nói luôn cái mong mỏi của em đi, để coi Liên có bao nhiêu phần trăm. Ngay từ xưa thì mình cũng nghĩ là cái chuyện mà kinh tế chính trong gia đình thì người đàn ông làm á, thì em nghĩ là mình có thể làm được chuyện đó. Và rất mong, rất cần một cái người phụ nữ họ có thể là
chăm lo được việc gia đình, chia sẻ nói chuyện được với em trong cuộc sống. Như vậy cái quan trọng nhất vẫn là đối thoại với nhau một cách nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi nhá. Ok. Ở Quảng Nam hả? Dạ. Em về nơi xứ Quảng ha? Dạ. Em nấu cao lầu được không? Dạ được, em rất là giỏi về nấu ăn nhưng mà em chưa mì Quảng. Vậy là hay. Nhưng thấy có cái này khó nè. Anh ở lúc ở trong miền Nam. Dạ. Em ở? Ở Quảng Nam. Quảng Nam quá. Dạ không sao, bởi vì em cũng đã xác định tư tưởng rồi. Cái vấn đề mà bạn đầu của em ở đâu thì em có thể đi đó. Trời bởi ơi, khỏe vậy anh. Bởi vì công việc của em thì có ở đâu cũng có thể làm được. À, ở nhà riêng đúng không? Dạ. Ở mình đúng không? Dạ. Rồi khỏe. Cái nhà đó trồng lan được không em? Chắc chỉ treo thôi à. Không có đất đúng không? Dạ không có đất. Nhà ở trên trời. Đó, nhưng mà ban công thôi, ta dạ, trồng dạ. được chứ em. Dạ treo. Trời ơi. Rồi Liên đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bạn của em, là bạn vừa học lớp mà cũng rất là thân. Em chào Hiền Linh, chị Hồng Vân và các bạn ở trường quay ạ. Em Trang, bạn của Liên từ hồi học cũng 3 đến giờ. Theo cảm nghĩ thật của mình nha, tại vì mình chơi bạn mình hiểu tính. Mình là bằng tuổi Liên, bạn này là bằng tuổi chồng mình, y chồng mình luôn. Nói chung là hợp. Nhưng mà vấn đề bạn của em á, là anh phải hiểu thế này nè. Bạn em rất là hoàn cảnh, nhưng bạn em cực kỳ lanh, sống ở nào cũng sống được hết. Bạn có thể làm nghề gì bạn cũng sống được hết, nhưng mà do bạn có hoàn cảnh gì thì bạn khó khăn á, bạn không có được những cái cơ hội để bạn vươn lên thôi. Chứ bạn em rất là lanh, bạn em là người phụ nữ của gia đình đó, rất là giỏi trong vấn đề nấu ăn, không có sự gò bó của gia đình, chỉ có một đứa con đi đâu là lo đi đó thôi. Bạn em có một cái nhược điểm á, là bạn em nóng tính, cho nên không thích là cứ nói thẳng. Nhưng mà khi mình nói thẳng ra rồi thôi là mình không có bỏ bụng. Em nghĩ anh là một người giống chồng em á, cho nên anh cũng bị thái giống chồng em, cũng rất là dịu dàng và nhẹ nhàng giống như chồng em. Mình nghĩ là vậy đó. Rồi, hiền, nói chung là hiền. À, cảm ơn em gái. À, Hậu đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với đại gia đình cũng đông á, 10 người luôn. Và đặc biệt là có bố em từ trên quê xuống. Rồi, xin chào đại gia đình của Hậu. Xin chào bác. Chào Quỳ Linh. Dạ. Dạ. Chào cháu Liên. Dạ, con chào bác. Người ta thường nói bao nhiêu tình yêu cũng dồn về cho một mối. Mà mối đó là mối gì? Là tình yêu đôi lứa. Dạ. Thì cái duyên thì tôi nghĩ là hôm nay đã có rồi đấy. Dạ. Còn lại cái nợ, tôi chỉ chia sẻ một chút là để nhường lại cho hai con. Dạ. Có cơ hội của giờ phút này để tìm hiểu và nhận biết nhau, mình là có nợ với nhau. Yeah. Thì yeah. sau đó mấy con phải cố gắng ổn định tinh thần và nhấn nút đi con. Dạ, yeah, trời yeah. ơi. Bác nay nhiêu tuổi rồi bác? Dạ, yeah, tôi 78. Trời ơi, con bác mới hay quá. Mình mở rào cho hai bên gặp mặt thôi. Mở rào. Tặng quà đi, tặng quà nó đi đó. Hoa quà. Lấy luôn cái bình nó tặng luôn cũng được. Anh tặng quà cho em. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh này. Cái món quà của em này là tự tay em làm. Sen đá nó mang cái ý nghĩa là sự kiên trì. Và trong tình yêu thì nó có sự ý nghĩa là sự sắc sâu. Em cũng chúc anh đó là trong công việc là luôn luôn có sức khỏe, có sự kiên dũng về sự bền bỉ. Anh không phải là cái người trồng hoa hay là bán hoa. Dạ. Thành ra là anh không hiểu lắm về cái ý nghĩa. Dạ. Thì anh nghe vậy thì anh cũng rất là vui. Dạ. Thì hôm qua thì anh đi lựa hoa để tặng. Dạ. Mà anh thấy đây là cái giỏ hoa nó đẹp nhất ở trong cái tiệm đó. Dạ. Thì thành ra là anh đặt mua cái giỏ này. Dạ. Em có biết ý nghĩa của giỏ hoa này không? Em nhìn em nói như dạ đó. Thì trong này có hoa hồng là hoa tự nhiên, còn cái này có tên là hoa vũ nữ, nó thuộc dòng hoa phong lan. Em cũng bán dòng này đây. Dạ, phong lan thì nó có tượng trưng nó rất là bền, là một cái loại hoa có sức sống rất là mãnh liệt. Chắc em nghĩ là anh cũng dành cho em như vậy thôi. Còn hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu rồi. Hoa nó xinh, nó đẹp, nhưng mà vài bữa rồi nó cũng sẽ héo. Yeah. Còn cái quà này thì anh nghĩ là em có thể giữ làm lưu niệm lâu được. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn. Chàng trai có ngỏ ý muốn tặng cho bạn gái bài hát và tự đàn luôn. Đây.
coi như là dạ đúng sở thích của em luôn. Bởi vì bình thường là em cũng hay đi văn nghệ cho câu lạc bộ Hoa Lan của chỗ em á. Anh tặng em và tất cả quý vị trong khán phòng hôm nay một bài hát của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, tựa là Lối Nhỏ Vào Đời. Anh sẽ là dòng sông, anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây, đời em là bình minh rực cháy, đời em là hạnh phúc tràn đầy. Đời em là câu hát ru, đời em là sao diều vi vu, đời em là tình yêu bỗng cháy, anh đã cho em mùa xuân này, anh đã cho em mùa xuân. Hay đó. Dạ. Em có thích bài hát của anh không? Dạ em rất là thích. Bởi vì bài hát rất có ý nghĩa. Và em cảm nhận được là anh dành rất là nhiều tình cảm và sự đầu tư trong cái bài hát đó. Thực ra thì anh cũng biết hát rất là nhiều bài. Dạ. Nhưng mà anh cũng lựa dữ lắm. Thì không biết còn gì để nói nữa. Anh em nghĩ là lối nhỏ đó. Dạ. Dạ, nói chung là cái cảm nhận của em là em gặp anh nhưng mà em thấy rất là gần gũi. Em thấy rất là giống như là em gặp anh ở đâu đó rồi. Mà em cảm thấy nói chung là ở anh có sự em có thể có sự tin tưởng. Đúng theo cái suy nghĩ của em. Hai đứa chuẩn bị cưới nhau đó. Rồi có sinh con đẻ cái gì thêm hay không? Thì đẻ liền luôn ha. Còn về vấn đề sinh con thì em nghĩ là mình cũng nên có thêm một đứa con cho nó vui. Sinh con á thì hai vợ chồng á có con chung thì nó rất là tốt, rất là hay. Tuy nhiên thì anh cũng không biết nữa, tại vì mình lớn tuổi đó. Cái đó cũng phải tùy theo ý kiến của bác sĩ nữa. Thực ra thì mình cũng lớn lên, sinh ra ở Quảng Nam. Gặp em hôm nay thì thấy cũng có cái quê hương ở trong đó. Giúp cho mình cảm thấy gần gũi hơn. Gần lắm đó em. Đất Quảng Nam chưa mưa đã nắng, rượu hồng đào chưa uống đã say. Nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, đừng ngại ngùng bấm nút. Và khi chúng ta bấm nút, chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với nút bấm đó nha các bạn. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Cái gì mà bấm chậm vậy? Nắm tay nhau đi. Nắm đi em. Nắm đi. Hẹn hò thiệt rồi đó. Xin phép ba cho tụi con hôn nhau cái. Hôn má đi Hậu. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vô đời đó. Vô. Cái gì vậy? Cái nào ôn hôn thắng thiết là tình hữu nghị thôi. Đúng nào. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF
N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Dạ rồi, cảm ơn chị. Rồi, đi qua đi. Chúc hai đứa chúc nha, đi qua đi đây. Đi hai đứa đó. Rồi, như vậy là ta đã đến với hai cặp đôi. Họ đã đồng ý bấm nút. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ, quý vị nhé. Cảm ơn nhà hàng Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào. Dạ, ưu điểm là biết hát, biết đàn, ham học hỏi. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm là hay đi vô bếp ăn dụng. Em thì ưu điểm của em đó là em trách nhiệm với cái công việc của mình ạ. Giống như là mình đúng giờ. Nhược điểm của em là em nấu ăn thì không có ngon ạ. Em, cái khả năng nhớ đường của em thì hơi dở. Dạ, ưu điểm của em thì hòa đồng vui vẻ. Em biết chia sẻ, biết quan tâm tới mọi người. Còn khuyết điểm của em cũng là ưu điểm luôn. Em hãy có đặt là 8 gái thì gái phải đi ngủ với em. Thôi, 8 gái là gái phải đi ngủ với em. Em đang nhắn tin Zalo là gọi điện cho bạn gái thì bạn gái thôi em đi ngủ đây. Vậy là đừng ngủ. Ưu điểm của em thì em thấy là hòa đồng, mạnh mẽ, vui tính. Còn bao nhiêu là em thấy là khuyết điểm của em. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật trên kênh HTV7. Ở không bao lâu rồi? Dạ cũng 7-8 năm nay rồi. 7-8 năm nay luôn. Mời bạn Nam. Wow. Em chào anh Quyền Linh. Dạ, chào bạn. Dạ. Mời bạn ngồi. Dạ. Em chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Tiến Nam, năm nay 43 tuổi, hiện đang làm tại phòng đảm bảo chất lượng của Tổng công ty May Việt Tiến. Rồi, mời bạn ngồi. Bạn Nam làm đảm bảo chất lượng 43 tuổi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em tên Nguyễn Thị Thanh Thủy, năm nay em 34 tuổi, em là nhân viên kế toán. Thủy ơi, mình có mối tình nào chưa? Lúc trước thì cũng có chị. Ở không bao lâu rồi? Dạ cũng 7-8 năm nay rồi. 7-8 năm nay luôn? Lý do tại sao vậy? Em cũng không biết nữa chị ơi. Hay là kém quá? Không có đâu anh ơi. Ở làm trong chỗ làm rồi không ai để ý mình hết hả? Trong cơ quan em thì người thì lớn tuổi hơn, người thì nhỏ tuổi hơn. Mà lớn tuổi hơn thì có gia đình hết rồi chị. Vậy mình có biết điểm mạnh, điểm yếu của mình không? Điểm mạnh của em là nấu ăn rất ngon. À, nấu ăn rất ngon, vậy là quá tốt rồi. Một người phụ nữ của gia đình rồi. Dạ. Rồi gì nữa? Em hát cũng được nữa chị.
Hát được. Dạ. Rồi thấy hơi rung đúng không? Giờ mình hát một đoạn cho lấy tinh thần lại nha. Em hát một câu vọng cổ trong dòng sông quê em. Rồi. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mới. Xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi thời gian ơi xin chờ nổi mong chờ. Em chỉ hát được cái đó thôi chị. Rồi. Dạ. Sao nãy giờ nghe ca giọng khổ thấy sao? Dạ nghe cũng ngọt lắm. Anh là người miền Bắc hả? Dạ em quê ở đâu? Quê thì ở Hà Nam, sinh ra lớn lên ở thành phố Hải Phòng. Chị bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh? Em ở thành phố Hồ Chí Minh được 25 năm rồi. Ở với ai trong đây? Ở một mình trong này ạ. 43 tuổi mà ở một mình? Dạ. Chắc cũng khó khăn lắm đó chị. Mấy mối tình rồi? Khoảng chừng 4-5 mối tình rồi. Nhưng mà chưa tìm được cái người kết tóc xe duyên hả? Dạ. Anh có biết lý do tại sao không? Trước đây thì em phải đi học nhiều, để đi công tác tỉnh nhiều. Thế rồi gặp những người hợp tuổi nhưng mà để không hợp tính thì thành thử ra là cũng khó. Vâng. Thủy ơi, mình có đưa ra cái mẫu người đàn ông lý tưởng của mình là người sao không? Dạ em cũng không có đưa mẫu người đàn ông lý tưởng lắm chị, giống Nguyễn Linh được rồi chị. Tờ mày này đẹp trai hơn anh, khác cái mái tóc thôi. Để mái tóc lạ nha. Này mình cười mình để vậy ha, tự nhiên nó sụ xuống anh. Dạ, cũng có bút anh. Bút hả? Dạ. Thế tôi để cao cao chứ cho nó vuốt cao, tráng cao chứ. Dạ. Ha? Để cho nó thối cái không nào. Cho dạ. Nó cao chứ thôi. Dạ. Ha? Nói vậy cho đẹp, nó thông minh. Dạ. Rồi anh có thể nói chút xíu cụ thể cho bạn bên kia biết. Bây giờ cái nghề đảm bảo chất lượng là cái nghề như thế nào? Tức là nó liên quan đến chất lượng của cái ngành dệt may. Tức là kiểm tra tất cả áo, ai ra vô được kiểm tra hết. Vâng, kiểm tra về chất lượng của sản phẩm thôi. À, sản phẩm chứ không phải kiểm tra cả người hả? Dạ vâng, đầu vào, đầu ra, rồi quá trình sản xuất. Bao nhiêu năm rồi anh? Mười mấy năm rồi. Vậy là khó tính lắm nè. Thành ra khó lấy vợ. Đàn ông mà khó tính quá cũng mệt lắm. Còn hơn phụ nữ càm ràm nữa. À, không khó lắm đâu. Em thì hiền lành, vui vẻ, dễ hòa đồng. Vâng. Mình có cái biệt tài gì không? Để nấu ăn. Nấu ăn, biết nấu ăn nữa. Dạ. Bên kia nấu ăn ngon, nấu ăn ngon lắm được ha. Dạ, em biết nấu ăn từ 5-7 tuổi. Còn Thủy sao? Thủy nấu ăn ngon những cái món nào? Em nấu được nhiều món lắm chị. Mà em nấu ngon nhất là canh chua. Canh chua á chị. À, canh chua. Rồi thường là mình nấu cho ai ăn? Dạ em nấu cho cả gia đình em ăn chị. Hồi nãy mình nói vậy thôi chứ mình cũng phải có cái chuẩn. Dạ. Ví dụ như ngoại hình, tính tình, vóc dáng. Chứ còn giống anh Nguyễn Linh khó lắm. Ngoại hình thì em muốn cao hơn em một cái đầu. Lẫn nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng luôn. Rồi, chị dạ. Hiểu. Không cần đẹp lắm chị, mà dễ nhìn là được rồi. Hiền, hòa đồng. Nghĩ em không có đẹp lắm hả? Dạ. Giống anh Nguyễn Linh là được hả? Chào em. Dạ. Nghĩa là anh không có đẹp lắm đúng không? Anh xấu quá đúng không? Dạ không có anh. Đẹp không? Dạ đẹp. Bây giờ anh bên đây á, bên này hiền đó, đẹp trai cũng được lắm. Để coi coi gọi anh muốn vợ liền chưa? Không mấy tuần sau làm luôn đi. Bốn mấy tuổi không liền chứ làm gì nữa mà không liền. Muốn vợ lắm chưa? Dạ em muốn lắm chưa. Dạ. Làm liền được không? Dạ được ạ. Anh chuẩn bị cho đám cưới chưa? Dạ em chuẩn bị lâu rồi. Lâu có cái gì đó anh, được cái gì đó anh? Nhà thì em cũng xây được 15 năm rồi. Ủa, có nhà này hả? Dạ. Ở nhà chung với ai? Dạ em ở một mình ạ. Rồi hay quá. Nhà ở đâu anh? Nhà ở đâu anh? Có nhà riêng rồi. Ở đâu, ở đâu? Dạ ở gần ngã tư Hương Sương ạ. Ngay ngã tư Hương Sương? Được, gần chỗ em làm anh. Ủa vậy hả? Dạ em làm ngay ngã tư Bảy Hiền. Hay quá. Cô đã cũng vui lắm, lý lắc lắm á. Dạ. Vậy ổn định rồi. Dạ. Có nhà là ổn định rồi. À, vấn đề bây giờ anh muốn cái người yêu lý tưởng của mình như thế nào nè? Hiền lành, vui vẻ, dễ thương, biết chăm lo cho công việc gia đình, thu thủy. Bên kia là có sẵn đó, nhìn thấy biết rồi. Nhưng mà cái gì không thích nhất ở người phụ nữ? Bảo thủ là một này. Ừ. Cằn nhằn là hai này. Không gọn gàng, sạch sẽ là ba. Chết rồi, em càm rào rồi. Vâng, em chào chị Cát Tường. Vâng, chào anh. Em rất thích cái tính cách thẳng thắn mạnh mẽ mà rất là quyết đoán của chị. Dạ, cảm ơn anh. Quyết đoán tới giờ chưa có chồng. Anh có quan trọng chuyện tuổi tác không? Cũng là một phần, nhưng quan trọng là phù hợp với nhau là được. Nhưng mà quan khi tuổi tác phải hỏi bên kia kìa, bên đây người ta 43, ta lấy vợ trẻ 34. Không có đâu, phải có làm sao? Anh cũng rất là lịch lãm, đúng không? Đẹp trai chứ bộ. Thì đó, nhưng mà tại sao 43 tuổi chưa có vợ? Tại để mấy cái mái tóc thấy ghét. Mình phải hỏi cho rõ cái nguyên nhân. Không như là anh kén chọn quá, hay là anh coi tuổi coi thầy, hay là anh có cái tiêu chí lựa vợ như thế nào mà 43 tuổi anh chưa có vợ, nên anh phải hỏi cho rõ. Chủ yếu là do là nhút nhát nhiều. Trước đây thì em phải đi học rồi đi công tác các tỉnh nhiều. Yeah. Ít có điều kiện để quen với bạn gái. Rồi phòng của em đấy thì có 20 người thôi.
nhưng mà chủ yếu là nam giới. Cái đó là do hoàn cảnh công việc cho nên là chưa lấy được vợ, chứ không phải là do mình kén chọn đặt ra tiêu chuẩn gì hết. Dạ vâng. Nếu bây giờ mà vén màn lên tâm sự 2 phút mà được thì bao lâu anh có thể tiến tới hôn nhân được? Tháng nào ngày nào tốt thì mình làm luôn. À là cũng có coi tháng coi ngày tốt đúng không? Tổ chức luôn á. Hôm nay chị đi có ai đi theo ủng hộ không Thủy? Dạ có chị. Đâu? Em đi với lại gia đình em, chị gái em với lại mấy đứa em. À chào chị ruột đúng không? Dạ chị ruột. Dạ em chào chị Cát Tường nha. Dạ. Chị sao mà để ra nông nổi 34 tuổi chưa có chồng vậy chị? Chị nó cũng ế không nữa. Dạ em xin lỗi chị. Chị lên đây luôn. Chị ở nhà có hối thúc dữ lắm chưa? Có ra tiêu chí gì không, kén rễ không chị? Dạ không ạ. Thấy anh bên kia sao chị? Dạ thì thấy em cũng thấy được, cũng hiền lành. Có hỏi anh gì không? Nhưng nãy giờ thấy tính tình hợp không? Dạ thấy cũng hợp. Ai được ha chị. Anh Nam có đi với người nhà không? Em sống trong đây một mình nên là không có gia đình ở xa quá. Hy vọng năm nay mình sẽ tìm được một người cùng đi chung với mình về Đà Nẵng về là Hải Phòng ha. Bây giờ mình cho hai người tâm sự với nhau đi anh Linh ơi. Kéo màn lên. Mình sẽ có 2 phút để trò chuyện. 2 phút bắt đầu. Chào em. Anh có xin hoa tặng em. Dạ em cảm ơn. Anh hôm nay rất là vui được tham gia chương trình, rất vui là được gặp em. Dạ. Em cũng rất vui khi gặp anh. Với kinh nghiệm gần 20 năm kiểm tra chất lượng thì anh nhìn sơ qua thấy chất lượng thế nào? Thường thì em chỉ giám định về chất lượng về sản phẩm thôi chứ còn chưa có giám định về con người. Là anh coi cái váy sản phẩm nó tốt không? Dạ vâng. Sợ đâu sợ cái váy sợ sản phẩm. Em kiểm tra đi thử coi váy nó tốt không? Dạ vâng em nhìn anh được. Nhìn thôi hả? Nhìn vâng. Nhìn chỗ nào? Vâng, tầm nhìn xa là 10 km. 10 km. Vâng. Gió đông nam cấp 5 cấp 6 chưa? Đi hơi động ha. Dạ. Có gì thích chưa? Vâng, em thì em rất thích phụ nữ. Dạ. Bây giờ nói được nha. Dạ. Mai mốt về em có được nói câu đó nha. Dạ. Em thì em rất thích phụ nữ là vợ em. Đó là kinh nghiệm của anh Linh á. Dạ. Phải thọc hỏi theo như vậy. Dạ vâng. Mới là gia đình mới êm xuôi. Em quan niệm về hôn nhân sao? Theo em quan niệm về hôn nhân thì em muốn tìm một người chồng biết là chăm sóc gia đình, biết quan tâm, biết chia sẻ công việc với lại vợ. Biết lắng nghe nói, ví dụ như có chuyện gì thì về nói nhau để chia sẻ chứ đừng có giấu trong lòng rồi giận cáo mà chém thớt. Ví dụ như có chuyện gì trong công ty không vừa ý mà về cứ lôi ra đình ra mà nói là em không thích vấn đề đó. Cái đó anh hoàn toàn là nhất trí cái quan điểm đó. Còn khi mà đã bước chân ra khỏi công ty rồi ấy, là không có làm việc ở công ty nữa mà lúc đó chỉ có là làm việc công việc của gia đình, công việc của bản thân thôi. Em cũng quan niệm giống như vậy đó. Mà quan điểm của anh thế thì nói chung thì về cuộc sống gia đình đấy thì trước hết là phải có một cái sự đồng cảm, phải có sự chia sẻ giúp nhau cùng tiến bộ. Dạ đúng rồi. Anh không thích bảo thủ đâu. Dạ em cũng không thích vậy nữa. Em? Dạ. Em nghĩ sao về con cái? Em thích có gia đình thì có con liền. Tại vì bây giờ cũng tuổi cũng đã lớn rồi, không có ngại vấn đề con cái. Em chăm sóc được. Dạ. Cái đó anh đồng ý, bởi vì anh nghĩ rằng là tuổi mình cũng lớn rồi. Dạ, đồng sớm một người gia đình và dạ. Sớm có con. Dạ. Mà quan điểm của anh thì cũng phải nuôi dạy cho con để trở thành một cái người tốt. Dân tốt, có ích cho xã hội. Rồi quản lý kinh tế tiền bạc ở nhà ai giữ? Em thì rất là dân chủ, ai mà quản lý giỏi thì người ấy sẽ là người nắm về kinh tế. Em quản lý giỏi lắm đó. Thôi chúng ta hết thời gian. Quyết định xem mình có nắm bắt cái cơ hội này để tìm hiểu nhau hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Chị nắm tay nhau cái đi. Đó, mình truyền cảm xúc qua tay nhau. Được rồi đó. Yeah. Sao anh? Chất lượng sao anh? Dạ, nói chung dạ cũng được đấy. À, cũng được chị. Mình hôn cái. Thôi anh. Dạ. Hôn đi. Không hôn thua qua tôi hôn à. Dạ. Hôn cái hôn đầu tiên coi như dạ, mà mình tôn trọng ý kiến dạ, của con bạn. Con gái thì sao đâu. Mạnh mẽ lên anh. Thế em muốn hôn chỗ nào? Rồi. Em không thích bạn gái để tóc quá dài. Ừ. Tại sao? Đối với bạn đó thì nó cực khổ trong vấn đề gội đầu là thứ nhất.
Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, còn toàn thể khán giả ở đây ạ. Em chào tên bạn. Phạm Thị Mai Trinh, hiện nay em 24 tuổi, quê em ở Trảng Bàng, Tây Ninh ạ. Xin mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào bạn gái với nó. Em tên là Nhật Tín, hiện đang làm kế toán của công ty Mobifone khu vực 8 ạ. Dạ, năm nay em 25 tuổi rồi. Nhưng mà trai làm kế toán tính toán dư lắm á, là lễ nè đúng không? Dạ không, công việc là công việc mà cuộc sống là cuộc sống. Về nhà có tính với vợ con không? Dạ không. Mấy mối tình rồi? Chính thức thì là một mối tình. Còn dạ, không chính thức? Chắc 3-4 gì đó. Ủa không chính thức là sao? Là chính thức là sao? Không chính thức là có nghĩa là em thích người ta, rồi em có tỏ tình. Nhưng mà đa số em nhận được câu trả lời là chúng ta chỉ là bạn. Và cái mối tình chính thức đó kéo dài bao lâu? Cũng được hơn 1 năm. Có lẽ bạn đó không còn tình cảm nữa và bạn đó nói lời chia tay em. Mình còn yêu bạn đó không? Lúc mới chia tay thì nó cũng rất là đau khổ, nhưng mà thời gian lâu rồi cũng qua đi. Đó, sơ yếu lý lịch bên đây là vậy đó. Còn mình thì sao? Mình được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chính thức 1 mối tình ạ. Rồi có cái nào không chính thức giống mình bển không? Dạ không ạ. Một cái duy nhất thôi. Dạ. Ngày hôm nay mình kỳ vọng điều gì? Mình mong muốn người đàn ông của mình là người như thế nào? Dạ em mong muốn là anh đó vui vẻ, có tính hài hước, lễ phép, cao từ 1m7 trở lên ạ. Cao 1m7 trở lên? Tại em cao 1m6 rồi. Bên kia cao bao nhiêu? 1m9. Cao bao nhiêu? 1m9. Vậy em mang đôi giày 2 tấc thôi anh. Không, 1m9 cộng luôn tôi á. Gái ơi. Dạ. Bạn trai bên đây muốn hỏi vài điều nè. Dạ anh hỏi đi anh. Nãy giờ em nói thì anh thấy là anh cũng khá là ok đó. Vui vẻ nè, hài hước nè, mà có điều là ý là trước đám đông thì anh hơi nhút nhát, thiếu tự tin. Anh có tự tin trước em không anh? Đặc biệt trước con gái em không có quen thì anh khó nói chuyện lắm, rất là rụt rè. Tí xíu nữa mở màn lên anh có chuyện nói chuyện với em không? Có. Vậy là bây giờ quen rồi đúng không? anh có biết chơi thể thao không? Anh biết quýnh cầu lông, biết bơi lội. Em không biết bơi, anh dạy em bơi nha. Chắc chắn luôn. Em có biết hát không? Dạ có chút à. Anh là anh thích hát lắm á, anh còn hay đi hát nữa. Dạ em bao sân khấu luôn anh. Dạ anh hát tặng em trước một bài nha. Dạ em mời ạ. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống cho nhau một đời. Nếu thích em thì anh hãy nói quá ai nhỉ. Anh yêu em sao lại không nói ra hơi chàng. Đã thích em thì anh hãy nói quá ai nhỉ. Lòng này đã ngóng trông từ lâu. Em thấy là song ca là ổn rồi á. Song ca ổn đó. Dễ thương. Bên Lương Bích Hữu, bên Ngô Chấn Huy á. Bây giờ mình nói luôn, mình không thích cái gì ở người bạn gái để bên kia rút kinh nghiệm. Em không thích bạn gái để tóc quá dài. Ừ. Tại sao? Đối với bạn đó thì nó cực khổ trong vấn đề gội đầu là thứ nhất. Con gái thích tóc dài mà. Tiết kiệm xà bông. Lần đầu tiên tôi mới nghe người con trai mà không thích gái tóc quá dài. Tóc của người ta gội chứ có bắt mấy người gội đâu, tự nhiên mất công bạn gái gội đầu. Em tội nghiệp cho bạn gái. Cực khổ với lại sợ tốn dầu. Nếu mà cực khổ thì bây giờ là công việc nhà người ta làm sao em không thấy cực khổ, có về làm phụ việc nhà với bạn gái không? Có chị, em đang sống một mình thì ngày nào em đi chợ và nấu ăn. Biết có nấu ăn cho bạn gái không? Có luôn. Rồi lau nhà, quét nhà. Làm được hết. Rồi em cứ việc làm cái việc đó đi. Bạn gái người ta chỉ việc đi gội đầu thôi. Rất là chiều chuộng bạn gái. Nhớ nha. Nhớ. Bạn gái bên này tóc dài qua mông. Hứa không bao giờ em gội đầu giùm. Dạ. Có cái điều gì không thích nữa không? Đi chơi nhiều với đi chơi về quá khuya. Em ở với dì trước 10 giờ là em phải về rồi. Đi dậy sớm quá. Không thích đi chơi quá khuya. Người ta 10 giờ về thì nó sớm. Không phải. Đi chơi với em thì nó khác. Còn ví dụ ngoài em ra thì nó... đi với người khác thì 10 giờ về thì được. Dạ. Đi chơi với em thì 10 giờ sáng hôm sau về được. Rồi cái đó là thiệt khó. Ai khó? Khó cho ai? Khó cho bạn đó. Đối với em là dễ lắm đúng không? Dạ em con trai mà. Thiệt cho bạn đó thôi chứ. Rồi đi tới 10 giờ sáng hôm sau là đi đâu? Lòng vòng hoặc là đi chơi xa thì ví dụ tối mình xuất phát thì tới sáng sau đi tới đó ngắm bình minh hay gì đó xong rồi đi về. Coi như suốt đêm là trên xe. Lãng mạn quá ha. Dạ. Nói ông nhớ nha ông. Dạ nhớ. Ông đừng lẻo cái miệng rồi ông nói ông ghé đầu nào. Chết tôi nha ông. Chuyện này khác. Trời ơi, chấp mắt cho em đi. Bia cho em hả? Dạ. Em có gì để bia em nói đi chị bia cho. Muốn bia phải có cái điểm gì mà nó
mình có mà các đối phương khác không có, mình mới loại trừ những tình địch xung quanh. Dạ tôi rồi chị. Hả? Dạ không có gì ạ. Chặt chém quá. Không có gì đấy Bia. Rồi. Phải không? Hãy tí để em tự Bia. Dạ. Khi hai ta chung một đường. Hai ta là đây đó, là nhìn tôi chi ông. Sao chạy được không chị? Mai mới là khó mà. Hả? Khó quá trời đây. Anh qua anh coi được, anh tự bia cho em luôn. Em cảm ơn. Dạ em chào anh Linh ạ. Trời ơi dễ thương quá. Dạ. Chào bạn. Dạ em chào anh. Quê bạn đâu? Em ở Trảng Bàng. Trảng Bàng Tây Ninh. Dạ. Muối. Bánh canh. Bánh anh. Canh. Rồi cao su. Dạ đúng rồi ạ. Củ mì nữa. Củ mì nữa ngon. Thì rủ rồi quen bạn này rồi xa quá sao? Ở Trảng Bàng gần mà anh bắt quá ba em bắt rễ. Bắt rễ hả? Dạ. Chắc không? Dạ chắc. Ở nhà em có hai chị em gái thôi. Giờ chị có chồng chưa? Dạ chị em cũng ế giống như em. Em mở đường đi trước. Đi trước tới chị đi sau à? Dạ chị cắt bước theo sau à. Có duyên lắm à. Cặp này lanh lắm. Trời ơi. Được á. Bạn này có duyên lắm. Hôm nay đi có chị đi theo ủng hộ không? Dạ em có bạn thân của em. Bạn em Việt là em Việt luôn chị. Chào em. Em là bạn thân của Trinh từ lúc mới đẻ ra đến bây giờ. Mới đẻ là bạn thân luôn tới giờ hả? Dạ. Em thấy cái bên kia có cái gì để mình bia không? Ngoại hình cũng được. Cũng tình cũng vui vẻ, dễ thương. Thầy... Theo bạn Duyệt không? Dạ. Dạ, em không dám. Tại sau này có gì bất công Trinh đổ lỗi cho em. Trời ơi, trời ơi. Chị đưa qua cho tôi là rồi, mày muốn có chuyện gì đổ lỗi cho tôi hả? Dạ. Trời, em... Nhát quá rồi, nhát luôn. Em có đi với ai không? Dạ, em có đi với sếp và đồng nghiệp trong phòng của em ạ. À. Rồi, sếp. Mời sếp. Thực ra thì Tín vẫn chưa nói hết những cái ưu điểm của mình lắm đâu. Cái tính mà về kế toán á, thì không ảnh hưởng vào cuộc sống của Tín. Chị thấy hai em là cũng hợp nhau đó. Tính cách nè, thấy cũng dễ thương như nhau. Nếu như em là quê ở Trảng Bàng Tây Ninh á, thì có lẽ chị sẽ phải điều chỉnh một chút cái địa bàn quản lý của Tín. Tại vì chị quản lý tới 9 tỉnh miền Đông Nam Bộ lận. Chị sẽ chuyển Tín về Tây Ninh. Hay quá! Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Quá trời hay luôn. Vâng, cảm ơn chị. Sếp nhưng... nói câu bia còn hơn Cát Tường nữa. Dạ em cảm ơn chị ạ. À. Em phải kêu cảm ơn sếp nha. Dạ em cảm ơn sếp ạ. À. Thôi cho dạ, hai cho người gặp nhau đi. Gặp nhau nè, kéo màn lên. Đáng nha, bạn kia dễ thương lắm á. Bạn trai bên đây cũng mặn mà lắm á. Được lắm á. Dạ em chào anh ạ. 2 phút bia bắt đầu. Có món quà đến tặng. Rồi em cảm ơn anh nhiều ạ. À. Anh nhìn em thì cái ấn tượng đầu tiên của anh sao, có cảm tình hay không? Kết rồi á. Kết rồi. Còn em thì sao? Thấy anh cũng có duyên. Anh Tính có biết hút thuốc không? À không, anh không có hút thuốc. Tại vì công việc của em á, em làm sale. Ví dụ như em nói chuyện khách hàng ngọt hơn anh thì sao? Anh có ghen không? Cái đó công việc của em thì cái đó anh không ghen rồi. Dạ. À. Không thiệt chi. Tại sao ngọt với khách hàng hơn ngọt với chồng là sao? Tại vì khách hàng nó mới là cơm áo gạo tiền. Chồng không phải cơm áo gạo tiền hả? Có sẵn rồi, anh nó đã tự nguyện rồi. Thôi thôi. Mình phải biết cân đối ngọt khách hàng bao nhiêu thì cũng phải ngọt với chồng bấy nhiêu nghe không? Cái này coi lại chút xíu thôi, chỗ đó thôi. Góp ý đi thôi rồi nói tiếp đi. Ví dụ như lúc mà anh làm em buồn, em khóc đi, thì lúc đó anh sẽ ứng xử như thế nào? Anh sẽ ở bên cạnh em. Thì chờ em khóc xong thì anh mới nói ra. Sao không dỗ em đến mà chờ em? Em thích là anh sẽ ôm từ phía sau lưng em và anh nói là em đến đi, có anh ở đây rồi. Điều này anh sẽ ghi nhận. Anh anh có muốn hỏi gì về em không? Hiện giờ thì em đang làm việc em, ở đây không? Em đang làm ở Tân Bình. Anh thì ở Bình Thạnh. Em muốn người đưa rước thì anh ở Bình Thạnh có chịu khó xuống quận 12 chở em lên Tân Bình đi làm không? Như vậy thì em phải chấp nhận đi làm sớm. Ok luôn. Vì vậy thì anh ok. Anh không có ngại. Thôi chị đứng chề môi. Em hứa là em làm mà. Đánh lòng. Đánh lòng cho đôi trẻ. Sao vậy chị? Hoang tưởng tình yêu. Chị cho em xin một tí ảo tưởng tí xíu đi chị. Đương tuần. Tại sao tin người ta? Người ta nói thật mà tại sao tin? Em làm người phụ nữ này khó chịu ghê vậy. Không có, em dễ tính lắm anh. Em đi làm em sẽ chụp hình gửi lại cho chị xem. Đúng rồi. Tuần được một lần, tháng dạ, một ngày chụp gửi một tấm. Tôi ngồi đây nha, tôi dạ. Sống dai lắm à. Rồi nhớ nha. Dạ. Nhớ nói chuyện tình yêu trước đi. Ấn nút nha. Chơi em ngồi ghế đó mà nói câu đó dễ sợ. Chơi mà chơi năn nỉ. Tôi phải năn nỉ chứ, kết em rồi mà. Tỏ tình với ta anh, đi. Anh phải thể hiện như thế nào đúng để rồi. Em mới bấm nút được chứ. Anh cứ nói khơi khơi bấm nút không mà làm sao em bấm được đúng không? Được. Anh nói rồi bây giờ. Đối thủ rồi đó. Cố lên. Hồi nãy em nói là em thẳng thắn đúng không? Giờ em muốn anh làm gì em nói đi. Quỳ xuống cầu hôn. Không cần tới mức như thế đâu chị. Cái đó chị muốn mà.
Vậy thôi anh làm theo chị Cát Tường đi, nhưng mà không phải cầu hôn là tỏ tình đi. Tới luôn, làm luôn. À, anh muốn nghe. Dạ. Lâu lâu nói đàng hoàng, trời ơi. Dạ. Nhanh vậy. Dạ, sợ coi chừng dưới kèo nha, làm lại cho mình trên kèo thôi. Thôi dưới được sao đâu anh. Thôi. Thôi bà lên đầu trường sinh bất lão. Nãy ông ở đây ông lành lắm, giờ ông rối hết rồi. Bây giờ được thì chừng nào đám cưới? Muốn cưới thế nào em cưới thế đó luôn. Chỉ cần anh nhậu giỏi thôi, về nhậu với ba em là cỡ nào ba em cũng gả hết á. Uống rượu nha, không phải uống bia. Uống rượu được. Anh trước giờ anh cảm giác anh không có say. Cái là chỉ nhức đầu thôi, ngủ thôi. À vậy là level anh cũng cao lắm đó. Ra đường kiếm đại ông nào dân bẩm nhậu kìa, lên đây kiếm bạn trai, kiếm chồng chi trời. Cái đó là gả cho ba chứ đâu phải gả. Thì đó, cho... vậy cái... cũng ngồi trả lời nãy giờ nữa. À anh Linh nhắc em, tiền anh có chưa? Mà đòi cưới. Có rồi, anh chuẩn bị rồi. Anh đi làm cũng được 3 năm rồi thì cũng tích góp được rồi. Cũng được mấy triệu rồi đó. Hết giờ. Sau một thời gian tìm hiểu, thấm thoát đã 2 phút trôi qua. 1 2 3 Hết thời gian. Lành quá, cô cũng lành, cậu cũng lành nữa. Hôm nay cậu nhường cô đó nha. Nắm tay nhau cái đi. Hợp đó nha. Dạ giống số 10 á anh. Đẹp không sếp? Đẹp mà. Cảm nhận sao bạn trai? Thấy vui anh. Vui ha. Dạ, mình vẫn thấy rung. Điện thoại báo cho ba liền nha. Dạ. Thấy rung là có yêu rồi đấy. Điểm yếu của con á thì khó kiềm chế cảm xúc bản thân của mình á. Con cũng dễ vui, dễ buồn, dễ khóc, cũng dễ giận hờn. Ồ. Dạ. Hay quên, gọi bạn con hay gọi con là não cá vàng hay cơ. Vậy đó hả? Bạn có nhiều điểm khá tương đồng với em. Em thì yêu tổ quốc, yêu đồng bào hơn là yêu động vật với chó mèo. Mời bạn trai. Xin mời nhà gái. Ta cùng giới thiệu về nhau đi nào. Mời nhà trai. Em chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân, chào bạn em. Nữ bên kia và toàn thể khán giả ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đức Tiến, 24 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, hiện đang làm trợ lý xe máy của ban kỹ thuật trung đoàn 935, sư đoàn 370, quân chủng phòng không không quân. Rồi, còn mình giới thiệu nào. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia và chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Con xin tự giới thiệu, con là Yến, năm nay con 22 tuổi và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Nghề nghiệp của con là giáo viên tiểu học ạ. Rồi bây giờ mình sẵn vậy là mình nói luôn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con á là con là một người làm việc rất là trách nhiệm, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Con rất là thích yêu động vật, nhà con có nuôi chó và mèo. Rồi có điểm yếu gì không? Điểm yếu của con á thì khó kiềm chế cảm xúc bản thân của mình á. Con cũng dễ vui, dễ buồn, dễ khóc, cũng dễ giận hờn. Dạ. Hay quên, gọi bạn con hay gọi con là não cá vàng á cô. Vậy đó hả? Rồi xin mời nhà trai nghe tâm sự bên đây, nhà trai thấy sao? Cũng thấy là bạn có nhiều điểm là khá tương đồng với em. Em thì yêu tổ quốc, yêu đồng bào hơn là yêu động vật với chó mèo. Còn... Tiến có những cái ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Về điểm mạnh của em thì em là một người sống vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có những khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì về tính cách thì em cũng hơi thẳng tính, dễ bị mất lòng. Phòng không mà, thành ra tất cả mọi thứ phải nghiêm chỉnh, chấp hành chứ, đúng không? Dạ vâng. Chứ đâu phải như người ngoài mà bỏ qua được. Dạ cái nào rõ ràng là cái đó. Bạn bên đó có thích quen với các cô giáo không? Mơ ước là được lấy một người phụ nữ là làm giáo viên ạ. Ồ, giáo viên tiểu học. Giờ đúng giáo viên luôn rồi đó. Giáo viên tiểu học đó. Tiến có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi. 2 mối rồi hả? Mối dài nhất là mấy? Dài nhất là khoảng được 3 năm ạ. 3 năm, có kinh nghiệm trong tình yêu rồi? Dạ không, thì thực ra thì nói là tình yêu thôi, nhưng mà chưa gọi là một có cái gì đấy. Thật sự yêu thương quá mức ạ. Ủa là sao? Là tình yêu đơn phương thôi anh. À đơn phương thôi hả? Đơn phương mà 3 năm luôn. Vâng, em đúng là một điểm yếu của em nữa là
Em làm một việc gì đấy thì em thường hay muốn làm hết mình mà đôi khi vẫn hay cố chấp vậy. Còn mình bên đây sao nè, mình có mối tình nào chưa? À, dạ thưa cô thì con chưa có mối tình nào sâu đậm. Chỉ có một mối tình là dừng lại ở mức tìm hiểu nhau thời học sinh cấp 3 con. Cũng đi khoảng cách địa lý xa quá nên là cũng dừng sao lại. Sao mà cách lòng luôn? Dạ. Cái mẫu người đàn ông của con là con muốn như thế nào? Con muốn một bạn trai là cao hơn con. Từ 1m6 trở lên, hơi ú một chút. Hơi ú hả? Dạ. Cỡ anh, cỡ chú Quỳnh Linh không? Dạ được. Được phải không? Dạ. Từ chú Quỳnh Linh đổ lên đúng không? Dạ. Con sợ những cái gì, tính cách nào ở người bạn trai? Dạ con sợ nhất ở người bạn trai á là vũ phu con, gia trưởng. Yên dạ. Tâm, chàng trai này không có vũ phu đâu. Người ta được rèn luyện trong môi trường quân đội ha. Nhất là một anh chàng không quân, đẹp trai, chắc chắn không có ú. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh. Dễ thương quá. Con biết rồi là bộ đội mà không ú được đâu. Ta luyện gì? Tập chắc lắm này nè đó. Các chú không quân nè, đẹp trai không? Không ai ú đâu. Dạ. Không? Ú máy bay bay đâu có nổi. Chào kinh. À, thấy đẹp trai chưa? Ừ. Dễ thương. Ừ. Không, nét phong trần. Bây giờ mình cao 1m nhiêu nè? Giờ cổ nói từ 1m6 đổ lên đó. Dạ em dư 8 phân ạ. Thấy chưa? 68 luôn. 1m68. Dạ. Ngon lành. Đô chứ không ú nha. Đô dạ. Con nha. Đô cũng được con. Đô là quá được luôn đúng không? Đô mà chắc. Còn hơn ú mà nó không chắc. Nhưng mà mình có vũ phu không? Dạ chắc chắn không ạ. Chắc rồi chắn nào? Là không đúng không? Quân đội ta làm gì có chuyện đó. Thì từ từ tôi hỏi người ta ông làm gì. Ông làm gì ông la lối tôi hoài vậy trai, hả? Trai ta phải binh đàn trai chứ trời ơi. Ủa tôi có nói gì đâu mà ông binh trời. Không cần phải hỏi những điều đó. Quân đội là ta nghiêm chỉnh lắm. Cười quá bên chúng nhà gái luôn. Ta hỏi thì giờ tôi phải mượn lời tôi hỏi thôi. Ngộ ghê ha con ha. Nói nghe nè. Em thì em thích cái người con gái của mình như thế nào? Mẫu người con gái của em thì đơn giản lắm. Nói chung là xinh đẹp như chị là được. Không thích con gái luộm thuộm. Nãy bạn nói là bạn cực kỳ sạch sẽ luôn á. Ừ, mà gọn gàng nữa. Qua cái tâm sự này thì mình thấy mình được bao nhiêu phần trăm rồi? Con thấy mình được trên 80%. Tự tin mà nói là trên 80% nha. Bên đây 90 không? Bên em 95%. 95%. 95%. Vậy là hợp lý rồi. Coi như nam thanh nữ tú đó nha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi gặp mặt ha. Chính xác. Bây giờ mình đi với ai nè? Dạ thưa cô là con đi chung với hai người bạn thân của con ạ. Đại diện mời hai người bạn thân. Bạn này quen lắm nè. Tham gia chương trình rồi nè. Phải không? Đúng dạ, rồi. Dạ đúng rồi. À. Số chú bộ đội đúng không? Dạ đúng luôn ạ. Hèn gì. Con muốn một mẫu hình lý tưởng nào mà con có thể hướng tới? Gọn gàng sạch sẽ là được rồi. Không có một em con không có mẫu hình lý tưởng. Đó, bây giờ con nghe những gì mà bạn bên đây nói á, thì là con thấy mình có khoảng bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ, con thấy con chắc 100% rồi. Trời ơi. Đầu tiên là con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các anh chị có trong trường quay ạ. Con tên là Ngọc Trâm, là bạn thân của Yến. Anh yên tâm đi, Yến là người sạch sẽ lắm. Lâu lâu rảnh là lôi hết cái phòng ra dọn dẹp vậy. Nên là anh cứ yên tâm về bạn ấy. Gặp nhau ở đây rất là cái duyên rồi. Em mong là hai người có thể cho nhau một cái nợ để có thể tìm hiểu nhau sâu hơn. Trâm, cho chú hỏi nè. Cái mối quan hệ của con với lại bạn trai bộ đội, bộ binh đó, hôm trước thì tình hình thế nào rồi Trâm? Dạ vẫn đang tìm hiểu thôi à chú. Có liên lạc nhau tốt không? Tiến triển tốt không? Nó đang ở mức giữa giữa thôi. Rồi từ từ nó sẽ gần gần hơn xíu nha. Rồi dạ, chúc cho dạ. Hai bạn biết đâu hôm nay không quân với bộ binh kết hợp luôn. Đánh đâu thắng đó. Dạ, dạ có hơn chứ. Rồi Tiến đi với ai Tiến? Báo cáo anh là em đi với thủ trưởng của em và những người đồng đội ạ. Chào thủ trưởng của Tiến. Xin kính chào quý vị khán giả trên trường quay. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Tôi tên là Vương Đức Tuấn Anh, Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn Không quân 935. Về đồng chí Tiến là một sĩ quan trẻ mới ra trường nhưng có tinh thần trách nhiệm rất là cao, rất là nhiệt tình, hăng say trong công việc. Thế còn về cuộc sống đời thường thì đồng chí là người rất là quan tâm đến mọi người. Rồi bây giờ đồng chí thấy cô giáo viên tiểu học bên đây sao nè? Bạn gái rất là duyên dáng, rất là tuyệt vời. Nếu như cách đây 15 năm thì tôi bấm nút liền. Tiến ơi, em hãy nhanh tay lên. Tinh thần của không quân là quyết chiến, quyết thắng. Và mong bạn sẽ về với đội của chúng tôi. Xin cảm ơn. Bạn đi hỏi bạn gái cái nè. Nhưng mà lý do gì con lại thích chồng trong quân đội? Hồi con còn là sinh viên á, con có tham gia một số chương trình bên trường quân đội á. Mỗi lần tham gia như vậy thì con thấy có cảm tình nhiều hơn. Nên là bây giờ
cứ thấy bộ đội là con thích à. Ồ, vậy đó. Rồi, mở rào. Bắt đầu cho tiếng. Nào, quyết chiến quyết thắng nha. Anh chào em ạ. Anh có món quà muốn tặng em. Tặng cho em một lọ hoa lavender ạ. Biểu hiện cho sự may mắn và trung thủy ạ. Và muốn tặng em cho một cuốn sách mang tên là Tử Tế Đáng Giá Bao Nhiêu ạ. Cuốn sách để giúp em những cái lúc cô đơn nhất thì có thể có một người bạn tâm sự. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có một món quà tặng anh, đó là một cuốn sổ nhật ký và một cái viết. Thì em cũng hy vọng là anh sẽ viết ra những tâm sự của mình vào đây. Dạ, có thể là chuyện vui, chuyện buồn hay mọi chuyện trong công việc thì anh có thể tâm sự vào đây ạ. Dạ. Ừ, anh cảm ơn em ạ. Dạ, và đặc biệt thì em có một bài thơ viết tặng anh. Cái này em sưu tầm được. Em là chiếc lá nhỏ, anh là bầu trời xanh, cái gì em cũng có, chỉ là thiếu mỗi anh. Để em gửi tặng anh. Rồi, anh cảm ơn. Tiếng đáp lại tiếng. Dạ, quá xúc tích. Anh cảm động lắm. Anh xin cảm ơn. Hỏi hát bài tặng bạn đi, đáp lại cái bài thơ đó. Vâng, đến với lại chương trình ngày hôm nay thì em xin gửi đến bạn gái cùng hai MC, toàn thể hội trường bài hát Hành Khúc Ngày Và Đêm. Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch, mùa đều đêm rất kinh chờ nghe tiếng pháo giàn. Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, giao an em vẫn mở cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài vã nhớ, chờ ngay trong cách chờ nơi cháy ngời tình yêu. Pháo anh lên đồi cao ná vào đầu giặc Mỹ, giảng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cá chết cúi gục đầu, cuộc đời xanh tươi che ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu. Ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu. Đêm ngày trong chiến đấu anh vẫn sống. Vẫn em với anh em sống vẫn gần nhau. Em run quá. Gặp đầu tiên là bắn pháo liền ha. Mời hai bạn về vị trí. Dạ, nếu mà mình có cơ hội để tìm hiểu nhau anh, thì anh sẽ dành thời gian cho em như thế nào? Anh sẽ dành thời gian cho em một tuần từ 2 đến 3 lần. Không cần phải cuối tuần, mà ngày thường nếu em có thời gian rảnh thì anh có thể dành thời gian để hẹn hò. Ấn tượng đầu tiên của em nhìn về anh là thế nào? Anh cười rất là đẹp. Cười tỏa nắng đó hả con? Dạ, khi gặp em thì anh ấn tượng em như thế nào ạ? Lần đầu gặp thì là anh thấy giọng nói của em rất giống, đúng là một cô giáo trong mơ. Em có sẵn sàng để làm quen một chàng trai mà đang xây dựng sự nghiệp như anh không? Dạ, em rất là tự tin khi nói câu là em rất là sẵn sàng. Tại vì em cũng rất là quan tâm, giúp đỡ mọi người, biết sự cảm thông cho người khác. Nên là việc mà làm quen với quân nhân thì em đã xác định từ trước rồi ạ. Em tiến tới, em nắm tay cô gái đứng lên. Hai đứa nhìn nhau 30 giây và nói lên cái cảm nhận của mình trong lúc này. Trái tim mình ra sao cho cô ấy biết nào, để mình truyền cảm xúc cho nhau. Hai đứa nắm vô coi cái điện đó là bao nhiêu vôn đó là biết liền. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nào, nói cái gì đó, những cái gì mình đang suy nghĩ, đang khắc khoải trong con tim của mình. Nếu ai được hỏi anh có thứ quý giá gì nhất ngay bây giờ thì anh hỏi rằng là anh được gặp em. Chú lãng mạn quá chú. Gái nói đi. Dạ, hiện tại thì con đang rất là hồi hộp mà không biết nói gì nữa. Nói với ảnh kìa con, đâu đây ra. Nói với ảnh đi. Thực sự tôi nói cho ông biết là phụ nữ tụi tôi mà với một người đàn ông như thế này tụi tôi rụng tim luôn rồi, không có nói năng gì được hết trơn rồi. Giờ chỉ có trao thân gửi phận thôi à, chứ còn không có nói gì được. Để thử coi em nói gì với ảnh coi. Trong lúc này em đang suy nghĩ điều gì, nhìn thẳng vào mắt. Dạ thì em rất là ấn tượng vì anh, hy vọng anh cho em một cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau. Mình đồng ý ạ. Về chỗ đi. Nhấn luôn đi con, khỏi đếm. Coi như tự tụi con nói chuyện hết rồi. Cái ngọt ngào dễ sợ luôn, dịu êm. Để tay nút bấm đi em. Đây con. Nào, bên trái kìa tiếng. Chúng ta đã nghe những cái lời ngọt ngào
Và mọi người còn cảm nhận rằng hai trái tim ấy nó gần như đập một nhịp với nhau rồi. Chính xác. Vấn đề còn lại là chúng ta làm thủ tục xem nút bấm có đỏ cùng nhau hay không. 3 2 1 Hết thời gian. Đỏ tươi luôn. Đúng anh con. Em là chiếc lá nhỏ, anh là bầu trời xanh. Cái gì em cũng có, chỉ thiếu mỗi anh thôi. Bây giờ đã có anh rồi. Bây giờ trước mặt gia đình của bạn gái đang xem truyền hình, xin phép hai bác cho tụi con hẹn hò với nhau. Thì hôm nay con đến tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì cũng muốn tìm một người tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Con hứa là con sẽ chân thành và trao trọn niềm tin cho bạn ạ. Bạn gái, nói gì với gia đình của bạn Tiến đi. Dạ, đầu tiên thì con chào hai bác. Thì con với anh Tiến tới đây thì cũng là một cái duyên cái phận rồi. Thì hy vọng là hai bác sẽ tạo điều kiện về cho con với Tiến tìm hiểu nhau. Con xin phép chú hữu trưởng cùng các anh ở trong đơn vị là cho con với Tiến được tìm hiểu nhau. Và hy vọng là chú hữu trưởng sẽ tạo điều kiện về thời gian để hai con gặp nhau thường xuyên hơn. Nào, ta làm thủ tục cái nào, nụ hôn đầu tiên nào. Cho con gửi đến nụ hôn tới bạn nữa. Rùng quá. Đó, đó, nhẹ nhàng vô. Chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha, thì dù cách xa mấy, cũng thấy như đang ngồi gần đó. Thấy sao? Dạ, thấy sướng. Thấy sướng. Rồi, nhớ nha, chỉ thiếu mỗi mình anh thôi đó. Bây giờ có rồi. Chúc các bạn hạnh phúc. Con cảm ơn cô Hồng Vân và chú Hồng Linh. Là người rất nhiệt tình, ham hỏi, nhiều người thấy lầm là mình hơi khó. Chị tính tính quá đúng không? Dạ, cái tính mình nữ dạng như sạch sẽ, gọn gàng, thiếu á. Có lẽ bạn nam bên kia bù đắp cho con được. Con thích nấu ăn nhưng mà quét dọn nhà thì con lại hơi lười xíu. Dài nhất luôn của con là 6 tháng. Vậy đó hả? Mà mấy lần 6 tháng rồi? Dạ, có một lần 6 tháng. Một lần 6 tháng thôi? Dạ, có người thì một tuần. Cũng cho hai con cơ hội gặp nhau cho nó tìm hiểu nhau xa hơn nữa chị. Rồi, ok liền. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng họ sẽ sớm hiểu nhau và về chung một nhà. Còn bây giờ Hồng Vân và Quỳ Linh xin mời quý vị chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn chỉ ngồi cách cái bờ rào thôi. Mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn nha. Dạ. Mời em trai. Trước tiên em xin giới thiệu là con tên là Lê Thanh Điền. Sinh năm nay là 34 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Núi Bà Đen, Tây Ninh. Thì em đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là kế toán. Làm ở quận mấy Điền? Dạ, hiện tại em đang công tác ở quận 3. Công ty đang ở quận 3. Quận 3. Dạ. Quận 3 nhà gái. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào cô Hồng Vân. Chào chú Quyền Linh. Chào nhà trai, chào quý vị khán giả, chào bạn trai ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trang. Theo như mẹ em nói là em còn 8 mùa xuân nữa là đạt U40 ạ. Là 32 tuổi hả? Dạ. Quê cưng ở đâu? Dạ, quê con ở Tây Ninh ạ. Ở Tây Ninh luôn hả? Dạ. Ồ, vậy là hai bạn cùng quê rồi. Vậy mình làm nghề gì nè? Dạ, con kinh doanh tự do ạ, con làm phân phối. À, làm phân phối tại nhà mỹ phẩm hả? Ở thành phố thành phố Tây Ninh luôn hả? Dạ, con ở huyện Hòa Thành đó chú Linh. Huyện Hòa Thành có gần không Điền? Dạ, đi cũng cỡ 20 mấy cây. Cũng gần, vậy là cũng hợp lý rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em, bạn em trai bên kia. Dạ, em điểm mạnh thì em là người rất nhiệt tình, ham học hỏi và gọi là trung thực, năng động và sống năng mắt gọn gàng. Thích làm thơ với là thích ca hát. Và cái điểm yếu thì bản thân thì hơi dễ xúc động. Có phim những phim buồn hoặc là có gặp những hoàn cảnh nào, hoàn cảnh mà nó cảm thấy buồn thì em hơi rơi nước mắt. Thứ hai là cũng hơi
kỹ tính thì dễ vẫn hiểu lầm á, nhiều người hiểu lầm là mình hơi khó. Do kỹ tính quá đúng không? Dạ, kỹ tính mình ở dạng như sạch sẽ gọn gàng thiếu á. Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của con á là con biết lắng nghe chia sẻ, có chủ kiến, con biết nấu ăn. Còn nhược điểm của con là con hay quên. Thì đi đâu thì con phải note lại cái giấy con muốn làm cái gì con mới nhớ. À vậy đó. Rồi cái nữa là có lẽ bạn nam bên kia bù đắp cho con được là con thích nấu ăn nhưng mà quét dọn nhà thì con lại hơi lười xíu. Bạn kia lại rất là gọn gàng đúng không? Dạ. Mình sẵn vậy mình nói về mối tình của mình đi. Những cái dạ. mối tình của mình có mấy mối tình rồi? Dạ, con có nhiều phân nửa mối tình. Nhiều phân nửa mối tình là dạ, sao? Là dạ là chỉ tìm hiểu thôi, không có cái gì sâu đậm mà. Không có tiến tới sâu đậm. Dạ, tức là dạ. mối tình dài nhất của mình là bao lâu? Dài nhất luôn của con là 6 tháng. Vậy đó hả? Mà mấy lần 6 tháng rồi? Dạ có một lần 6 tháng. Một lần 6 tháng thôi. Dạ. Còn lại là linh tinh là 1-2 tháng rồi. Dạ có người thì một tuần. Ồ. Nói chung là cũng nhiều cái nữa, nhưng mà cứ tuần hay tháng cái dài nhất là 6 tháng. 6 tháng. Rồi bên đàn trai có mấy mối tình rồi? Dạ dạ em có một mối tình. Mấy dạ, tháng? Được cũng được 2 năm. 2 năm dạ. cũng sâu đậm mà. Dạ kết thúc năm 2012 tới nay 8 năm rồi. Dạ vẫn chưa vẫn ở không mình chưa có tìm hiểu. Tại sao 2 năm lại kết thúc? Dạ vì em quen thì bạn đó cũng còn nhỏ tuổi thì suy nghĩ mình vẫn chưa hợp nhau nhiều thì chia tay. Thì sau này bạn ấy cũng có gia đình luôn rồi, có con rồi. Có con luôn rồi. Dạ. Bây giờ mình nói cái mẫu hình lý tưởng mình cho bà mối qua nghe đi. Dạ em chào chị Vân. Rồi, thì chào em người đơn giản thì mẫu bạn gái cũng đơn giản thôi. Chiều cao thì mét rưỡi, mét 55 trở lên, dễ nhìn, dễ thương rồi cân đối. Tóc làm sao? Tóc dài hay tóc ngắn? Dạ thì tóc cũng cỡ bằng vai cũng được. Tóc màu đen hay là tóc màu vàng? Tóc thì em lấy bình thường thôi. Không? Em thích thường thôi, đừng được. Bình thường đúng không? Cái tóc màu đen bình thường đúng không? Đúng là mẫu người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam. Dạ. Có một mẫu hình nào không? Mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì có mẫu dạng như cũng giống như là Lương Bích Thủ thôi. Lương Bích Thủ hả? Lương Bích Thủ. Wow. Thì cũng dễ thương rồi tròn tròn vậy đó. Có cặp mắt thì một mí này có duyên. Tròn không? Tròn cỡ nào? Tròn cũng cỡ em nè. Tròn cỡ đây được không? Tôi đâu có tròn nữa đâu ông sao? Đây nè, tròn giống cái người kế bên á. Ôi ông làm như giờ là ông nhon mà ông nhỏ lắm vậy đó. Ê, gì nè đâu? Coi nhà gái tôi nè, xin lỗi ạ. Thấy chưa chú? Chàng gái. Bây giờ nghe chàng trai nói bên kia em có được cảm nhận một người như thế nào không? Dạ có vẻ truyền thống. Truyền thống ha. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em thích người là có bản lĩnh, sống có trách nhiệm, với quan tâm nhiều tới gia đình, chỉ cần vậy thôi. Bây giờ nè, con đi với ai? Dạ con đi với mẹ con, rồi mẹ rồi, bản thân con với bản thân. Chào anh Di Quyền Linh, chào anh Di Hồng Giang. Dạ. Tôi là mẹ của bé Trang. Dạ. Cũng chào quý vị khán giả, chào bên đàn trai. Lên đây cũng nhờ hai anh Di lặn ghép hai đứa, cho nó hai đứa cơ hội. Rồi hết. Hai đứa là hai đứa này sao cô? Cô thấy... Hai đứa nhỏ này sao? Được. Được hả? Con bấm nút liền. Trời ơi mẹ dễ thương quá. Mẹ đồng ý bấm nút rồi đó. Còn em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ rồi các dì và sếp và một chị đồng nghiệp trong công ty. Rồi chúc hai bà mẹ ra giao lưu cả anh nha. Linh và chị Hương Vân, tôi là dì của cháu Thanh Điền. Dì nghĩ thì cháu gái bên đây thì ok, còn cái khoảng mà con nói Thanh Điền bên kia cái vụ mà trách nhiệm gia đình thì con khỏi lo chuyện đó là ok. Thanh Điền thì nó quan tâm gia đình gì lắm, rất đặc biệt là có hiếu thảo với cha mẹ. Đến đây thì chị cũng mong cho hai cháu cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa. Dạ. Cảm ơn. Còn mẹ đâu hả chị? Đây. Đó. Rồi mẹ đứng lên nói vài câu với thằng gái đi. Đó. Đó. Hai bà xui tương lai. Xui gia mình bắt tay. Dạ. Thằng trai nói gì với thằng gái đi. Chị cũng cho hai con cơ hội nó gặp nhau cho nó tìm hiểu nhau xa hơn nữa chị. Rồi, ok liền. Ok liền. Hai đứa mình xong ca luôn. Không ca luôn. Bắn gì? Chuyến xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh. Vậy là vui rồi ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Chào em. Có chút quà
gửi em. Dạ, em cảm ơn anh. Để thể hiện tấm lòng của anh. Dạ. Còn đây thì nó có ý nghĩa đây. Dạ. Cái này là anh thắt cái tim bảy màu. Đó. Dạ. Thì cái hình này á, mà là em tượng trưng cho em. Dạ. Còn anh này là trái tim tượng trưng cho anh. Dạ. Trái tim anh sẽ lớn bao ra thì phủ lại em, phủ kính em để bảo vệ em. Dạ. Còn đây thì cái quả cầu tiết thì anh cũng muốn là tương lai anh cũng như thế này. Dạ. Là hai vợ chồng sẽ vĩnh cửu như thế này. Đó là cùng nhau để mà ngắm hoàng hôn hay gì đó. Dạ. Đặt chu đáo dễ sợ luôn. Chu đáo lắm luôn. Này em tặng anh cái cà vạt. À. Dạ. Chứ vậy tại sao lại tặng cà vạt? Rất là đẹp luôn. Một cái màu em nó thích luôn. Đúng màu em thích đúng không? Đúng em thích luôn. Em thích là màu sọc 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 bông bông gì đó. À. Mà như một phải màu xanh. Màu xanh. Bây giờ lý do nè, lý do tại sao tặng cà vạt? À, dạ anh thì để em muốn có cơ hội gắn bó lâu dài hơn ạ. Dạ. Thẳng đây em cũng có một bài thơ tặng em. Dạ. Anh cũng sáng tác, anh tự sáng tác nhưng mà cũng không anh nói hay lắm. Thì tấm lòng của anh thôi. Dạ. Thì gặp nhau duyên nợ là đây, cho anh cơ hội hẹn hò với em. Dạ. Nhờ phước ông mai bà mối dẫn đường dẫn lối cho anh yêu em, yêu em yêu cả trái tim, tình anh tình em trọn đời sắc son. Dạ. À, yêu em yêu cả đường đi, cách sông cách núi cũng không cách lòng. Dạ. À, cho anh nắm tay cái đi ha. Trời đất ơi. À, yêu em giữ vẹn câu thề, chung thủy giữ mãi tình không hề phai. Dạ. Yêu em yêu mãi cuộc đời, dù bao gió dù bao sóng gió, à, vẫn là của nhau, trăm năm hạnh phúc bạc đầu thị chung. Rồi anh sẽ. Dạ, cảm ơn. Rồi mình có hát lại mình tặng không? Dạ, vậy em xin hát tặng anh một bài là bài tên là Anh. Dạ. Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét, dù đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến với anh mang bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Rồi. Hai đứa về về chỗ đi. Ngồi nói chuyện với nhau đi. À, em cũng quên, em xin gửi phần cho ông bay mà mối nữa. Chỉ tặng có được. Em tặng theo tuổi. Ngại quá. Đây là tuổi của anh Quyền Linh. Đúng không anh? Rồi. Đây chị Hồng Vân là tuổi của chị Hồng Vân. Ơi cảm ơn em. Trời ơi. Một con ngựa bằng pha lê. Em ơi Linh ơi, em con gì vậy? Con này cũng giống tuổi nhưng mà chưa phải tuổi. Con gặp ừ. Mình con khác. Ủa vậy hả? Xem ừ. Nhiều con vậy Linh. Không, con này chứng minh nhân dân, con kia con khai sinh khác. Vậy hả? Thôi kệ cũng được. Cảm ơn nha. Dạ. Đồ đẹp quá. Tặng gà mái. Không có gà trống, kiếm gà trống không có hả? Ý là em mua gà trống ở thị thị á. Thể hiện anh Quyền Linh thì đúng cũng rồi. Là người đảm đang trong gia đình, trách nhiệm trong gia đình á. Đàn ông của gia đình. Chân chất, mộc mạc. Đúng rồi. À, dạ. Em cho anh hỏi là theo quan niệm của em là tình yêu chân chính là sao? Dạ, em nghĩ tình yêu chân chính là có sự chia sẻ với nhau. Giai đoạn đầu thì chỉ tìm hiểu, nhưng mà khi mà quyết định yêu rồi á, mình chấp nhận những cái xấu của người ta, cái tốt của người ta. Còn nếu mình không chấp nhận được thì cái đó không phải là gọi là yêu nữa. Anh cũng nãy cũng tập trung quá, cũng quên hỏi em á. Không biết em tên gì ạ? Anh chưa quên biết tên. Trời đất ơi. Từ bây giờ mà chưa biết tên nữa. Dạ em tên Trang. À Trang. Dạ. Em nhớ anh Trang tên gì không? Trang có cần hỏi anh tên gì không? À dạ. Còn anh. Dạ tại hồi nãy mic hơi nhỏ quá, anh em không có nghe. Không, em thấy giờ hộp rồi đó, hai người quên hết hộp rồi đó. Em nói tên của em luôn đi. Dạ em anh tên Điền. Dạ. Tên Điền. Còn hai đứa tên đẹp lắm á. Đứa tên Trang, đứa tên Điền, góp là Điền Trang. Trời ơi. Trời ơi. Em thấy anh thế nào? Dạ anh đúng chuẩn truyền thống. Nhìn nam tính. À vậy thôi hả? Anh tưởng em nói đúng chuẩn mẫu người của em chứ ai giờ đúng chuẩn truyền thống hả? Vậy chưa đúng chuẩn màu em đúng không? Thì chúc anh sẽ biết. À biết kết quả hả? Dạ. Bây giờ quan điểm hôn nhân gia đình thế nào? Hai em trao đổi với nhau luôn. Đối với em thì hôn nhân dặn như là hạnh phúc trong hôn nhân nó như thế nào? Nó quan trọng ở yếu tố nào? Em nghĩ yếu tố là đồng cảm với biết lắng nghe. Rồi còn phải dạ. Lắng nghe rồi tôn trọng lẫn nhau. Tại vì không ai toàn vẹn hết. Thì nếu mà mình sống chung mà mình chia ly á, bắt từng ly từng tí một á, không có sự đồng cảm, không có sự lắng nghe thì khó không có sống chung được với nhau.
Em nghĩ là vậy. Thì dặn mình có nỗi buồn gì cũng chia sẻ đúng không? Dạ. Cũng đều dặn tâm sự với nhau, không được giấu đúng không? Mà dạ, cũng không có sống giả dối với nhau. Dạ đúng rồi. Em cứ dặn như là có ghen không? Em đặc biệt là không có ghen. Vậy hả? Không dạ, ghen vậy chắc là tình yêu không sâu đậm hay sao? Nó không ghen á. Không yêu đối phương không ghen thôi. Dạ, chứ tại... ghen anh cũng thích nhưng mà ghen chừng mực thôi. Dạ. Mình biết cách đúng ghen đúng hay sai thôi. Vậy chứ là... ghen anh cũng thích ghen nữa. Ghen thì người ta mới yêu mình, mới ghen thôi. Chứ không yêu mình là không ghen. Dạ, em... vậy nó dễ bị là tình cảm nó nhạt lắm. Dạ tại vì em thì giống dạng hai tính cách đối lập nhau á. Ở trong công việc thì em rất là cởi mở, rất là chia sẻ. Còn ở trong cuộc sống thì em hơi khép kín một xíu, nên gọi là nội tâm. Em có người phải là người gia đình không? Quan tâm, chia sẻ. Em là người gia đình. Dạ. Thì có quan tâm, chia sẻ được rồi. Dạ. Ghen thì từ tính sao tương lai đi. Đâu bây giờ bạn này là kế toán nè. Thì giờ bạn tính sao? Mai mốt ví dụ như lấy nhau rồi thì ai sẽ là người giữ tiền nè? Dạ thì em tuy là em làm kế toán thôi chứ em cũng muốn giao tiền cho vợ giữ. Trời ơi ngon nha. Nhức đầu quá hả? Đúng không? Nhức đầu quá đúng không? Thì nếu vợ thì nếu làm kinh doanh thì cũng tính toán cũng nhiều hơn là kế toán nhiều. Tính toán về lợi nhuận đồ thứ nhiều thứ lắm. Thì nếu mà hai chồng nếu mà kết hợp nhau thì kế toán với kinh doanh thì nó cũng rất là tốt. Quan điểm về con cái thế nào? Con trai con gái gì đó? Thì em muốn bao nhiêu người con? Dạ em muốn càng nhiều càng tốt. Mà em sợ mình lớn tuổi rồi á. Em cũng sinh năm 88 mà đúng không? Dạ 88. Mình nếu mà tìm hiểu được á thì thời gian mình bao lâu mình được kết hôn? Dạ cái này á thì em nghĩ là nếu mà hai bên mà thấy hợp với nhau á, thấy hợp tính cách với nhau, có thể sống chung với nhau lâu dài á, thì thời gian em nghĩ là 6 tháng cũng được, mà năm cũng được, nhưng mà tùy thôi, tùy nếu hai người hợp với nhau thôi. 6 tháng thì đó anh cũng ok đó, thì cuối năm cũng được, ok luôn. Nó càng sớm càng tốt cũng được. Dạ. Em dạ, nói một câu gì đó rất ruột mình ha, nói những cái suy nghĩ tận đáy lòng về đối phương, cảm nhận đối phương thế nào. Thì anh thì thấy em á cũng dễ thương, đẹp, sống mũi cao, hơn mẫu người lý tưởng của anh rồi đó, hơn rồi đó, vượt tầm kiểm soát của anh rồi đó. Anh cũng mong là mình gặp chương trình, nhờ tham gia chương trình thì cái duyên này là thật sự là cái duyên. Cho nên thì anh đến với em thì bằng cả trái tim, bằng cả con người mình luôn, có thể là cả tính mạng mình luôn, để bảo vệ em, rồi lo cho em hạnh phúc, để em không buồn hay là chạnh lòng hay là buồn thay tuổi thân vấn đề gì hết. Đó, anh sẽ cố gắng, anh là người đàn ông có trách nhiệm, anh cố gắng để cho em được hạnh phúc và vui vẻ. Hay quá. Tôi nghe vậy là tôi bấm liền rồi đó, tôi không có chờ đợi gì hết trơn. Trời á, hay luôn. Rồi để tay vào nút bấm đi các bạn, mình nhắm mắt lại kiểm tra xem thật sự trái tim mình rung động trước đối phương chưa. Nếu có một chút rung động chúng ta đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó, còn nếu chưa cảm nhận được gì thì không cần bấm nút. Và khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó, các bạn suy nghĩ cho kỹ. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. 2. Chúc mừng. Yes. Em xin phép gia đình đi. Dạ, thì ở nhân đây chương trình á, thì con xin phép, anh để xin phép cho con làm quen với Trang, tìm hiểu Trang và có thể là cũng thay bác để chăm sóc và lo cho hạnh phúc cho Trang sau này. Dạ, con xin hết. Rồi, Trang nói gì với bên đây đi. Trang nói gì với mẹ với dì nè. Dạ, con chào dì, chào mẹ. Mẹ luôn cũng được, sao cả. Dạ, nhân đây thì lên chương trình bạn muốn hẹn hò thì con cũng muốn cho mình cơ hội, cho anh cũng một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu mà có duyên thì hai người tiến tới hôn nhân ạ. À, chào mẹ, chào dì rồi đó, mình chào lợi đi. Dạ thì do lúc nãy thì em cũng con cũng hơi sót thôi, con chào mẹ lại. Mong con sẽ được kêu mẹ nhanh sớm nhanh. Dạ. Hay được lắm ha. Bây giờ con thấy này được á con. Rồi xin phép mẹ luôn, xin phép mẹ cho con hôn nụ hôn đầu tiên cho em Trang. Dạ thì nhân đây thì con cũng xin phép là mẹ cho con hôn nhẹ môi lên má của em Trang.
Dạ. Hôn nhẹ môi của ổng lên má của Trang. Đó. Dạ, được không bác? Vô mẹ. Được à, có duyên lắm á, dễ thương nữa. Thôi, chúc hai em sẽ sớm về chung một nhà nha. Không, không à. Vậy là đi biết ôm. Dạ không, đi biết ôm. Giờ xuống với người đây. Chú nó không biết bơi. Anh, không. Thì anh đi dưới trên đường, anh đừng xuống dưới nước. Chú nó sông nước không à. Sông nước nhưng ta có cầu mà. Không giờ sợ. Thì anh hít đất che 10 cái. Hít đất che 10 cái được không? Ở nhà một mình phải tập thể dục chứ. Thôi ốm mà tao nói mình yếu. Mình phải chứng minh ốm nhưng không hề yếu. Rồi mời em. Cảm giác của em như thế nào? Em run quá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Họ là ai? Họ chia sẻ câu chuyện họ như thế nào? Chàng trai có đây rồi. Mọi người đợi Tường trong vài giây thôi nha. Rồi, mời em gái. Xin mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Bây giờ thì mời hai bạn sẽ giới thiệu thật lớn, to rõ những thông tin của mình để cho đối phương có thể lắng nghe được nha. Mời em trai giới thiệu trước. Dạ, xin chào chương trình ạ. Chào chị Cát Tường. Rồi. À, mình là tên Vũ, năm nay là 30 tuổi rồi. Sinh năm bao nhiêu Vũ? Dạ, 1991. Chị Vũ đang làm công việc gì, quê ở đâu? Làm bên kỹ thuật viễn thông của một công ty á, FPT vậy. Rồi, có xăm mí mắt không vậy? Dạ không chị. Rồi, mắt nguyên... đẹp quá trời, mắt to mà đen long lanh lát, em coi thử đúng không nha. Rồi, bây giờ em gái giới thiệu nè. Dạ, chào chị Cát Tường. À, chào anh đối diện ạ. À. Dạ, chào khán giả đang xem truyền hình ạ. À. Thì hiện tại em tên là Lan ạ. À. Thì em 27 tuổi. Thì công việc của em là kế toán. Hiện tại em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Còn quê của em là ở Bến Tre ạ. À. À, sau này ví dụ như lấy chồng lập nghiệp mình muốn ở thành phố Hồ Chí Minh, hay là ví dụ chồng mình có về quê thì mình có ngại theo chồng hay là không? Dạ, em không ngại vấn đề đó chị. Rồi, miễn là có được một người chồng. Dạ đúng rồi, cũng như là mình cũng như ở đâu cũng được, miễn là mình quan tâm với ba mẹ mình được là được rồi. Dạ. Đúng rồi, cảm ơn em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em cũng vui vẻ hòa đồng, còn điểm yếu của em là cũng như hơi trầm tính xíu chị, ví dụ như là cũng hơi thất thường lắm, ví dụ như là vui thì vui lắm mà không buồn thì em ru à, không nói. Dạ, gì hết. À, mình có cái tật xấu gì không nè, hay là cái khuyết điểm gì không nè? Cũng nhiều lúc cũng hơi nóng tính đó, ví dụ như mà cái việc mà mình không có như ý của mình á, cũng hơi bực trong người á, cũng hơi nóng tính xíu mà xong là không có gì hết. Dạ. Còn bên mình, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh thì em tự lập từ nhỏ á, cái gì em làm cũng được hết. Việc trong nhà là em làm được hết. Em hơi nóng tính một xíu, tức là em khó tính nữa. Em đang làm cái gì á, hay là đang, nói chung là tập trung vào công việc á, mà có tác động ở bên ngoài là em khó chịu. Ừ. Rồi bình thường bây giờ mình ở nhà vậy rồi ăn uống nấu nướng sao? Dạ, mình tự ăn chị. Ăn cơm ngoài hả? Dạ, đúng rồi. Không, ăn cơm ngoài không chứ không có nấu cơm ăn. Dạ không, tại vì em đi làm tối ngày mà, sáng là lại đi làm mà. Bên đây là cần một bàn tay người phụ nữ chăm sóc nè, cho mới có da thịt đẩy đà, cấu trúc gương mặt là rất là đẹp trai. Tuy nhiên là hơi ốm, tôi nói trước để mà bên này người ta biết. Đó, rồi thôi, rất là thông cảm đi các bạn mà phải xa xứ để mà mưu sinh, lập nghiệp thì nó vất vả như vậy đó. Tình trường thì sao? Dạ, em trải qua một mối tình thời học sinh sinh viên á chị, nó cũng không có gì thôi. Rồi cuối cùng là em đi làm riết rồi cứ sáng đi tối về rồi tối lại thì ăn xong rồi ngủ à. Nhưng mà em đi làm giờ giấc công việc như thế nào, mấy giờ là xong việc? 7 giờ thì mình làm công việc nó cũng không có cố định á. Ví dụ mình phục vụ khách hàng mà khách hàng về có khi là 6-7 giờ tối khách hàng mới về thì mình cũng phải phục vụ. Vậy rồi nguyên buổi tối là ở nhà không vậy đó hả? Dạ, đi làm về mệt thì không có đi đâu được hết. Rồi, mà cả chục năm vậy không bạn, không bè, không gì sao? Dạ, trong này cũng ít bạn bè, cũng ở quê hết à. Mà cũng không có ngắm nghía một cô nào sao đi làm chung? Không ngắm, nhưng mà nói chung là em không biết, em gặp người lạ em không biết bắt đầu như thế nào á. Đang nhìn vậy thôi chứ còn mình không biết. Thật ra đúng đó, bạn trai này chia sẻ đúng là tâm lý của những cái bạn trẻ, mà đặc biệt là những bạn không phải thành phố Hồ Chí Minh đến đây lập nghiệp mà không có bạn bè, công việc rồi mình cuộc sống mọi thứ đúng là khó. À, tình trường em sao? À, tình trường của em thì em chưa có mối tình chính thức nào chị. Tại vì cũng lo học với lại lo tìm việc làm trước, mình ổn định rồi mình mới tìm được đối tượng á. Dạ, thì cô hồi sinh viên thì em cũng có đơn phương thôi ạ. Thì cũng không tới đâu. Đơn phương là mình thích người ta. Dạ đúng rồi. Người ta có biết mình thích ta không?
Dạ, cũng như là trong lớp á, thì anh đó thì cũng học giỏi. Thì mình giống như mình ngưỡng mộ mình idol vậy đó. Nhưng mà mình biết bạn đó có bạn gái rồi thì mình không có theo đuổi nữa. Từ lúc ra trường đi làm tới nay chưa có để ý một ai hết trơn hả? Dạ chưa. Có ai đeo đuổi mình không? Có là có mà mình không thích, chưa phù hợp hay là không có ai luôn? Dạ cũng có ạ. Nhưng mà mình không thích với lại mình không thấy đúng gu của mình á. Có vẻ như hai người này đều còn rất là trong trắng trong cái chuyện tình yêu. Em muốn tìm một người như thế nào? Dạ thì chủ yếu là biết quan tâm mình là được rồi chị. Làm việc nhà rồi thì chia sẻ những công việc với mình. Cũng như là mình buồn thì cũng có người để nói chuyện. Mình vui cũng có người chia sẻ. Em thiên về tình cảm nhiều hơn. Về ngoại hình? Ngoại hình thì em ưa nhìn một xíu và thì phải cao hơn em ạ. Em thấy hơi cao à, em cao nhiêu? Dạ có mấy sáu thôi chị. Mấy sáu, bạn này cao nhiêu? 1.68. Rồi, có điều gì em không thích về một người bạn trai? Không biết bạn trai bên đó có hút thuốc không ạ? Có rồi. Đó, có rồi. Đó. Về vì cái kiểu ở xa nhà mà ở một mình nữa chắc chắn là có hút thuốc. Anh đó từ từ cai đi ạ. Hút nhiều ít, ngày hút bao nhiêu? Ít chứ còn nhiều, một gói có khi một 2-3 ngày. Hết hồn gói có khi 2-3 ngày. Bây giờ mình bớt dần dần lại đi. Tại sau này lấy vợ sẽ có con cái rồi nữa rồi cũng phải từ từ bỏ hả? Có nghĩa không bỏ hẳn, lâu lâu một vài điếu cũng được. Mình đừng có bị phụ thuộc vào nó quá. Về sức khỏe của mình nhiều khi cũng hút thuốc quá mà mập không nổi á. Có đi khám sức khỏe định kỳ không? Dạ có, công ty là tháng năm nào cũng khám định kỳ. Đó, hút thuốc nó cũng không có tốt cho phổi của mình nữa nha, từ từ bỏ nha. Ảnh hưởng cho người khác nữa, là cái người hút thuốc bị động người ta sẽ bị nhiều khi bệnh còn nặng hơn cái người hút thuốc chủ động. Có yêu cầu gì nữa không? Phải hiền xíu ạ. À, tại hiền. Vì dạ tính em cũng ấy cũng hiền mà bạn đó dữ quá em làm xíu. Em là vừa hiền hay dữ? Em thì nóng tính trong cái lúc đó thôi chứ còn xong là xong rồi. Rồi thế còn em, tiêu chuẩn em muốn tìm một người bạn gái, người vợ tương lai như thế nào? Biết sống đối nhân xử thế đối với em là cái quan trọng nhất. Mình sống một con người với con người á, mình làm sao cho nó đừng có mất lòng nhau được. Có cần cái bên ngoài như thế nào không? Chuẩn dạ, mắt không. Mũi miệng tóc tai cái đó thì mình vậy? Nhìn sâu rồi mình mới được chứ. Rồi cơ bản là như vậy. Em có đem hình ảnh đi theo không hai em? Dạ có, 1.8 nó được chứ gì. Đâu được, đưa đây coi cho bạn gái đoán thử xem. Anh nào? Anh này. Tại sao em đoán là anh đó? Tại vì anh nói anh cũng hiền, còn mấy anh này thì... Đoán là được ai chưa? Đây phải không chị? Tại sao đoán là cô đó? Dạ, tại vì đoán theo chiều cao. À, dạ. Cao đó hả? Rồi, xin mời hai em nhìn qua cánh cửa trái tim. Sao, đúng không? Em không biết là đúng hay không. Trời ơi, nhìn ở ngoài vậy rồi mà còn không biết đúng hay không nữa hả? Sai. Chắc là đúng hay sao? Đâu mà đúng, trời ơi. Cổ đây nè, mặc áo váy cam đúng không? Dạ đúng. Đó mới đúng. Dạ đúng. À, còn em sao? Anh đâu? Kế bên. Ờ, kế bên. Chúc mừng hai bạn. Rồi, chặt lóc luôn rồi. Hồi nãy gì đây? Dạ quà. Tặng đi. Dạ, em có món quà thì gửi cho anh ạ. À, cảm ơn em, tại vì anh bên này chương trình gọi hay gấp quá nên anh chạy từ quận 9 lên đây là chưa có quà cho em á. Dạ, không sao. Cái này quà tặng sau nha. Có không à? Có mới nói à, bây giờ bị phạt nè, vừa không có quà cho người ta mà còn vừa đoán sai hình nữa, mà nhìn nhau rồi mà còn chưa nhận ra nữa, bây giờ có hình phạt. Ảnh á, bây giờ mình phạt ảnh hát được không? Thế được ạ. Rồi mời em. Cánh hồng phai. Rồi mời em là một đoạn cánh hồng phai. Hát vài câu thôi. Rồi vài câu thôi cưng. Nàng như một đoá hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Nhưng mà giọng này là giọng chắc ở nhà không đi chơi có luyện nè, ở nhà luyện hát luyện karaoke nè. Đúng không cưng? Dạ đúng. Ủa nhưng mà sao cuộc sống tẻ nhạt quá vậy, rồi ở nhà không? Có đi ra ngoài cà phê, cà pháo, dạ, có phim, có ảnh gì không? Nhưng mà công ty em là toàn thanh niên đàn ông không à. Vậy là đi bia ôm. Dạ không, đi bia ôm. Ví dụ như là cà phê, ăn nhậu với lại làm mấy anh có gia đình thế nào. Có nhậu không? Em nhậu thì cũng không có phải là gì nhậu, không phải là thường xuyên. Ví dụ như là có tiệc gì ở với đây chứ còn không có ăn nhậu vì ngày nào cũng nhậu được đâu. Em nhậu là ít nhậu lắm. Rồi thí dụ bây giờ có bạn gái thì mình hẹn hò như thế nào? Mình sắp xếp thời gian cho bạn gái như thế nào? Không phải là em bận nhưng mà tự do cái em muốn bạn.
Em không muốn nghỉ. Chứ thời gian thì sắp xếp được hết chị. Khi mở cửa trái tim này ra thì cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Dạ, em thấy anh này cũng hiền mà không giống trong tấm ảnh. Trong tấm ảnh thì không có hiền. Bây giờ chúng tôi sẽ dành cho hai bạn một khoảng không gian riêng để hai bạn trò chuyện với nhau và trao đổi những thông tin với nhau, tìm hiểu công ăn việc làm, là hẹn cái giờ giấc, coi mình hẹn hò như thế nào nha. Quan điểm về hôn nhân gia đình luôn để mình xem mình có đi với nhau được đoạn đường dài hay không. Rồi, mời đồ ăn. Rồi, trời ơi, quá hấp dẫn luôn. Đúng là buổi trưa chúng ta đói bụng rồi. Mời hai em sẽ thưởng thức món ăn rất ngon của nhà hàng Indochine. Đó là món gỏi và cháo gà. Nhớ nha, vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha không. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai em ngon miệng. Ăn đi cưng. Ủa gì bình thường anh làm, anh nghĩ thứ mấy? Là anh làm nguyên tuần luôn. Có một ngày ốp, mình ốp ngày nào cũng được. Cái đó anh tự lựa chọn đúng không? Đúng. Không biết là bình thường anh làm trễ nhất là mấy giờ ạ? À? Buổi tối có đi đâu chơi không? Nếu mà bình thường không có việc gì thì anh có thể làm tới 6 giờ tối. Khách hàng á, mình phục vụ theo nhu cầu của khách hàng. Rồi mình có thể hẹn ngày mai hoặc là không, nhưng mà mình muốn làm thì mình cứ làm thôi. Anh thì ít nói lắm. Nên phải bắt chuyện anh mới nói được nha. Để em khó rồi mày. Để em khó rồi mày. Không biết anh có xuống Bến Tre chưa? Anh xuống tới Long An là hết rồi. Còn chưa tới xuống cái đó đâu. Chưa có dịp đúng không? Đúng rồi. Chưa xuống dưới miền Tây. Xuống không biết bơi. Nước thì anh, không? Thì anh đi dưới trên đường, anh đừng xuống dưới nước. Xuống nó sông nước không mà. Sông nước nhưng ta có cầu mà. Đâu giờ sợ. Anh cũng ăn đi, tại vì em đang làm răng á. Nên anh cũng hơi khó xíu. Anh có gì hỏi em không? Nãy giờ em hỏi anh không à? Chắc không có gì hỏi quá. Vậy ví dụ như bây giờ hai đứa mình quen nhau thì anh dành thời gian nào cho em? Em muốn thời gian nào cũng được thế à. Nhưng mà ban ngày đi làm rồi mà em muốn buổi tối thôi chứ. Còn ví dụ như ngày Chủ nhật hay ngày thứ bảy em nghỉ thì ngày hôm đó anh ốp thôi. Thời gian thì quá đơn giản. Thì là sắp xếp được đúng không? Đúng rồi. Anh ốp mấy ngày cũng được mà. Nhưng mà ốp làm gì, quan trọng là mình đi đâu, mình làm gì mình ốp. Nói chung là cũng làm tay chân cũng cực lắm á. Trời ơi, hai người này mà yêu nhau chắc đi chơi hẹn hò và dắt tôi theo quá à. Sao không ai nói năng gì hết trơn hết trọi vậy? Em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Dạ, cái đó thì em không có thích lắm ạ. Ví dụ như là mình tìm hiểu, mình yêu thương thì nhau thì mình quyết định tới hôn nhân luôn ạ. Ví dụ như bây giờ em lấy chồng, ngày em phát hiện ra là chồng em hay đi làm mà, rồi công việc, hay ngoại giao, hay tiếp khách, rồi hay đến những cái nơi nhạy cảm, ví dụ như đi uống bia ôm, đi cà phê, đi gì đó, đi massage, mà những cái chỗ nhạy cảm thì em sẽ phản ứng như thế nào? Em sẽ bình thường chị, ví dụ như quan trọng là thái độ của anh đó ạ. Cái đó là cái việc xã giao bình thường thì mình không nói, ví dụ như mà anh ấy thích như vậy thì phải coi lại ạ. Em quan điểm như thế nào về việc đó? Khi mà mình độc thân, nó khác khi mình lập gia đình. Thì em nghĩ cái chuyện mà người đàn ông đi ra ngoài giao thiệp rồi đến những cái chỗ nhạy cảm với bạn bè, thì em nghĩ điều đó là bình thường hay là điều chưa, đó? Chị chị là theo chị nghĩ là chưa có gia đình đó, thì mình đi chơi thì nói chung là phải thanh niên mà. Em nghĩ nó bình thường quá. Còn mà đã có gia đình rồi thì mình phải lo cho gia đình. Em mà đã có vợ rồi thì chắc chắn là thời gian là em dành cho vợ em. Hôm nay em có đi với ai không? Có người nhà không? Em đi một mình. Đi một mình. Hôm nay em gái có đi với ai không? Dạ có, em đi với em gái của em ạ. Rồi, ok. Bây giờ xin mời em gái của bên nhà gái vào nha. Rồi, chào em gái. Em tên gì? Dạ em chào chị Cát Tường, chào quý khán giả. Em tên là Mỹ Tiên, là em gái của chị Lan. Là em ruột luôn đó hả? Dạ, đúng rồi. Lan với Tiên. Còn nhà có mấy anh chị em? Dạ còn thêm anh cả, anh hai nữa ạ. Năm nay cứ nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 25 tuổi. Mình đang sống Bến Tre hay thành phố? Dạ sống chung. Là hai chị em mướn nhà ở chung đó phải không? Dạ mình đúng làm rồi. Làm việc gì? Dạ em làm ở bên ngành may mặc đó chị. Rồi hồi nãy giờ mình cũng nghe câu chuyện của hai anh chị ha. Em nhận xét như thế nào về cặp đôi này? Nhận xét như thế nào về người anh trai bên đây? Dạ em thấy anh này thì nhìn thì cũng hơi hiền, hiền. Chắc tầm kiểu như là 7-8 phần cái hình mẫu lý tưởng của chị em. Cũng là trùng khớp 70-80%. Dạ đúng rồi. Bình thường thì ở nhà chị Lan là người nào, có những cái điểm tật xấu gì nữa không? Chị Lan em á thì rất là lanh luôn. Nhưng mà lên đây sao nãy giờ thấy không lanh vậy? Không, chắc là do run. Với lại một phần em thấy chị em cũng hỏi anh này nhiều mà anh này ít hỏi hơn chị em.
chỉ có cái tính là hơi nóng xí. Hơi nóng một xí thôi đúng không? Mình biết vậy thì thôi. Mình kèm lại ha, cho bớt cái nóng. Nhiều khi nóng quá là hư bột, hư đường hết. Rồi, bây giờ một lời khuyên dành cho chị mình thì em khuyên chị mình như thế nào? Chị nếu mà chị nãy giờ tiếp xúc với anh này mà cảm thấy là ok hay là có thể là tiến sâu hơn thì chị có thể là cho anh này một cơ hội hoặc là hai anh chị cùng nhau cho nhau cái cơ hội ha. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, mình sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện anh chị nha. Bây giờ chương trình dành cho các bạn thêm một cái thử thách mình vượt qua. Mỗi người bóc một lá thăm để mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn trong cái thử thách này. Mời em. Cô gái yêu cầu bàn tay thể hiện một hành động nói lên sức mạnh của đàn ông. Em có quyền yêu cầu anh ấy. Vậy em muốn anh quả làm gì? Thì anh thích đất cho em 10 cái. Thích đất cho em 10 cái được không? Ở nhà một mình phải tập thể dục chứ. Thôi ốm mà tao nói mình yếu. Mình phải chứng minh ốm nhưng không hề yếu. Rồi mời em. Đếm đi cưng, con gái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ốm nhưng không hề yếu nha. Rồi, bây giờ mời bạn gái bóc một lá bài. Bạn trai xin phép nắm tay thể hiện tình cảm với bạn gái, sau đó hỏi cảm nhận của cô ấy. Thở, thở. Thở đi cưng. Nha, đây là yêu cầu của chương trình để mình kiểm tra lại cái cảm xúc của mình, xem mình có cái điện nó có chạy không, nó có sự va chạm, nó có cảm xúc gì trong người không nha. Mời em. Anh xin phép. Rồi, nắm tay 30 giây đi, nhìn thẳng vào nhau rồi mỗi người nói một câu thôi. Mình nhìn nhau đi. Cảm giác của em như thế nào? Em run quá. Thôi được rồi chị. Không nói gì hết hả? Dạ không. Nắm tay chặt quá vậy mà không nói gì hết trơn vậy? Quan trọng anh đó nói cho em chứ. Em cũng không biết nói sao luôn. Rồi được rồi, mời hai bạn về vị trí. Cảm xúc của bản thân như thế nào? Hoặc là nhận xét về người đối diện như thế nào? Tùy mình, mời em trai nói trước. Thì cảm nhận của em thì thấy bạn gái này thì cũng dễ thương nhưng mà ốm ốm giống em. Hai người thiếu ăn, thiếu người chăm sóc. Để cảm nhận của em như vậy thôi chị. Rồi mời em gái cảm nhận của mình đi, ngay lúc này như thế nào? Dạ, cảm nhận của em là từ lúc mà tham gia chương trình này, ví dụ như là em vui ạ. Thì em hôm nay thì được gặp anh ở đây thì thấy anh cũng hiền. Cũng mong muốn là ví dụ như sau này mình có thêm thời gian dành cho nhau, cũng như là mình trao đổi những cái kinh nghiệm. Ví dụ như là sau này bình thường anh ở sống một mình đúng không? Thì sau này sẽ có em. Rồi, cảm ơn hai bạn. Bây giờ là giờ phút quan trọng nha. Mình bấm vì cảm xúc của chính bản thân mình và phải chịu trách nhiệm về điều đó. Mời mình đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của dì Tường, đồng ý mình bấm mạnh, không đồng ý mình có quyền lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có bấm không? Em có bấm không? Bấm mạnh vô. Chị thấy là thật sự bạn gái bấm trước em. Nhưng mà bạn đèn bạn ấy không có xa, không có sáng. Nó chưa trùng khớp nhưng mà các bạn ấy cũng đã bấm nút và đèn đã sáng. Chúng ta nhắm tay nhau nhé. Bây giờ chúng ta đã chính thức là một cặp đôi để tìm hiểu nhau. Mời hai bạn nắm tay nhau. Rồi, bây giờ chị Tường hỏi em trai nè. Em đang còn băn khoăn điều gì? Chị thấy trong cái bấm nút của em nó chưa có sự dứt khoát mà mình còn ái ngại một cái điều gì đó. Em cũng không biết em nghĩ cái gì nữa. Đây là cái quyết định mà nó cũng khó khăn. Khó khăn. Nhưng cuối cùng tại sao em lại quyết định bấm? Em muốn để tìm hiểu này nó như thế nào. Muốn cho mình dạ, đúng không? Cố gắng quan tâm nhau, chăm sóc nhau thật nhiều. Và hy vọng rằng là cũng sẽ đến lúc các bạn báo tin vui cho chương trình. Em muốn cho mình cơ hội, cũng cho bạn một cơ hội. Thì em thấy bạn hiền quá, cũng như ít nói nữa. Nên em muốn là bạn đó phải sau này phải nói nhiều hơn à, nếu mà đi chung với em à. Dạ em thấy bạn này là hiền à, có thể là biết quan tâm với gia đình à. Tại vì bên sống một mình thì bạn sẽ cần nhiều tình cảm hơn. Ví dụ như sau này mình có làm bạn với nhau thì cũng quan tâm chia sẻ với em được à. Chị nếu em vô tình mà phát hiện bạn này đi những cái chỗ mà không có đàng hoàng, ví dụ như là quán karaoke hoặc là đi ôm gì đó, thì em sẽ đợi bạn đó giải thích với em.
nếu bạn ấy không giải thích với em thì em sẽ hỏi, mà tới lúc đó thì hơi căng đó chị. Mặc dù là anh đi là kỹ thuật nhưng mà anh cũng phải giao tiếp với khách hàng ạ, phải nói nhiều hơn, phải cũng giống như em, phải là chăm ăn uống hơn. Em cũng biết do cái lần gặp đầu tiên mình chưa có nhiều tình cảm, chưa có nói chuyện được nhiều á chị, nhiều khi chưa cảm được hết. Trước mắt thì em sẽ mặc dày xíu, em chủ động xíu. Còn mà ví dụ như mà cái tính em duy trì hoài như vậy mà anh đó không có phản hồi lại á, thì em nghĩ em sẽ dừng lại. Đàn ông á thì em nghĩ là phải hơi mạnh mẽ một xíu à, cũng như đừng có yếu đuối quá, rồi còn để bảo vệ cho mình nữa à. Em thấy là anh hiền quá so với cái mức mong đợi của em. Còn nói thì ít nói, với lại anh không có giống như là giao tiếp, không có giống như là trao đổi với mình đó chị, không giống như là không có hợp tác á. Còn về sau này không biết là đã quen được rồi á, thì không biết là có nói chuyện nhiều hơn không. Cảm xúc hiện tại thì nó cũng giống như hồi sáng là không có gì, bình thường à. Cảm nhận thì dễ thương, còn cảm nhận tiếp theo nữa thì cái đó từ từ có thời gian mà nó biết được. Em quan trọng là vẫn là cái tính cách hơn, để từ từ rồi thời gian nó sẽ quyết định. Em cũng không biết nói sao nữa, nhưng mà hiểu em là được, còn mà không hiểu em thì chắc chắn là không có tiếp tục được đâu. Em không phải là khó khăn gì, nhưng mà cái tính em là nó khó. Tất nhiên là em ăn uống khó, vậy cô gái người miền Tây, em người miền Trung, cái ẩm thực của em là phải cay, phải mặn. Còn miền Nam thì nó hơi ngọt. Em không ăn được món trong này nhiều. Nếu mà cái thân rồi thì tới đó rồi biết. Thì em không nhát đâu. Nhưng mà đó là cái phép lịch sự. Với đó với người mình chưa biết nhiều, với người lạ mình phải không có sòn 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 hơn. Em cũng như vậy. Đối với em là em không biết hỏi gì. Giao tiếp là cái công việc nó phải giao tiếp rồi. Tại vì khách hàng mà mình đi làm, mình gặp người ta thì tất nhiên là mình phải giao tiếp rồi. Nhưng mà còn cái này là cái người ở lạ với mình lắm, nên lần đầu tiên gặp nên mình cũng không biết nói gì hết. Gặp khách hàng là cái công việc, mình có cái nội dung để mình nói. Còn gặp người đây là người để mình quen, mình tìm hiểu á, nên không biết bắt đầu từ đâu, nên nó khó. Nó khó với em lắm. Vẫn có thích bơ bám đó, chứ không phải là thích lịch sự đâu chị. Em là một người đàn ông mà không có lãng mạn, không có kiểu như là tỏ tình cái kiểu đâu. Em muốn thực tế. Mình đừng có nói nhiều, mình làm nhiều đi, chứ mình đừng nói nhiều. Mình nói nhiều là mình cuối cùng mình làm được cái gì hết trơn á, là người ta cười. Bước tiếp theo thì cũng giống như bao cặp tình nhân khác thôi, vẫn hẹn hò đi chơi bình thường thôi chị. Còn cái cảm xúc nó tới đâu thì nó tới thôi, chứ không bây giờ không có nói trước được. Em không có nói nhiều, em muốn làm nhiều thôi. À, cảm ơn hai em nha. Đây, gửi tặng em gái một món quà làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Tặng cho bạn trai, đây là những chiếc vé xem phim. Mình đưa bạn gái đi xem phim để tìm hiểu nhau nha. Cái thường cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều đã luôn luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc, 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần, trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các thường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.